thần sắc Vạn Nhất Thiên biến hóa, lập tức cảm thấy có áp lực, thần thức quét qua sau đó điểm một cái, vèo một thanh kiếm bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Chi! Vạn Nhất Thiên hít khí lạnh, thân thể ngây ngốc, kiếm kia có màu đỏ, dính vào một chút máu tươi. Không, không có khả năng. Hắn không tin, tức giận quát, ống tay áo hất lên, tất cả bảo kiếm bay lên, những thanh này không có màu sắc. Phanh, phanh, phanh. Vạn Nhất Thiên mặt xám như tro, những bảo kiếm kia rơi xuống đất, như rác rưởi rơi lả tả, giống như không có gì đáng giá. Hắn nhìn chằm chằm vào kiếm của mình, màu đỏ hết sức chói mắt. Lý Vân Tiêu vỗ tay tán thưởng, cười nói. Mục Trang đại nhân quả nhiên hảo thủ đoạn, thanh kiếm này rơi xuống vừa vặn đâm chết một con chuột, cho nên nhiễm một chút máu, chặc chặc, Nhất Thiên huynh thật trùng hợp lấy vào tay. Vạn Nhất Thiên biến sắc, hắn ném kiếm lên mặt đất, tức giận nói. Phi Dương lão đệ, ngươi nhìn thấy thì bốc thăm còn công bằng sao? Hai mắt Lý Vân Tiêu mở to ra, bất đắc dĩ nói ra. Lão ca an tâm một chút chớ vội, ngươi nhìn mặt đất đi, ta chỉ mới nhìn thấy mà thôi. Vạn Nhất Thiên nhìn theo ngón tay của hắn, hắn thấy cái hố kiếm của mình thật sự có con chuột chết, bị chém thành hai đoạn. Hắn lập tức không lời nào để nói. Mục Trang vuốt chòm râu, cười nói. Nhất Thiên đại nhân không cần lo lắng, với thực lực của chúng ta, căn bản không gặp phải nguy hiểm chính thức. Chúng ta ở phía sau sẽ chú ý yểm hộ cho ngươi. Ánh mắt Vạn Nhất Thiên giãy giụa vài cái, thở dài. Nếu gặp được nguy hiểm, kính xin chư vị nhất định ra tay, Nhất Thiên tất có thâm tạ. Tất cả mọi người là một bộ dáng yên tâm đi, không ít người còn vỗ ngực một cái. Vạn Nhất Thiên lúc này mới yên lòng lại, chỉ thấy trên người của hắn sinh ra hào quang, dần dần ngưng tụ thành một kiện chiến giáp lung linh, đồng thời năm ngón tay một chảo, một quải trượng màu vàng xuất hiện, hơn nữa lấy ra một kiện áo choàng treo trên vai, trên đó có vẽ phượng đồ cùng bách điểu, trang bị rất đầy đủ. Lý Vân Tiêu thấy vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ cảm thấy Vạn Nhất Thiên đã biến thành lão già khóm sợ chết, lúc này cảm xúc ngổn ngang, lắc đầu thất vọng. Năm đó thân là người đứng đầu Thương Minh, đứng đầu thế lực, hào khí hăng hái, hắn là một đời bá chủ, ảnh hưởng thiên hạ. Nếu không Cổ Phi Dương năm đó cũng không đi lại gần với Vạn Bảo Lâu, đến nỗi phần giao tình kéo dài tới nay. Sau khi mất đi Thương Minh, bị Đinh Sơn bước ra ngoài, Vạn Nhất Thiên giống như biến thành người khác, chỉ vì cái trước mắt, rất sợ chết, ngay cả nhân kiệt còn không tính nói gì tới bá chủ. Có lẽ từ trên cao ngã xuống, mất đi quá nhiều thứ cho nên mới trở nên keo kiệt tất cả những gì mình có, kể cả mạng mình. Lý Vân Tiêu biết rõ Vạn Nhất Thiên đường đi đã đến cuối cùng, tâm tính như vậy, Thương Minh có thể phát triển tới trình độ nào thì hắn không biết, nhưng ít ra con đường tu luyện đã không còn quyết đoán, trừ phi hắn có thể tìm về đạo tâm đã mất của mình. Phi Nghê mặt mũi đầy khinh miệt, nói móc nói. Yên tâm đi, chúng ta sẽ một khắc không rời, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào ngươi. Vạn Nhất Thiên tuyệt không cảm thấy châm chọc, ngược lại nói. Phải nên như thế. Sau khi chuẩn bị xong, hắn liền nhảy vào trong cái động, tiến vào nơi sâu. Lý Vân Tiêu lúc này mới quay đầu, ánh mắt mỉm cười nhìn qua Mục Trang, hình như có biết. Hắc hắc! Mục Trang sau khi sững sờ thì cười rộ lên. Hắn hiểu được Lý Vân Tiêu đã nhìn ra thủ đoạn của hắn, con chuột không phải bảo kiếm rơi xuống đâm chết, mà hắn sớm khống chế mặt đất, chờ Vạn Nhất Thiên chọn chúng một thanh thì đi lên tự sát, mũi kiếm dính màu đỏ. Bởi vì địa hình nơi này kỳ lạ, quấy nhiễu thần thức mới để hắn bố cục thành công. Kỳ thật đối với người xưng phong là ai, đều cũng không ngại, thuần túy chỉ trêu chọc Vạn Nhất Thiên mà thôi. Bên trong động thiên là vùng núi bình thường, nhưng khắp nơi đều là rêu cỏ thấp bé, điểm kỳ lạ chính là những rêu cỏ này tỏa ra ánh huỳnh quang, chiếu sáng cả động thiên này. Trong những bụi cỏ này thỉnh thoảng có hung thú xuất hiện, nhưng phần lớn đều nhìn từ xa, không dám tới gần. Có một ít mặc dù công kích cũng bị Vạn Nhất Thiên thuận tay đánh chết, qua nửa canh giờ sau, cũng không gặp được hung thú cường đại gì, Vạn Nhất Thiên lá gan cũng lớn, bắt đầu có chút thư giãn cảnh giác. Sau đó không lâu, phía trước có hồ nước, rêu cỏ chung quanh tỏa sáng sáng ngời. Thật sự là có động thiên khác, chứ không thấy ánh mặt trời ra, hoàn toàn không khác gì bên ngoài. Vạn Nhất Thiên cảm khái, híp mắt nhìn chung quanh, nói. Cũng không biết động thiên này bao lớn. Trọng khí tháp ở nơi nào, Diệp Phàm, người có cảm ứng hay không? Diệp Phàm lắc đầu nói. Không có, sau khi tới nơi này thì nội tâm lo lắng không yên.
Lo lắng. Vạn Nhất Thiên như có điều suy nghĩ, nghiêm mặt nói. Nơi này thì chắc đúng chỗ rồi, chúng ta tiếp tục tìm. Đột nhiên Lý Vân Tiêu kêu lên. Coi chừng. Khi xuất hiện hồ nước, ánh mắt của hắn không rời khỏi mặt hồ, những gợn sóng lăn tăn lóe lên, cũng không phải hào quang gì đó, mà là côn trùng. Những côn trùng này rất mảnh, dẫm mặt nước không chìm xuống, hơn nữa sau lưng mọc hai cánh, tùy thời sẽ bay lên. Chúng giống như cái thảm bạc bao phủ mặt nước, nhanh chóng lao thẳng tới Vạn Nhất Thiên bên này. Cái gì? Vạn Nhất Thiên hoảng hốt, cũng phát hiện đám côn trùng này số lượng hơn ngàn vạn, ngưng tụ khí tức cực kỳ hung hãn, giống như châu chấu nhưng còn khủng bố hơn châu chấu. Seaa, đi chết! Quải trượng màu vàng đánh xuống, mấy đạo ấn quyết hóa rồng bay xuống. Giống! Kim Long tiến vào trong bầy trùng, lập tức đánh chết mảng lớn, nhưng qua một lúc bầy trùng bao phủ Kim Long, biến trở về quải trượng. Không chỉ có như thế, quải trượng chỉ duy trì hình thái một lúc, sau đó bị đám côn trùng ăn sạch. A! À, Vạn Nhất Thiên sợ tới mức hồn phi phách tán, quay đầu bỏ chạy, hô to nói. Cứu ta! Đám người Lý Vân Tiêu cũng ăn cả kinh, quải dượng của Vạn Nhất Thiên tuy không so dược xích long trưởng lúc trước, nhưng cũng là vật khó có được trong cửu giai huyền khí, cứ bị ăn sạch trong nháy mắt. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, căn bản rất khó tin tưởng. Khúc Hồng Nhan quyết định thật nhanh, quát. Những côn trùng này phiền toái, trước lui đi. Ân. Lý Vân Tiêu cũng đồng ý, lòng đất vốn là nơi hung hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu không nắm chắc thì không nên đi xuống. Mọi người đã quay trở về, đột nhiên đất rung núi chuyển, trên lối đi có rất nhiều hung thú chạy tới, lệ khí khủng bố bao phủ đám người. Xảy ra chuyện gì, lúc đến căn bản không có hung thú mà. Làm sao bây giờ, tiến hay lùi? Mọi người bối rối, không chỉ có là trước sau thủ địch, trên không trung còn có nhiều con rơi, giống như đột nhiên sinh ra, những con rơi sinh ra sóng âm làm mọi người mất phương hướng, thậm chí ảnh hưởng cả thần thức. Lý Vân Tiêu khiếp sợ nhìn chung quanh, thật sự là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, hơn nữa mặt đất dưới chân đột nhiên biến dị, rất nhiều bùn đất trở nên xốp, chúng giống như chất lỏng đậm đặc. Nhất định có kẻ chỉ huy phía sau. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, nói. Liên thủ bố trí kết giới, ngăn cản tất cả hung thú. Trên người hắn ánh sáng màu xanh lóe lên, đánh tan bùn đát, lập tức 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay ra ngoài, trải rộng bốn phía. Lập tức kiếm giới mở ra, diễn hóa ra ngàn vạn kiếm, ngăn chặn sóng âm đám rơi ra bên ngoài. Vạn Nhất Thiên giờ phút này mới trốn ra, lo lắng hô lớn. Phi Dương lão đệ, mau mở kiếm giới ra, để cho ta tiến vào. Sau lưng có vô số côn trùng màu bạc đuổi theo, hắn sợ tới mức hắn hồn phi phách tán, dốc sức liều mạng gõ kiếm giới. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ, quát. Tất cả mọi người cẩn thận chút. Hai ngón tay của hắn điểm một cái, một thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm gần Vạn Nhất Thiên bay lên, lăng không hóa ra vô số bóng kiếm, giống như mưa chém vào đám côn trùng. Đồng thời kiếm giới mở ra một lỗ hổng, Vạn Nhất Thiên vọt vào, thở ra một hơi, sợ tới mức muốn khóc. Nhưng vẫn có rất nhiều côn trùng theo vào. Thân ảnh phi nghê lóe lên, hóa thành thiên phượng phun thập giai hỏa diễm thiêu đốt chúng. Hai tay Lý Vân Tiêu không ngừng kết kiếm quyết, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm kia bay về giữ vững vị trí. Ông ông ông! Trong khoảnh khắc, rất nhiều côn trùng công kích kiếm trận, dốc sức thôn vệ kiếm trận và trận quang. Không tốt, đám côn trùng này là cái gì, hỏa diễm không thể đốt hết. Đột nhiên phi nghê kinh hãi, những côn trùng này trừ số ít bị đốt chết ra, nhưng có không ít không chết, chúng giống như bị thương, đang muốn bay lên. Làm sao có thể? Khúc Hồng Nhan cũng rất giật mình, trong mắt có hàn quang lóe lên, suy một tiếng, một ít đạo kiếm khí chém ra, chém đám côn trùng thành hai nửa mới chết đi. Sinh mệnh lực thật ngoan cường. Những người còn lại quá sợ hãi, nhìn bên ngoài có mấy trăm vạn côn trùng, rậm rạp chằng chịt bao phủ kiếm giới, bọn họ hít khí lạnh, đầu óc run lên. Lại dám đuổi theo đại gia, chết đi cho ta. Vạn Nhất Thiên sống sót sau tai nạn, trong cơn giận dữ. Hắn rút trường kiếm ra chém vào đám côn trùng, bảo kiếm chém vào người côn trùng lại phát ra âm thanh kim loại va chạm, hoa lửa bắn ra bốn phía. Không ngờ cường hãn như thế. Sắc mặt mọi người đại biến, có nhận thức mới về đám côn trùng này. Khúc Hồng Nhan quát lên. Đừng có đứng đó nữa, diệt sát đám côn trùng này đi, chúng dường như không nhiễm ngũ hành, chỉ có thể chém giết.
Trong khi nói chuyện, không ít côn trùng chết trong tay nàng. À, thực sự lợi hại như vậy sao? Tiểu Hồng suy cười một tiếng, tỏ vẻ không tin, nâng lên tay lên sinh ra một đám băng sát tâm diễm, lập tức bao phủ đám côn trùng bên ngoài. Vù vù, băng sát tâm diễm quét qua đám côn trùng màu bạc, âm thanh đùng đùng vang lên, mỗi côn trùng kiên trì 2-3 giây là nổ tung. Chi? Tất cả mọi người hít khí lạnh, đặc biệt là Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng, nội tâm kinh hãi quá nhiều, băng sát tâm diễm có bao nhiêu khủng bố thì hai người hiểu rõ. Ngay cả con cóc bị đốt một chút đã biến thành cho bụi, đám côn trùng này kiên trì vài hô hấp, thật sự quá kinh khủng. Kiếm trận nhất định phải chống đỡ. Sắc mặt Phi Nghê tái nhợt nói ra, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Nàng mang thiên phượng chân hỏa, nhạy cảm với hỏa diễm cực cao, nàng cảm nhận được băng sát tâm diễm còn cao hơn thiên phượng chân hỏa một bậc, cho nên càng sợ đám côn trùng này. Bành! Đột nhiên cả kiếm trận đều rung động lắc lư. Chỉ thấy hướng cửa vào có rất nhiều hung thú, tuy chủng loại không đồng nhất, nhưng tất cả đều mặt xanh nanh vàng, xem xét là đồ hung ác, dốc sức liều mạng va chạm hoặc thi triển thần thông oanh kích kiến trận. Dưới trùng kích đầu tiên, 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm rung động lắc lư, Lý Vân Tiêu run rẩy toàn thân, miệng phun máu tươi. Phi Dương, Phu Quân, Vân Tiêu đại ca. Những tiếng kinh hô vang lên, Khúc Hồng Nhan cùng Phi Nghê bay tới bên cạnh Lý Vân Tiêu. Ánh mắt đầy lo nghĩ, Phi Nghê và Khúc Hồng Nhan đều đưa linh đan lên. Lý Vân Tiêu lắc đầu, mặt mũi đầy kinh hãi nói ra. Chư vị nhanh nghĩ biện pháp, kiếm trận sẽ không cản nổi đợt công kích thứ hai. Sắc mặt Khúc Hồng Nhan ngưng trọng, Tử Tiêu kiếm lập tức chém ra ngoài, hào quang nở rộ, hóa thành kiếm trận bao phủ các nơi, cùng y 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm chiếu ứng lẫn nhau mới ngăn cản được xu thế tan rã của kiếm giới. Kiếm giới trong khoảnh khắc trở nên vững chắc, tất cả mọi người thở ra một hơi, nhưng lo lắng không giảm, ai cũng hiểu trận pháp không chịu được bao lâu. Giờ phút này là bốn phía thọ địch, trước có ngân trùng, sau có hung thú, trên trời có đám rơi. Thậm chí còn có quái điểu có tám vuốt, mỗi một lần lao xuống đều làm kiếm giới lắc lư vài lần. Mục Trang trầm giọng nói, sau những công kích này chắc chắn có kẻ làm chủ, là người hoặc quỷ, hoặc là vật có linh. Muốn hóa giải nguy cơ sợ rằng phải tìm ra kẻ chủ sự. Lý Vân Tiêu mặt âm trầm, Diệu Pháp Linh Mục nhìn qua chung quanh, trừ khí thế hung ác đầy trời ra, không thu hoạch được gì, bi quan nói ra. Muốn tìm ra người chủ sự sợ là khó như lên trời, theo ta thấy, không bằng giết ra ngoài đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, giờ phút này trên trời đầy rơi và quái điểu, rất nhiều sóng âm khuếch tán ra, thần thức không dò xét được. Căn cứ lối vào lúc trước mà suy đoán, nơi đây các mặt đất mấy trăm trượng mà thôi, chúng ta toàn lực công kích phía trên, nhất định có thể oanh ra một cái lối đi, ta đoán sẽ không gặp nguy hiểm. Ánh mắt Mục Trang chớp động, nói. Nhưng ngươi xác định sau khi thu hồi kiếm trận sẽ có đầy đủ thời gian ra tay, hơn nữa nhất định có thể phá vỡ mái vòm sao. Nếu kế hoạch thất bại, sợ rằng kết giới chưa mở ra, chúng ta sẽ bị đám chim thú và côn trùng giết rồi. Toàn thân Vạn Nhất Thiên run lên, nghĩ tới cảnh bị đám súc sinh này nuốt, hắn sợ hãi, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, nói. Đúng, đúng a, nhiều hung thú như vậy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc hắn một cái, nói. Các vị có biện pháp nào tốt sao? Có kết sách an toàn thì bản thiếu gia cũng không mạo hiểm. Mục Trang ngưng trọng, nói. Nghe nói lúc cuộc chiến Ngũ Hà Sơn, Vân Tiêu công tử thi triển ra một chiêu tuyệt học kinh thiên, nghịch chuyển tình thế hai tộc. Chiều đó sát thương diện tích thật lớn, rét mấy ngàn tinh nhuệ yêu tộc nha. Nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ nhúc nhích, hắn cũng không phải không muốn dùng lưu lưu cầu, nhưng chiêu này thời gian chuẩn bị quá dài, hơn nữa ngoài trận còn đám hung thú, chim bay cùng ngân trùng đều là dị chủng thượng cổ, chưa chắc giết sạch bọn chúng. Lúc ấy có tam thập tam thiên, trận linh hóa thành vô số tinh thể bỏ cánh cứng, đã miễn dịch chiêu này. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn qua mọi người, trầm ngâm nói. Chiêu này cũng không phải hữu hiệu với bất cứ thứ gì, ta chỉ sợ một khi thất thủ, hậu quả quá nguy hiểm. Vì bảo đảm an toàn nhất, ta hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực, cùng ta ra tay, như vậy phần thắng lớn hơn nhiều. Mục Trang nói, đều thời điểm này, tự nhiên là đồng tâm hiệp lực. Muốn làm như thế nào ngươi nói đi, Mục gia ta sẽ toàn lực phối hợp với ngươi. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn lên người Tiểu Hồng, mặt không biểu tình nói ra. Thiên tôn giả đại nhân đâu? Thân thể Tiểu Hồng rung động khó phát hiện, sắc mặt giận dữ,
hiển nhiên là cực kỳ tức giận cách xưng hô của Lý Vân Tiêu, hừ một tiếng, mới nói. Ta và cảnh thất toàn lực phối hợp với ngươi. Ta cũng vậy, bổn tọa sẽ toàn lực phối hợp. Vạn Nhất Thiên cũng nói một câu, tuy Lý Vân Tiêu không nói hắn, nhưng hắn tự nghĩ cũng là cao thủ siêu phàm nhập thánh, có thể gánh nửa bầu trời. Hơn nữa trong tay hắn hào quang lóe lên, xuất hiện cây dù màu tím, cười một tiếng, yêu thương vuốt ve cây dù, nói. Cây dù này tên Huyền Ngư, phòng ngự mạnh hơn xa áo giáp bình thường. Đợi lát nữa ta sẽ căng cây dù ra tiếp ứng, chư vị công kích xong phải trở lại cây dù, có thể tranh thủ một chút thời gian. Tất cả mọi người trong nội tâm thầm mắng, thì ra con mẹ nó ngươi không ra tay, lại nấp sau lưng mọi người. Nhưng như vậy cũng tốt, có người tiếp ứng, chỉ có thực lực còn có thể, hơn nữa cũng có thủ đoạn, cũng không phải biện pháp tệ. Lý Vân Tiêu nói, như thế rất tốt, Nhất Thiên huynh ở chính giữa tiếp ứng, những người còn lại sẽ ra tay theo ta, tận lực dùng đại thần thông công kích lớn. Đặc biệt sử dụng thiên tôn giả băng sát tâm diễm cùng ma công. Cảnh thất đại nhân sử dụng thi độc cưu sa huyền vũ, còn có phi nghê thiên phượng chân hỏa, mục trang đại nhân có tát đậu thành binh. Nhiệm vụ chém lòng đất phải nhờ Hồng Nhan rồi. Nếu bàn về công kích đơn thể thì chỉ có Tiểu Hồng, Khúc Hồng Nhan cùng Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng cùng Lý Vân Tiêu đều có nhiệm vụ, cũng chỉ còn lại Khúc Hồng Nhan có thể gánh nhiệm vụ này. Khúc Hồng Nhan ngưng trọng gật gật đầu, nói. Phi Dương ngươi cẩn thận. Giờ phút này kiếm giới không ngừng bị trùng kích. Khúc Hồng Nhan cảm nhận được huyết khí trong người Lý Vân Tiêu chấn động, dường như thương thể tăng lên thật lớn. Tuy thiên cương địa sát song kiếm trận hợp cùng một chỗ, nhưng dù sao vẫn lấy 36 bắc thiên hàn tinh kiếm làm chủ, tuyệt đại đa số công kích đều bị Lý Vân Tiêu một người gánh chịu, mặc dù hắn có bất diệt kim thân cùng quang minh lưu ly thân, giờ phút này cũng rất cố sức. Lý Vân Tiêu cười với nàng, nói, yên tâm, những sức này này đang giúp ta tu luyện đấy. Ân. Khúc Hồng Nhan đáp nhẹ một tiếng, biết rõ Lý Vân Tiêu không muốn làm cho nàng lo lắng, lúc này thở ra một hơi. Nàng cầm kiếm trong tay, trừ duy trì địa sát kiếm trận ra, ngừng tụ lực lượng toàn thân vào thanh kiếm. Lý Vân Tiêu lúc này mới nhìn về phía Mục Trang, nói. Đại nhân, làm phiền ngươi mở đường phía trước, hiện tại còn không biết dưới mặt đất có thứ gì, nhưng tuyệt không đơn giản, không biết đại nhân có lòng tin. Mục Trang nhìn tất cả vào mắt, gật đầu nói. Yên tâm, phía dưới giao cho ta, bảo đảm ngăn chặn không có vấn đề. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ giật mình, hơi có chút kinh ngạc, không rõ Mục Trang lấy tin tưởng ở đâu cả, có thể ngăn cản một mặt thì chắc chắn có át chủ bài trong tay, nếu hắn nói như vậy, hơn phân nửa có thể thừa nhận được. Tốt, vậy làm phiền đại nhân, những người còn lại sử dụng công kích cường đại nhất, những chim thú trùng mặc dù hung hãn, cũng không có tồn tại đặc biệt cường hãn, chúng ta nên sử dụng toàn lực. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn qua chung quanh, sắc mặt lạnh giá. Đã rõ chưa, ta sẽ rút kiếm trận. Hiểu. Tất cả mọi người cùng kêu lên, rút huyền khí vào tay, tùy thời ra tay ngay lập tức. Bắc Quyến Nam cũng đi ra khỏi giới thần bi, trong tay ngưng tụ độc khí. Đồng tử cảnh thất co rút lại, cũng thả thần sát thi khôi ra, một người một thi, trên người có hỏa diễm lấm tấm. Tiểu Hồng nắm tay phải lại, phía trên có băng sát tâm diễm lập lòe. Chiếu sáng gương mặt lạnh như băng của nàng. Lý Vân Tiêu cùng Khúc Hồng Nhan nhìn nhau, hai người đồng thời gật đầu, quát. Rút lui. Tất cả kiếm quang lập tức biến mất, mặt đất đình trệ trong nháy mắt, sau đó là bộc phát kinh thiên động địa, lực lượng khủng bố bắn lên thân mọi người, oanh kích ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Quang diễm và công kích đã giải, tất cả đám hung điểu trùng đứng mũi chịu sào, đặc biệt những con ở đầu bị tiêu diệt cực nhanh. Đồng thời một đạo kiếm quang mạnh tới cực điểm chém ra, những nơi đi qua rất nhiều chim và rơi bị giết chết. Oanh! Một kiếm kia chém lên mái vờm, cả trên không gian bị tiếng kiếm quang bao phủ. Từng đống đất đá lớn rơi xuống, mái vòm chấn động như sóng biển, từng khối đất lớn rơi xuống nhưng không có bị phá vỡ hoàn toàn. Khúc Hồng Nhan cả kinh, nghẹn ngào kêu lên. Xảy ra chuyện gì? Thì ra mái vòm vốn hẳn phải bị chém thủng. Tầng đất từ phía trên đổ xuống, không ngừng đối kháng kiếm quang, cuối cùng đã lắp đầy khe hở, không chỉ không thể đục lỗ, còn có nhiều thạch nhũ rơi xuống. Lần này tất cả mọi người há hốc mồm, đầu óc không đủ dùng. Bọn họ không biết là, giờ phút này phía trên có thạch nhũ lấp đầy, lăng không sinh ra một tòa núi cao áp ở phía trên, dù bổ thế nào cũng không làm được gì. Phanh, phanh, phanh.
Ngay vào lúc mọi người ngẩn người, không biết làm sao, tầng đất bên dưới sụp đổ, còn có âm thanh sồn sột không ngừng sinh ra. Mục Trang vẫn chú ý phía dưới, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm vào những thứ đang lao lên, quát. Con kiến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Những con kiến kia lại lớn như nắm tay, chúng là những con kiến khổng lồ, chúng không ngừng ngậm nhắm những gì ngăn cản đường đi của chúng. Sắc mặt Mục Trang lặng đi, cũng không lui về phía sau, hắn nâng tay phải lên sau đó nắm lại, lòng bàn tay hướng xuống. Trong lòng bàn tay xuất hiện trận pháp phát ra hào quang màu xanh. Sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là khôi lỗi cao bằng hình người, nó cũng duỗi tay ra trái ra. Hai cánh tay kề sát vào nhau, nhưng trong lòng bàn tay của khôi lỗi là một ấn quyết. Phá chùy. Sắc mặt Mục Trang ngưng trọng, sát cơ và lực lượng khủng bố bộc phát dữ dội, lập tức đánh ra lực lượng kinh thiên. Ầm ầm. Tất cả con kiến bên dưới tan nát, lực lượng một chiêu này sinh ra vô số sóng khí, tầng đất hoàn toàn bị nát bấy, ngay cả rơi và chim trên cao bị liên lụy chết vô số. Nội tâm mọi người chấn động mãnh liệt, mặc dù cảnh thất cũng phải ghé mắt nhìn Mục Trang ra tay, chỉ biết là hắn thâm tàng bất lộ, nhưng không thể ngờ lực lượng lại kinh thiên động địa như thế. Lý Vân Tiêu cũng vừa mừng vừa sợ, khó trách Mục Trang dám ba hoa nhất định trấn trụ phía dưới, một kích vừa rồi tuyệt đối là lực lượng đăng phong tạo cực. Nếu bản thân hắn có tu vị kinh khủng như thế, cộng thêm khôi lỗi càng khó đánh giá hơn trước. Người Mục gia thấy tộc trưởng đại phát thần uy, tất cả đều vỗ tay hưng phấn không thôi. Ngược lại Mục Trang tỉnh táo nhất, sau một kích thì khôi lỗi thần bí biến mất không thấy nữa, sắc mặt hắn tái nhợt, cái trên trán đổ mồ hôi lạnh. Thân ảnh lóe lên, trở về không trung, trốn vào trong huyền ngư. Vạn nhất thiên đã sớm căng dù ra, bao trùm phạm vi 20-30 trượng. Tất cả mọi người lui vào trong cây dù, làm thành một vòng, không ngừng công kích địch nhân bốn phía. Vạn nhất thiên liền bước lên phía trước chúc mừng, ôm quyền nói. Mục Trang đại nhân, hảo thủ đoạn, một chiêu lật tung đại địa, quét ngang toàn bộ đám kiến, đủ tuyệt. Khí tức trên người Mục Trang giảm nhiều, một chiêu kia thật sự tiêu hao quá lớn, hắn măn mấy hạt đan dược rồi điều tức, lạnh lùng lườm Vạn Nhất Thiên, nói. Đừng nói nhảm, nhanh giết địch. Vạn Nhất Thiên kinh ngạc, chỉ cảm thấy ngực buồn bực, xấu hổ cười hắc hắc không lên tiếng, nhưng cũng chỉ chống huyền ngư đứng đó mà thôi. Ngược lại cũng không phải là hắn không ra tay, mà là điều khiển huyền ngư này tiêu hao quá nhiều lực lượng, đặc biệt là thừa nhận công kích từ bốn phương tám hướng, Vạn Nhất Thiên cũng phi thường xuất lực. Mới không bao lâu, sắc mặt của hắn rất khó nhìn, có chút chống đỡ không nổi. Ánh sáng tím trên cây dù có rất nhiều phù văn nhấp nhô, nhưng không ngừng tiêu tán, khó mà lâu dài. Phi Dương lão đệ, đã xong chưa? Lý Vân Tiêu cũng đang khẩn trương điều tiết phối hợp với Bắc Quyến Nam, lôi quang bao phủ toàn thân, một người đầy kịch độc, hai người không ngừng bấm niệm pháp quyết, khống chế tiểu cầu màu xanh lá trước mặt, người trong huyền ngư ai cũng cảm nhận được sự khủng bố của chiêu này. Ân, tốt. Hai người đánh ra ấn quyết cuối cùng, liên thủ hợp kích, quả cầu lôi độc bay vào trong đám hung thú. Tiếng nổ tung ầm ầm vang lên, cả bầu trời có lôi giới sinh ra, kịch độc trong khoảng khoác bao phủ trong lôi giới, toàn thân của rơi chim và hung thú biến thành màu xanh, cũng không biết là chúng độc hay bị lôi quang chiếu sáng. Đám chim thú đứng mũi chịu sào hành động trở nên chậm chạp, sau đó rơi xuống đất, toàn thân thối rữa. Độc tố giống như bệnh truyền nhiễm. Chỉ nháy mắt tạo thành tử thương vô số, đặc biệt là rơi cùng chim bay tử thương thảm trọng. Tuy trong trận chiến Ngũ Hà Sơn, chiêu này của Lý Vân Tiêu bị truyền ra vô cùng kỳ diệu, nhưng mọi người cũng chỉ là bán tín bán nghi, giờ phút này nhìn thấy mới hoảng sợ. Cảnh thất trợn mắt há hốc mồm, thất huyễn lục đạo yểm và cưu sa huyền vũ đều là đại tuyệt diệt ngũ độc, chiêu này kích thích nhiều suy nghĩ trong lòng hắn. Giống, giống, đám hung thú phía sau kêu gào thảm thiết, chết một đám. Số còn lại không dám tùy tiện xông lên. Những độc trùng vẫn vỗ cánh, chúng tuy bị tiêu diệt một nửa, nhưng mà chúng độc cực mỏng, vẫn không có bị gì, tiếp tục xông lên phía trước. Đám quái quỷ này vẫn còn, khi nào là cuối cùng? Tiểu Hồng cũng giết đỏ mắt, mắt đầy lửa giận, trên mặt nàng đầy ma vân, tay trái có ma quang lập lòe, tay phải có tâm diễm nhảy lên, mỗi một chiêu là đánh chết một đám ngân trùng, nhưng số lượng cũng không tránh khỏi quá nhiều, giết không giết hết. Trong tình huống ngân trùng tiếp tục công kích, những con dê chưa chết kêu thê lương, kêu gào không dứt bên tai,
mặc dù không tới mức tạo thành tổn thương cho mọi người, nhưng lại nhiễu loạn tâm thần, kích thích thần kinh, làm cho người ta tâm phiền nóng này. Vạn Nhất Thiên cũng khổ không thể tả, hai tay cầm huyền ngư bắt đầu run run, mồ hôi lạnh chảy ướt toàn thân, gào lên. Phi Dương lão đệ, chiêu vừa rồi hiệu quả không tệ, có thể thi triển thêm mấy lần không? Lý Vân Tiêu cùng Bắc Quyến Nam đã bị rút sạch, đặc biệt là Lý Vân Tiêu lúc trước thi triển kiếm trận, còn có thương tích tại thân, sắc mặt trắng bệch thở phì phò, hắn cũng mặc kệ Vạn Nhất Thiên. Khúc Hồng Nhan tức giận khiển trách. Lại thi triển một lần, người cho rằng ăn cơm sao? Cho dù là ăn cơm cũng phải cách buổi đấy. Mẹ kiếp, liều với chúng. Lý Vân Tiêu đầy lửa giận, giơ kiếm chém tới. Những ngân trùng này kỳ thật không thể tổn thương tới hắn, kiếm thương chạm hồng chém giết một lần không ít, nhưng mặc dù là thế vẫn không làm được gì, chúng quá nhiều. Có chút xông qua kiếm quang, cắn vào người của hắn vô cùng đau đớn. May mắn hắn có bất diệt kim thân cùng ngũ hành linh thể, trên người trực tiếp sinh ra lôi điện, lập tức giật chết đám côn trùng. Những người còn lại vận khí không tốt như thế, Diệp Phàm đã sớm trốn vào trong giới thần bi, ba người khác đang giãy giụa, trên người thỉnh thoảng bị côn trùng cắn chảy máu. A! À, đột nhiên một người mục gia kêu thảm một tiếng, công kích dừng lại, lập tức đã bị ngân trùng bao trùm toàn thân, gặm không thừa. Những côn trùng này người mang vết máu, bay về phía những người khác, nhìn thấy mà giật mình. Những côn trùng này, đột nhiên Mục Trang la hoảng lên, ánh mắt sợ hãi, hắn sử dụng chiêu tát đậu thành binh, mấy trăm khôi lỗi tiến lên chém giết, hiện tại tất cả đều bị ngân trùng bao ơ phủ, bị gặm toàn vết lõm sâu, thậm chí có mấy nơi bị ăn không còn thừa. Không chỉ có khôi lỗi, không ít huyền khí của mọi người bị ngân trùng bao phủ, lúc bắt đầu còn dùng sức chấn bay ra, đến đằng sau nguyên lực tiêu hao thật lớn, cũng mặc kệ chúng, lúc này mới phát hiện huyền khí bị gặm hư. Sắc mặt người Mục gia đại biến đại biến, bọn họ không ít đều là sử dụng các loại khôi lỗi, phía trên có không ít côn trùng đang cắn xé. Chỉ có Lý Vân Tiêu kiếm thương chảm hồng vẫn sáng bóng, những côn trùng cắn cho tới chết cũng không thể làm gì được nó. Lui tới lối vào. Lý Vân Tiêu quyết định thật nhanh quát, tuy tứ phía thụ địch, nhưng rõ ràng những ngân trùng này mới là khủng khiếp nhất, tiếp là hung thú, yếu nhất mới là đám rơi trên bầu trời. Nhưng Khúc Hồng Nhan toàn lực công kích bổ ra một kiếm, ít khả năng xông lên mặt đất, chỉ có thể theo đường cũ quay về. Hơn nữa hung thú linh trí hiển nhiên cao hơn ngân trùng, bị độc giết hơn phân nửa thì cẩn thận không dám tiến lên. Chúng ta cản phía sau, những người còn lại lui đi. Lý Vân Tiêu vận dùng kiếm quang không có khe hở, nhưng mà kiếm thế càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhiều ngân trùng lao tới. Đột nhiên phía trước có tiếng hét thảm, chỉ thấy một trưởng lão mục gia bị thanh kiếm xuyên thủng người, bạo thể mà chết. Mà trường kiếm kia thế đi không giảm, tiếp tục chém xuống, chém thẳng vào Lý Vân Tiêu. Tại sao có kiếm? Tất cả mọi người đầu óc phát mộng, không kịp nghĩ nữa, Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, nắm ngón tay chụp vào kiếm kia. Phanh! Năm ngón tay cương khí như đao, cầm lấy kiếm kia, bàn tay run lên, kiếm khí đảo qua tay của hắn, lực lượng giảm nhiều. Bành! Bành! Phía trước có địa chấn sinh ra, dường như có tồn tại cực lớn tiến lên phía trước. Những thú dữ kia kêu to một tiếng, tràn đầy sợ hãi, sau đó tất cả lông tơ cả đám dựng lên, nổi giận gào thét lớn phóng tới đám người Lý Vân Tiêu. Chính chủ đến! Tất cả mọi người dùng mình! Cảm nhận được uy áp và hung lệ cách đó không xa. Dường như có chúa tể của đám hung thú nơi này hàng lâm. Mục Trang trầm giọng quát, thuận đánh chết vài đầu hung thú, cũng không có tiến lên. Bọn họ hiện tại lên trời không cửa, xuống đất không thông, chỉ có thể tĩnh tâm chém giết. Mấu chốt chính là đám ngân trùng khó chơi, chim thú thực lực có hạn, sẽ có lúc giết sạch. Những ngân trùng kia nhiều hơn trăm vạn, bay tới thành đoàn, nước lửa ngũ hành bất xâm. Chỉ có đao kiếm mới chém giết, nhưng mỗi một lần tiêu diệt số lượng quá ít. A, à, một tên đệ tử mục gia kêu thảm thiết, trên người bò đầy ngân trùng, lập tức có quái điểu lao tới bắt tên này bay lên cao. 7-8 con quái điểu lao tới, lập tức xé tên đệ tử này thành mảnh nhỏ, nhưng mặc dù là mảnh vỡ cũng bị ngân trùng gặm ăn không còn thừa. Chi, vài tên đệ tử mục gia khác hoảng hốt, nước mắt đều chảy ra, sợ tới cực điểm. Mục Trang vừa sợ vừa giận, những đệ tử mục gia đi theo hắn vào đây không phải trưởng lão thì chính là tinh anh cần bồi dưỡng, nếu chết ở đây thì tổn thất quá lớn. Vân Tiêu công tử, Mục Trang trầm giọng nói, ta có yêu cầu quá đáng.
Lý Vân Tiêu nhíu mày, lập tức hiểu ý của hắn, gật đầu nói. Ngươi muốn cho vài tên đệ tử này vào giới thần bi của ta, được. Hắn thu hồi kiếm, giới thần bi bay ra khỏi mi tâm, hào quang tỏa ra bao phủ vài tên đệ tử này. Đừng phản kháng, để lực lượng này kéo các ngươi đi. Đám đệ tử vui mừng, làm sao dám phản kháng, vội vàng nhảy vào trong hào quang, giới thần bi thu bọn họ vào trong. Hiện tại Mục gia chỉ còn lại Mục Trang và 5 tên trưởng lão, đều là thực lực siêu quần, ít nhất cũng là võ đạo đỉnh phong, mặc dù muốn tránh cũng không có ý tứ yêu cầu. Vạn Nhất Thiên cũng nuốt nước bọt, mặc dù hắn ra mặt dày cũng không yêu cầu trốn đi, mấu chốt nhất hắn biết Lý Vân Tiêu không đồng ý. Ngay vào lúc giới thần bi xuất hiện, phía trước có tiếng giống to giận dữ, trực tiếp đất rung núi chuyển, cả hang động như sụp đổ. Lập tức khí tức kinh khủng ập tới, tất cả mọi người cảm nhận được áp bách cực lớn, ngay cả chim thú công kích cũng dừng lại, hoàn toàn sợ hãi không dám lộn xộn trước áp lực đó. Phi Dương coi chừng. Khúc Hồng Nhan kinh hô một tiếng, lực lượng đăng phong tạo cực lập tức bạo phát đi ra, Tử Tiêu kiếm sinh ra sát khí trùng thiên chém tới. Một bóng dáng cực lớn xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, mở bàn tay lớn chụp vào hắn. Toàn thân Lý Vân Tiêu chấn động, hắn giờ phút này khí tức suy yếu, khó mà ngăn cản uy áp trước mặt, đồng tử co rụt lại, hắn ngạc nhiên. Bóng dáng này hiện ra trước mặt hắn, sắc mặt lạnh như băng, đó là quái vật toàn thân có màu như kim loại, hiển nhiên là phi nhân loại. Hơn nữa đột nhiên hắn xông lên không phải chặn giết mình, bàn tay to kia mục tiêu chính là giới thần bi. Bàn tay quái vật này dừng lại, cảm nhận được lực lượng trên kiếm Khúc Hồng Nhan lợi hại, không dám vô lễ, lập tức năm ngón tay nắm lại đánh ra một quyền. Bành! Một quyền kia đánh lên mũi kiếm, kiếm quang bắn ra tán loạn, cả động sáng lên như mặt trời. Nhờ thời cơ này Lý Vân Tiêu lui ra sau mấy trượng. Nội tâm Khúc Hồng Nhan kinh hãi, đây là một kiếm toàn lực của hắn, lại không thể tổn thương đối phương, hơn nữa đối phương còn là tay không tấc sắt. Phanh! Quái vật lại đánh ra một quyền đánh bay Tử Tiêu kiếm, thân ảnh bay tới, chụp thẳng vào Lý Vân Tiêu, dường như tập trung giới thần bi, lúc này mọi người mới thấy rõ bộ dáng quái vật, nó không khác người thường, chỉ là toàn thân kim loại, sắc mặt lạnh như băng, giống như hồ lô tiểu kim cương, nhưng mà gương mặt đẹp hơn không ít. Lý Vân Tiêu cũng không có thời gian cân nhắc chuyện này, lật tay thu hồi giới thần bi, thuấn di bay đi. Quái vật kia cảm nhận được không gian chấn động, hét lớn một tiếng. Uy áp bộc phát mạnh hơn, bao phủ hang động. Lý Vân Tiêu vừa biến mất thì quyền của quái vật đã đánh tới. Không khí không ngừng nổ tung, quyền uy khủng bố nghiền áp không gian. Lý Vân Tiêu kinh hãi, lật tay lấy Mộ Vân kính ra, chiếu vào hư không. Kính quang lắc lắc, chiếu vào quyền uy kia, lại ảm đạm và hào quang tan vỡ. Phanh! Quái vật đánh một quyền vào mặt kính, phát ra âm thanh rung động thật lớn. Sau đó cả trong không gian bắn ra vô số lưu quang hỗn độn. Quyền kình chấn vỡ Mộ Vân kính xong, nó lại đánh lên người Lý Vân Tiêu, lập tức đánh nát lồng ngực của hắn, toàn thân nổ tung. Thân thể tan nát không phải huyết nhục, mà là vô số lôi quang, trực tiếp bay ra xa mấy trăm trượng, hắn ngưng tụ chân thân sau đó phun máu tươi. Mọi người biến sắc, quái vật kia thực lực quá mức cường hoành hơn nữa ra tay quả quyết, không có chút dây dưa dài dòng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu vô cùng tái nhợt, cơ năng thân thể bị phá hư lợi hại, lưu ly quang lập lòe bất định, còn đang không ngừng ho ra máu. Chết! Khúc Hồng Nhan giận dữ, ánh mắt sát khí ngập trời, Tử Tiêu kiếm không để ý tất cả chém tới, tất cả lực lượng đều hội tụ vào một kiếm này, chém thẳng vào quái vật. Quái vật kia vốn muốn truy kích Lý Vân Tiêu, giờ phút này sắc mặt hơi đổi, trong mắt bắn ra hào quang lạnh như băng, hai tay thi triển cầm long công, bắt lấy kiếm quang. Phanh! Mấy đạo khí tức lăng lệ hiện ra, 10 ngón luân phiên khóa chặt Tử Tiêu kiếm. Nội tâm Khúc Hồng Nhan hoảng hốt, vừa sợ vừa vội, lực lượng này quá mạnh, nàng không thể rút kiếm về, trong lúc vội vàng đánh ra một chưởng. Ai ngờ quái vật kia lại không tránh né, tùy ý một chưởng kia đánh lên đầu vai của hắn. Bành! Quái vật bị chấn động lui hai bước. Khúc Hồng Nhan lúc này kinh hãi tột độ, một chưởng toàn lực của nàng cho dù là kim loại cũng phải bị đánh nát. Mà quái vật trước mặt hoàn toàn không có chuyện gì. Không chỉ có như thế, nàng cảm thấy một chưởng này đúng là đánh vào kim loại, lòng bàn tay đau nhức, xương năm ngón tay như nứt ra. Chẳng lẽ vật này là khôi lỗi? Ý niệm này hiện ra trong lòng mọi người, liền cảm thấy kiếm trong tay nặng hơn,
hai tay quái vật xoay tròn, thiếu chút nữa cầm kiếm không ổn, lực đạo suy yếu. Nàng vội vàng thi triển thần thông thiên cân trụy, nhưng không cách nào định thân, bay ra xa mấy chục trượng mới đứng vững được. Bởi vì quái vật kia bỏ qua nàng, nó tiếp tục đuổi theo Lý Vân Tiêu, dùng tình huống của Lý Vân Tiêu lúc này khó mà ngăn cản một kích của nó. Đột nhiên ba đạo quang mang lóe lên, liền xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, trực diện quái vật kia. Người đứng giữa chính là Tiểu Hồng, hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói. Các ngươi có thể làm sao? Lui ra. Bên trái là Mục Trang, thần sắc nghiêm túc, nhưng cũng không nói cái gì, trung thực tránh qua một bên. Phía bên phải là Lạp Phi Nghê, cũng không thối lui, mà là lui về sau, đưa mấy viên linh đan này cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lắc đầu, đẩy tay Phi Nghê trở về, nói. Viên thuốc này vô dụng với ta, tận lực hộ pháp cho ta, mạch sẽ tới đây nhanh thôi. Trong người hắn hiện tại là thần dịch lực, đan dược bình thường vô dụng, mặc dù là thiên tài địa bảo đỉnh cấp cũng không có hiệu quả, chỉ có thể dựa vào tự thân điều dưỡng khôi phục. Hơn nữa ngay vừa rồi thông qua huyết châu của mạch, hắn đã phát giác được mạch đang trên đường chạy tới. Dùng thực lực của mạch có thể ngăn cản quái vật này. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, an tâm điều dưỡng. Phi Nghê lập tức như lâm đại địch, sau lưng hóa ra hư ảnh thiên phượng, lẳng lặng thủ hộ trước mặt Lý Vân Tiêu, một khắc cũng không dám buông lỏng. Nàng biết rõ với thực lực của mình nếu xông lên cũng chỉ lâm vào kết cục thân tử đạo tiêu, nhưng chỉ cần quái vật kia xông lại, nàng dù liều mạng cũng phải tranh thủ thời gian cho Lý Vân Tiêu chạy đi. Ánh mắt kiên quyết, thân thể yên lặng, đây là quyết tâm thủ hộ cho tới chết. Quái vật vọt tới trước mặt Tiểu Hồng, gương mặt lạnh như băng nhíu lại, không nói hai lời năm ngón tay khép lại hóa đao, chém một cái. Phanh! Một kình phong tỏa ra. Tay phải Tiểu Hồng nắm lại, băng sát tâm diễm nhảy lên trong lòng bàn tay, bay thẳng tới phía trước. Hai đạo lực lượng va chạm với nhau. Vào lúc này ngọc thủ có máu tươi chảy xuống. Vậy mà bị thương. Tất cả mọi người ăn cả kinh, Tiểu Hồng thân là thiên tôn giả, thực lực rõ như ban ngày, bây giờ không tiếp được một chiêu cua quái vật. Băng sát tâm diễm vẫn thiêu đốt trong lòng bàn tay, nuốt hết tay quái vật dường như cảm thấy đau, cánh tay co lại bị năm ngón tay của Tiểu Hồng bóp chặt, giãy giụa vài cái cũng không giãy ra được. Làm ta bị thương, ngươi lợi hại như vậy, ba mẹ ngươi biết không? Tiểu Hồng kêu một tiếng, dường như vô cùng phẫn nộ, tóc dài dựng thẳng lên, hơn nữa toàn thân tỏa ra hỏa diễm hừng hực, băng sát tâm diễm bộc phát dữ dội. Ầm ầm, cả không trung như bốc cháy, thân thể quái vật bị tâm diễm thiêu đốt, thân thể kim loại biểu hiện ra hào quang sáng bóng chống lại tâm diễm. Hoa hoa, rất nhiều quái điểu bị hỏa diễm quét chúng thiêu chết, đám ngân trùng sao động, dốc sức liều mạng bay ra xa xa, không ít con nổ tung giữa đường. Phi Nghê cả kinh, ngọn lửa này ập vào mặt của nàng, vây nàng và Lý Vân Tiêu vào giữa. Nhưng mà Mục Trang cùng Khúc Hồng Nhan sẽ không may mắn như vậy, hỏa diễm căn bản không nhìn bọn họ, cứ quét qua. Hai người đều nhíu mày, thuấn di xuống đất tránh biển lửa kia. Làm ta bị thương, xem ngươi chết thế nào. Tiểu Hồng vô cùng tức giận, gương mặt phủ đầy ma vân tinh tế, giơ tay trái lên đánh ra một quyền. Đi chết đi. Thân thể quái vật run lên dưới quyền uy này, cũng nâng cánh tay tái lên, cả cánh tay trực tiếp biến thành một thanh tam xoa kích màu vàng. Xuy, chiến kích đón quyền mang, va chạm kịch liệt. Ầm ầm, hòa quang sáng ngời nổ tung, biển lửa bị chấn xa vài chục trượng, hiện ra trạng thái chân không. Chỉ thấy hai người đang dính vào nhau. À, Cảnh Thất nhịn không được kinh hô một tiếng, những người còn lại run rẩy toàn thân. Tam xoa kích đâm thủng cánh tay trái Tiểu Hồng, máu tươi lưu lại trên chiến kích. Giờ phút này hai tay Tiểu Hồng đều dính đầy máu tươi, không ngừng chảy xuống, đặc biệt là tay trái, bị tam xoa kích đâm thủng, thậm chí đã vô pháp nhúc nhích. Đúng lúc này, làn váy trắng của Tiểu Hồng biến thành màu đen, hoa hồng tươi đẹp biến thành trắng bệch, hỏa diễm đầy trời biến thành màu đen, sau lưng chậm rãi xuất hiện chân ma pháp tướng. Chân ma cự linh mở to mắt, đưa tay lên rút a hàm chảm cốt đao. Lăng không bổ xuống. Toàn thân quái vật run lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trong miệng phát ra tiếng gào, chấn bay Tiểu Hồng, lúc này mới phi thân bay về phía sau. Ầm ầm, a hàm đao chạm không trúng, nhưng đao mang lại tập trung vào quái vật. Rốt cuộc quái vật không thể lui, vung tay lên ngăn cản đao mang. Phanh, đao mang đánh nát quyền cương,
nhưng quái vật cũng chấn động, lại lui ra sau mấy bước, thân hình hơi lảo đảo chật vật. Thiên tôn giả một người có phần cố sức, cùng tiến lên. Mục trang lóe lên, hắn gia nhập chiến trường, vây công quái vật. Khúc Hồng Nhan cũng cầm kiếm lao tới. Giờ phút này những ngân trùng kia lao tới, thề muốn lấy mạng mọi người. Đám người Vạn Nhất Thiên lúc này vô cùng kinh hoàng, nhưng thời điểm này cũng chỉ có cắn răng liều mạng mà thôi. Quái điểu cơ bản chết hết, chỉ còn thừa vài tẩu thú hung hãn, cũng nổi giận giống lớn lao về phía mọi người. Nhưng vào lúc này trên không gian lòng đất của mọi người, một đạo tinh hồng chém xuống, chém vào trên ngọn núi, hóa ra thân ảnh mạch. Hai mắt hắn ngưng trọng nhìn qua nơi này, từ huyết châu cảm ứng dường như ở ngay gần đây, thần thức đảo qua vạn trượng lại không thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu. Đột nhiên trên trời cao có vô số hào quang hiện ra, giống như mưa sao chổi, trong khoảng khắc xuất hiện trên ngọn núi. Sắc mặt mạch đại biến, trước mặt có hơn 100 người, đều là cao thủ nhân tộc. Trừ chủ nhân Thiên Tiệm Nhai Nam Khâu Vũ ra, còn có nhiều cường giả thánh vực, đa số đều gặp qua tại Ngũ Hà Sơn. Ân, thương yêu nhất tộc. Công Dương Chính Kỳ ánh mắt co rút lại, thần thức tập trung vào mạch. Người thánh vực kinh sợ, lập tức tản ra, bao vây cả ngọn núi, trên trăm đạo thần thức đảo qua người mạch. Trong thánh vực, lão giả ngạo mạn cầm thiết trượng kinh hãi, dường như không có tâm tư trên người mạch, chỉ có thanh niên sau lưng là nhìn qua. Ánh mắt thanh niên này tỏa sáng, lão giả xem xét phía dưới, dường như cảm xúc hơi ổn định, nhưng đôi mắt lập lòe, đầy bụng tâm tư. Hai tay mạch chắp sau lưng, đứng trên đỉnh núi, nhìn người chung quanh, lạnh lùng nói. Bổn tọa hôm nay không rảnh chiến với các ngươi, chúng ta đi đường khác nhau, các ngươi nên làm gì thì làm đi, đừng có chọc ta. Hừ, trong mắt Công Dương Chính Kỳ bắn ra lãnh mang, cười nhạo nói. Chiến và không chiến, há do ngươi quyết định. Mạch không sợ chút nào, khóe miệng mỉa mai, trong trận chiến Ngũ Hà Sơn hắn hút máu hơn vạn người, bước vào hư cực thần cảnh, trong thiên hạ này người có thể lưu hắn lại đã không còn nữa. Chiến và không chiến không do ta quyết định, nhưng sinh tử thắng thua lại không phải ngươi có thể định. Công Dương Chính Kỳ, ngươi thật muốn đẫm máu ở đây. Cáp, ngươi nói đẫm máu thì đẫm máu, xem mình là yêu hoàng sao. Sát khí Công Dương Chính Kỳ lăng liệt, năm ngón tay cầm chiến thương trong tay, trực chỉ mạch. Giờ phút này nhân tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, cho dù đối phương thần thông nghịch thiên cũng phải chết tại đây, cho dù bọn họ có trả cái giá lớn. Ánh mắt mạch co rút, lệ khí bộc phát, hắn vẫn tự cho rằng mình là yêu hoàng, hơn nữa hiện tại đạt được phạm yêu thánh công, thậm chí có tin tưởng trở thành đại yêu tuyệt thế cổ kim. Bị Công Dương Chính Kỳ lăng nhục như vậy, lập tức sát tâm đại khí, yêu khí trùng thiên, cả ngọn núi bị chấn động dữ dội. Dừng tay! Nam Khâu Vũ lập tức quát bảo ngưng lại, nói. Nơi đây chính là chỗ trọng khí tháp ẩn thân, các ngươi mà chết, người chết thế nào ta mặc kệ, nhưng nếu lan tới gần trọng khí tháp, lão phu sẽ không khách khí. Công Dương Chính Kỳ nói. Đại nhân có thể cùng ra tay với chúng ta giải quyết yêu này, như vậy thương vong và thời gian sẽ giảm xuống thấp nhất. Nam Khâu Vũ mặt lạnh như băng, không chút khách khí nói ra. Thiên Tiệm Nhai đã lánh đời, tuyệt đối không nhúng tay vào tranh chấp trên đại lục, bất kể là nhân tộc cũng tốt, hay là dị tộc cũng tốt. Ta xin khuyên Công Dương đại nhân, có tự oán gì cứ chờ ra khỏi Lang Hoàn Thiên giải quyết. Công Dương Chính Kỳ có chút không vui, nói. Ra khỏi Lang Hoàn Thiên sợ rằng kẻ này sẽ không lạc đàn. Nam Khâu Vũ phất tay áo, lạnh nhạt nói. Đó là chuyện của đại nhân, ta không có hứng thú tham dự, hy vọng mang cổ tư linh ra dùng một lát. Công Dương Chính Kỳ vung trường thương lên, hoành trước người, nói. Chờ lâu như vậy, chờ một lát cũng không được sao. Hắn không đợi Nam Khâu Vũ trả lời, thân ảnh lóe lên, cầm thương lao về phía mạch. Võ giả cả thánh vực lập tức hành động, vây quanh mạch sau đó ra tay. Ầm ầm, đỉnh núi lập tức sụp đổ, hai tay mạch kết ấn quyết, huyết quang vần quanh người, ngăn cản tất cả công kích đánh lên người mình. Nam Khâu Vũ bực mình đến cực điểm. Hắn lui ra xa ngàn dược, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn bọn họ tranh đấu. Người tông môn lánh đời cũng rút lui. Hôm nay dùng máu của ngươi tế điện anh linh Ngũ Hà Sơn. Trường thương Công Dương Chính Kỳ quét ngang, đại khai đại hợp, kéo lê vô số thương mang. Mạch nội tâm phiền muộn, tuy thương này căn bản không tổn thương hắn, nhưng mình binh khí cổ lân đao đã bị Ngô Đại Thành đổi đi, hiện tại chỉ có thể dùng tay khối đối địch,
quyền phong hiển hách, hắn không chiếm ưu thế về vũ khí. Những người còn lại rất khó tham chiến, không ngừng vây quanh tìm kiếm cơ hội ra tay. Nam Khâu Vũ xem chiến đấu vài lần, không vui nói. Không cần phải xen vào bọn họ, chúng ta tiếp tục tìm trọng khí tháp, có lẽ ở ngay gần đây thôi. Trưởng lão Thiên Tiệm Nhai chỉ vào địa hình phía dưới, nghi ngờ nói. Nhai chủ, người xem địa thế này phập phồng như sóng, bảo vệ xung quanh ngọn núi kia, dường như có quái dị. Nam Khâu Vũ vuốt vuốt chòm râu, nhìn qua phía dưới, nói. Ta cũng sớm phát hiện, cho nên mới không thích bọn họ động thủ ở chỗ này. Mặt đất nơi này kỳ lạ, thần thức dò xét không xuống được, hơn nữa tứ linh đồ biểu hiện không có ngọn núi này, không hiểu vì sao có ngọn núi ở đây. Nam Khâu Vũ chỉ vào phía trước, sơn thể đang bị đám người công dương chính kỳ vây công mạch, nó đã sụp xuống sạch sẽ, các loại cương khí đánh đất rung núi chuyển. Đột nhiên tiếng nổ ầm ầm vang lên, cả mặt đất sụt xuống, giống như trạng thái chân không, chúng sụp xuống mấy trăm trượng. Ầm ầm, đá vụn sụp đổ không ít, Nam Khâu Vũ kinh hãi nói. Mau dừng tay, có dị thường. Hắn sợ trọng khí tháp xuất hiện, bị mọi người đánh nhau ảnh hưởng tới mình. Đám người công dương chính kỳ ăn cả kinh, vội vàng dừng tay lui về phía sau. Trong cái hố sâu đang nứt ra, đột nhiên lực lượng khủng bố nổ tung, mấy đạo quang mang phóng lên trời, rằng co bất định. Xảy ra chuyện gì? Mọi người đều hoảng sợ, thi triển thân pháp lui ra phía sau. Vân Tiêu công tử. Nam Khâu Vũ vẫn chú ý cẩn thận, lập tức thấy rõ người phía dưới, lập tức kinh hô lên. Giờ phút này quái vật kim loại và Khúc Hồng Nhan, Tiểu Hồng, Mục Trang đang đánh nhau túi bụi, cho dù là một địch ba thì quái vật vẫn không lâm vào hạ phong. Những võ giả còn lại đang chém giết ngân trùng, lâm vào khổ chiến, hơn nữa một gã trưởng lão Mục gia phòng ngự thất thủ đã bị ngân trùng ăn sạch sẽ. Thế cục hiện tại vô cùng nguy cơ, bọn họ không biết quái vật kim loại là thần thánh phương nào. Lý Vân Tiêu cũng nhìn rõ mấy tầm người tới, trong nội tâm lập tức hiểu rõ, nội tâm thở ra một hơi. Nếu không có viện binh tới, muốn trấn áp quái vật kim loại này phải thi triển thập nhị đô thiên thần sát trận. Hiện tại lục đinh lục giáp là át chủ bài lớn nhất của hắn, nhưng vật ấy xuất từ Mục gia, gia chủ và trưởng lão Mục gia đang ở đây, một khi hiện thân sẽ dẫn ra vô số phiền toái. Tuy hắn không sợ Mục gia, nhưng quan hệ cả hai không tệ, không muốn bởi vì việc này mà làm căng thẳng thêm. Là Lý Vân Tiêu. Ân Chỉ nhìn thấy, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại trông thấy Tiểu Hồng cùng Cảnh Thất ở đây, lúc này mới thở ra một hơi, thần sắc vui mừng. Dù sao Lý Vân Tiêu trước mắt thân chịu trọng thương, hắn mừng rỡ như điên. Lý Vân Tiêu lúc này quát. Nam Khâu Vũ đại nhân, giải quyết quái vật này có quan hệ tới trọng khí tháp. Toàn thân người Thiên Tiệm Nhai và Thánh Vực run lên, kinh ngạc nhìn qua, vốn cho rằng nơi này rất ẩn mật, chỉ có bọn họ mới biết được cầm không ngờ có người nhanh chân tới trước. Tuy quái vật kim loại gây cho bọn họ rung động lớn, nhưng vẫn nhìn xuống, hỏi. Vân Tiêu công tử làm sao biết trọng khí tháp, hơn nữa tìm tới nơi này. Nội tâm Lý Vân Tiêu cười lạnh, sau đó nói bậy. Ta trong lúc vô tình đạt được một bức bản đồ, thượng diện ghi rõ trọng khí tháp chỗ, cái này liền tới. Người Thiên Tiệm Nhai cùng Thánh Vực ngây ngốc nửa ngày, dường như không thể tiếp nhận đáp án này. Nhưng thế cục khẩn cấp, cũng không tới phiên bọn họ nghĩ nhiều, Nam Khâu Vũ hạ lệnh quát. Giải quyết quái vật này. Chính hắn cũng tuấn di xuống, năm ngón tay hóa trưởng đập vào quái vật. Người Thánh Vực đứng trên không trung bất động, chỉ quan sát phía dưới, dường như có tính ta ẩn. Bọn họ cũng không lo lắng quái vật kim loại bỏ trốn, nơi đây tập trung một phần tư cường giả đương thời. Nếu quái vật kim loại có thể trốn, bọn họ đi gặp quỷ được rồi. Đột nhiên nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ động, ngẩng đầu lên nhìn qua, ánh mắt nhìn thẳng vào thanh niên và lão giả cầm quải trượng, đối phương cũng đang nhìn xuống, hai người đều lộ ra thần sắc giật mình. Thanh niên kia nhìn ra phía sau, lại di chuyển ánh mắt nhìn qua quái vật kim loại và Tiểu Hồng, đồng tử co rút lại, bắn ra tinh quang. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu rõ, thanh niên này chính là đế giả biến thành. Về phần tại sao lại đi cùng người Thánh Vực thì hắn không đoán ra. Nhưng mà sau khi rời khỏi thành Định Thiên, đế giả cảm ứng ra phân thân cuối cùng của ma chủ nằm ở Thánh Vực, liền độc thân đi tới Thánh Vực, hẳn là hắn đã đắc thủ. Trong cái nhìn vừa rồi, có thể cảm nhận được ma lực minh mông tinh thuần, sợ là phân thân ma chủ hơn phân nửa bị hắn đoạt được. Vây công quái vật kim loại không cần bao nhiêu người,
rất nhiều cao thủ thiên tiệm nhai bay thấp, bắt đầu chém giết đám ngân trùng, phóng xuất đám người vạn nhất thiên cùng mục gia ra ngoài. Đột nhiên có tiếng quát lớn vang lên. Chết đi! Ân Trì chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh Lý Vân Tiêu, hai tay ngưng tụ chân nguyên đánh thẳng vào đầu hắn. Thiên tiệm nhai cùng thánh vực xuất hiện, lúc này mọi người thở ra một hơi, cũng không phát giác động tác của Ân Trì, chờ cảm thấy tình hình không đúng thì đã muộn. Phu quân! Phi Nghê cách Lý Vân Tiêu gần nhất, chờ thời điểm nàng phát hiện thì một trưởng kia vỗ vào đầu Lý Vân Tiêu, nàng cảm thấy đầu óc hỗn loạn, nội tâm thất thố. Bành! Nhưng thấy thân hình Lý Vân Tiêu nổ tung, nổ phấn thân toái cốt, máu tươi đầy trời. Chi! Toàn thân mọi người run lên, triệt để ngây ngốc. Ha ha, ha ha ha! Hai mắt Ân Trì tỏa sáng, nhịn không được cười như điên, nhưng lúc trước hắn bị thương quá nặng, hiện tại còn chưa khỏi hẳn, cho nên khi cười không ngừng ho khan. Ha ha ha! Mọi âm thanh yên tĩnh, nơi này chỉ còn tiếng cười của hắn. Cười một lúc, Ân Trì đột nhiên dừng lại, hắn mơ hồ phát giác được dường như có chút không đúng, bởi vì quá yên tĩnh, trừ hắn cười ra, không có người nào lên tiếng cả. Chi! Đột nhiên hắn hít khí lạnh, kinh hãi nói. Ảo thuật! Bành! Hắn cảm thấy ngực của mình tê dần, ngực của hắn bị trường kiếm đâm xuyên qua, hơn nữa trên thân kiếm có hỏa diễm, đốt hắn cực kỳ thống khổ, giống như linh hồn cũng bị đốt cháy. A, Lý Vân Tiêu, ngươi! Cảnh tượng trước mắt chấn động, hiện ra tràng cảnh chân thật, trong lỗ tai ban đầu còn có tiếng ầm ĩ, cách đó không xa đám người Nam Khâu Vũ vẫn còn hỗn chiến với quái vật kim loại. Lý Vân Tiêu, ngươi giết người thiên minh chúng ta! Cảnh Thất xông lên, nổi giận trừng mắt, khiển trách. Ngươi cùng thiên tôn giả đại nhân không phải nói bỏ qua hiềm khích lúc trước rồi sao? Ân Trì hé miệng, muốn nói chuyện lại nói không nên lời. Tiêu, tiêu tan, hiềm khích lúc trước. Nội tâm của hắn đắng chát cùng bất đắc dĩ, dường như cảm giác mình thật ngu ngốc. Xùy, Lý Vân Tiêu chậm rãi rút kiếm ra, sắc mặt tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi, ánh mắt tỏa sáng bất định. Mới rồi bị quái vật kim loại kích thương, thật vất vả điều dưỡng một chút, lại cưỡng ép thi triển đồng thuật làm cho thân thể bị thương lần nữa. Nếu không có Ân Trì cũng trọng thương, hắn vội vàng thi triển đồng thuật chưa chắc đã thành công. Tiêu tan hiềm khích lúc trước còn đánh lén ta. Với đám người ngu xuẩn các ngươi ta không cần giải thích, không phục thì ngươi cũng động thủ đi. Trên mặt Lý Vân Tiêu đầy sát khí, thu hồi kiếm thương chảm hồng, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Ân Trì nhìn qua mũi kiếm dính máu của mình, máu tươi không ngừng bắn ra, miệng vết thương có hỏa diễm thiêu đốt, hắn cực kỳ đau đớn. Hắn biết rõ hỏa diễm này lợi hại, lại không thể hô thành tiếng, thân thể không ngừng run rẩy. Nghe những lời này của Lý Vân Tiêu thì sầu thảm, hắn buông tha chống cự, cảm thấy mình chết thật oan. Vù vù, băng sát tâm diễm thiêu đốt thân thể Ân Trì thành tro. Sắc mặt Cảnh Thất khó coi. Hắn tự nhiên không muốn vì một Ân Trì chết đi mà ra tay với Lý Vân Tiêu, tuy Lý Vân Tiêu nhìn như một kích thất bại, nhưng người ở đây quá nhiều, có trời mới biết sẽ có chuyện xấu gì. Rất nhanh, những hung thú bị giết sạch, ngân trùng cũng tử thương hơn phân nửa, số lượng còn không ngừng giảm bớt. Mà người kim loại bị vây công mặc dù còn chưa bị thua, nhưng đã sớm không địch lại, trên người nhiều lần bị đánh trúng, nhưng mà thể trạng chắc chắn cho nên không có tổn thương. Tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, quái vật này căn bản không bị thương. Đột nhiên giọng nữ truyền ra, thở dài nói. Còn chống cự cái gì chứ? Mấy người kia đã tới, còn không mau mở vĩnh sinh chi giới. Giọng nữ này truyền vào tai mọi người, tất cả mọi người không rõ nàng xuất hiện lúc nào. Đám người Khúc Hồng Nhan đều cả kinh, nàng kia đúng là Cố Thanh Thanh. Công Dương Chính Kỳ cũng nhận ra, tiến lên phía trước nói. Các hạ thật sự là Cố Thanh Thanh đại nhân. Lời này vừa nói ra, mọi người ồn ào, chỉ có người trải qua Ngũ Hà Sơn mới nhận ra nàng, hững người còn lại nghe qua Cố Thanh Thanh còn, không thể ngờ nhanh chóng gặp được chân thân như vậy. Cố Thanh Thanh không nói, nhìn qua quái vật kim loại nói. Dừng tay đi, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng cũng không phải đối thủ của nhiều người như thế. Thiên đạo không thể nghịch, thuận theo còn lưu được một mạng, nếu không mọi người đồng loạt ra tay. Người hẳn phải chết không nghi ngờ. Quái vật kim loại dường như xúc động, thu tay về, lui ra xa vài chục trượng. Mọi người sợ nó trốn, toàn bộ vây quanh. Khúc Hồng Nhan mặc dù cảm thấy có chút không được tự nhiên, dù sao Cố Thanh Thanh hàng lâm lên người Lạc Vân Thường, nhưng cũng không có ác ý gì, cũng chậm rãi tiếp nhận, hỏi.
Quái vật kia rốt cuộc có lai lịch ra sao? Cố Thanh Thanh cười nói. Nó chính là trọng khí tháp các người muốn tìm, chỉ hóa linh mà thôi, không biết sao. A, à, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhìn qua quái vật kim loại, khó trách hắn toàn thân cứng rắn như vậy, hơn nữa trên người tùy thời có thể huyễn hóa ra binh khí. Cố Thanh Thanh nói. Ngọc Thư Các, Thiên Bảo Hiên, Đế Đan Lâu cũng đã mở ra, trọng khí tháp này cũng là một đạo phong ấn cuối cùng mở vĩnh sinh chi giới, cũng là phong ấn khó quấn nhất. Nhưng mà cao thủ cả thiên võ giới hội tụ ở đây, muốn mở tháp này ra chỉ là vấn đề thời gian. Trọng khí tháp nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Thanh một hồi, dường như nhận ra thân phận của nàng, lệ khí như có như không biến thành an tĩnh lại. Sau đó kim quang trên người trọng khí tháp chớp động, hào quang đón gió mở lớn, giống như đóa hoa nở rộ bao trùm phạm vi vài mẫu, còn không ngừng lan ra. Mọi người đều cả kinh, cẩn thận phòng bị, nhưng rất nhanh phát hiện hào quang không có sát thương, chỉ trải rộng ra mà thôi. Sau đó một tỉnh thổ xuất hiện, dưới chân không còn mặt đất, mà là con đường do gạch vàng xây thành, bốn phương thông suốt, cung điện sáng ngời. Đây là, ảo cảnh sao? Mấy trăm người giật mình không thôi, cảnh giác nhìn qua mọi nơi. Nhưng ảo giác này không ai coi vào đâu, không một người cảm thấy không ổn. Đây không phải ảo cảnh, đây là bản thể của quái vật, đây là bên trong trọng khí tháp. Nam Khâu Vũ mừng rỡ không thôi, sau khi nhìn rõ kiến trúc thì cười ha hả. Bên trong trọng khí tháp. Tất cả mọi người nhìn ra xa, bên trong tòa tháp có một tòa thành trì, cũng hoặc là nói đây là một ngọn núi, cực kỳ rộng lớn. Lý Vân Tiêu cũng mở mắt ra, lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn đã từng đi qua Ngọc Thư Các, vừa nhìn đã biết đây là bên trong trọng khí tháp không giả. Đột nhiên một thân ảnh đáp xuống, Cố Thanh Thanh cúi đầu dán vào tai hắn, thổ khí như lan, nói. Đi theo ta. Lý Vân Tiêu hiểu ý, khẽ gật đầu. Đám người chung quanh yên tĩnh lại bạo động, kết thành 3 năm đội bay vào các kiến trúc chung quanh. Những người này đều đi ra từ Thiên Bảo Hiên, nếm được ngon ngọt, vừa thấy có người khởi hành, lập tức nhanh chóng lao đi. Nam Khâu Vũ chào đám người Lý Vân Tiêu, Khúc Hồng Nhan, cũng phiêu nhiên mà đi. Vạn Nhất Thiên thậm chí không chào hỏi kẻ nào, cũng tiến vào một kiến trúc. Rất nhanh, chỉ còn lại hơn 10 người đứng nguyên tại chỗ. Lý Vân Tiêu lập tức phát giác được hào khí khẩn trương, Tiểu Hồng nửa người đẫm máu, lạnh như băng đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào đế giả cách đó không xa. Hai người đã sớm cảm ứng được đối phương, lạnh lùng nhìn nhau, vẫn không nhúc nhích. Lão quái chống thiết trượng là Mân, chủ nhân linh hoa diệu cảnh, là người thủ hộ phong ấn trong thánh vực, đã bị đế giả hàng phục. Trong mắt người ngoài, đế giả lợi dụng thân phận đệ tử Mân xuất hiện, kỳ thật hắn là chủ nhân. Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi, hai người này nếu đánh nhau, một người trong đó sẽ bị thôn phệ, khi đó sẽ có phiền toái lớn. Hắn điều giải nói, nhị vị, nơi đây không nên động thủ, không bằng chờ ra khỏi Lang Hoàn Thiên nói sau. Hiện tại trừ đế giả, Mân, Tiểu Hồng và Cảnh Thất, còn lại cũng chỉ có người của Lý Vân Tiêu. Lang Hoàn Thiên, đế giả lạnh lùng cười cười, trong mắt tinh mang chớp động không thôi, thè lưỡi ra liếm môi dưới. Kỳ ngộ như thế ta có thể bỏ qua, ra khỏi Lang Hoàn Thiên, ai biết nàng trốn đi đâu. Lý Vân Tiêu, mang theo người của ngươi đi tầm bảo đi, đừng quan tâm chuyện này. Đế giả hóa thân thành nam tử, trên người ma khí bắt đầu khởi động, khuôn mặt lập tức biến hóa, khôi phục bộ dáng âm tà. Đột nhiên Mân run lên, khẩn trương nhìn xuống. Đế giả lạnh lùng nói. Thầy khô giao cho ta. Mân vội vàng nói. Vâng, còn xin yên tâm. Lý Vân Tiêu nhìn qua Tiểu Hồng, mặc dù nửa người nhuốm máu, vẫn ngạo nghễ và lạnh như băng. Hắn trầm giọng nói. Đế giả, thật có lỗi. Việc này ta quản định rồi. Cái gì? Đế giả giận dữ, quát. Lý Vân Tiêu, dám quản chuyện của ta, người điên sao? Tiểu Hồng cũng có chút hít kinh ngạc, quay đầu, lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh hiểu được. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Vừa rồi trọng khí tháp muốn giết ta, Tiểu Hồng giúp ta ngăn lại. Hiện tại ngươi muốn giết nàng, ân tình ta vẫn đang nợ đấy. Tiểu Hồng dùng lỗ mũi hừ một tiếng, nói. Không nhiễu ngươi quan tâm, hắn còn không thể giết ta, ta cũng đúng lúc thu hồi lực lượng. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Ngươi có thương tích trên người, không phải địch thủ của hắn, nếu lúc toàn thịnh còn có thể chiến một trận. Đế giả gương mặt vô cùng âm trầm, lạnh lùng nói.
ngươi cũng biết hậu quả làm như vậy chính là kết đại thù sinh tử với bổn tọa sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Trong thiên hạ không có cửu nhân vĩnh viễn, năm đó ở Tu Di Sơn ta không cẩn thận thả các hạ, xem như có ân với các hạ, nhưng mà các hạ mấy lần truy sát ta. Mà năm đó trên Bắc Hải, các hạ xem như giúp ta một tay, trong thành Định Thiên trò chuyện vui vẻ với nhau, xem như hóa thù thành bạn, hôm nay lại muốn kết thù sao? Đế già tức giận không nhẹ, bỏ qua cơ hội này hắn không có nắm chắc, ánh mắt của hắn đảo qua, những người còn lại đều là giúp đỡ của Lý Vân Tiêu, Kri nói mạch, Cố Thanh Thanh, Khúc Hồng Nhan đã có thực lực khó lường, nếu như nhúng tay vào, chính mình không có bất kỳ cơ hội gì cả. Tốt, ta xem mặt mũi của ngươi thả nàng ta một lần, nhưng ra khỏi Lang Hoàn Thiên, ngươi không được nhúng tay vào nữa. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đế già cân nhắc chỉ có thể nhịn và không cam lòng, chỉ vào Lý Vân Tiêu quát. Lý Vân Tiêu cũng không muốn làm quá căng, cười nói. Chuyện tương lai cần bàn lại, trận chiến ở đây không ai được lợi cả. Nếu như trọng khí tháp bị phá hủy, như vậy sẽ làm mọi người tức giận, ai cũng ăn không được quả ngon, không bằng cứ bỏ qua chuyện ở đây, nhìn xem vĩnh sinh chi giới rốt cuộc có cái gì. Đế già chỉ cảm thấy hứng thú về vĩnh sinh chi giới mà thôi. Hiện tại gặp phải Tiểu Hồng mới có tâm tư này, tức giận hừ một tiếng, liền dẫn nhân hề mân đi vào trong trọng khí tháp. Khúc Hồng Nhan cùng Cố Thanh Thanh cũng không biết thân phận của đế già, sau khi hỏi xong thì chấn động. Sắc mặt Tiểu Hồng cũng âm trầm, nhìn qua đế già biến mất, nói. Hắn đã có được phân thân cuối cùng. Lý Vân Tiêu nói. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho hắn thôn phệ ngươi, Tiểu Hồng sững sờ một chút, dường như cảm động. Nhưng lập tức sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi cũng không giúp ta thôn phệ hắn, đúng không? Lý Vân Tiêu mỉm cười, nhìn qua Tiểu Hồng, nói. Hai vị vốn là nhất thể sinh ra, mọi người làm bằng hữu vui vẻ không tốt sao? Làm gì phiền tự mình hại mình chứ? Ngươi! Tiểu Hồng chán nản, giận dữ mắng mỏ một tiếng, liền giận dữ rời đi, cũng không muốn nhìn Lý Vân Tiêu. Cố Thanh Thanh nháy mắt, cười hì hì nói. Hắc hắc, có ý tứ. Tiểu Tình Lang, chúng ta đi thôi. Những người còn lại đã đi vào trong kiến trúc, sớm biến mất không thấy bóng dáng. Kiến trúc bên trong còn lớn hơn mắt nhìn thấy, khắp nơi là kim quang sáng ngời, khí tức kim loại lạnh như băng, vừa vào trong đã dẫn phát lạnh ý. Cố Thanh Thanh một người đi dẫn đường, rất nhanh đã đi tới trước một đại điện, nàng xem vài lần, nhân tiện nói. Có lẽ chính là nơi này. Đại điện lạnh như băng, hoàn toàn không có khác gì kiến trúc các nơi, chỉ là hơi có vẻ lớn một chút, trước điện là bãi đất trống, con đường đi làm từ kim loại màu bạc. Lý Vân Tiêu nói, trong nơi này chân tàng huyền khí tốt nhất sao? Tất cả mọi người trên mặt vui vẻ, vẻ mặt chờ mong. Cố Thanh Thanh cười đùa nói, ha ha, ngươi nghĩ nhiều, trong đại điện này không có huyền khí. Cái gì? Vậy ngươi dẫn chúng ta tới đây làm gì? Lý Vân Tiêu sửng sốt, không rõ ràng cho lắm. Ánh mắt Cố Thanh Thanh vui vẻ, nói. Nơi này mặc dù không huyền khí, nhưng lại là nơi trọng yếu nhất trong trọng khí tháp, bởi vì bên trong có cấm chế mấu chốt mở vĩnh sinh chi giới. Về phần huyền khí, ngươi có giới thần bi nơi tay, trong thiên hạ còn có huyền khí gì ngươi đặt vào mắt? Lời nói cũng không thể nói như vậy. Lý Vân Tiêu không vui, nói. Thiên tân vạn khổ đi vào Lang Hoàn Thiên, không thể không có chỗ tốt. Cố Thanh Thanh cười nói. Sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Nàng trực tiếp đi lên phía trước, dùng tay vuốt ve cánh cửa lớn, phía trên có 9981 đinh đồng, dường như đang tìm lấy cái gì. Cuối cùng cầm lấy một cái đinh đồng trong đó, đè mạnh xuống. U. Trong cánh cửa có tiếng oanh minh truyền ra, không ngừng rung động lắc lư, 81 miếng đồng đinh cũng lập tức run rẩy lên. Hơn nữa mấy đạo lưu quang chớp động, không ngừng tạo ra các đồ án. Sắc mặt Cố Thanh Thanh vui vẻ nhìn qua, dường như đã suy tính trước. Đột nhiên nụ cười của nàng cứng lại, nhìn qua phù văn do đinh đồng tạo ra, lập tức kinh hô một tiếng không tốt, liền chạy trốn ra phía sau. Nhưng phù văn trên cửa lập lòe, lập tức bắn ra kim quang vào trong người của nàng. Cố Thanh Thanh vừa sợ vừa giận, phát hiện bị kim quang kia tập trung, độn không thể độn. Lúc này quay người đánh ra một chưởng. Bành! Kim quang kia đánh trúng chưởng của nàng, trên mu bàn tay xuất hiện một lỗ máu, bộ dáng thất thiểu. Thất tha thất thiểu đi mấy bước, lúc này mới đứng vững, nhưng bất chấp thương thế trên tay,
nội tâm khiếp sợ và nghi hoặc nhìn qua cánh cửa. Lý Vân Tiêu cũng biết phát sinh biến cố, nhất định là xuất hiện tình huống ngoài dự đoán của Cố Thanh Thanh, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Thanh sững sờ một hồi, lúc này mới nhìn lòng bàn tay bản thân, tuy bị đục lỗ, nhưng xem như vết thương nhỏ, may mắn chính mình phản ứng kịp thời, lập tức chạy trốn, lại vận trưởng đánh trả. Nếu phản ứng chậm một chút, sợ rằng thân thể này hỏng bét. Nàng không quá quan tâm thân thể này, hủy cũng hủy, nhưng hiện tại thân thể này trực tiếp quan hệ tới Lý Vân Tiêu, thậm chí có quan hệ tới Thần Tiêu Cung, nàng không thể không thận trọng. Hơi chút xử lý tổn thương trên lòng bàn tay, nàng mới nói. Ta cũng muốn biết xảy ra chuyện gì. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, nói. Ngươi từ trong vĩnh sinh chi giới đi ra đúng không? Bên trong có tình huống như thế nào? Đám người Khúc Hồng Nhan cũng vẽn tai lắng nghe, dù sao vĩnh sinh chi giới chính là một bí mật cực lớn, nó từ trước tới nay thập phần thần bí, người biết được rất ít, nghe nói có bí mật thành thần. Cố Thanh Thanh suy nghĩ một hồi, dường như có chút do dự không muốn nói, trầm tư một lúc rồi nói. Cũng không có thần kỳ như bên ngoài đồn đãi đâu, chỉ là một không gian phong bế. Lý Vân Tiêu truy hỏi. Nếu là không gian phong bế, vậy ngươi đi ra như thế nào? Trong đó thật sự có thể thành thần. Cố Thanh Thanh nhìn qua hắn, thở dài nói. Thành thần là đúng, nhưng mà không cách nào rời khỏi vĩnh sinh chi giới, nếu không lực lượng thần cảnh lập tức biến mất, dù sao ngoại giới không thể cảm ứng thập phương quy tắc, khó duy trì lâu. Khó duy trì lâu. Lý Vân Tiêu nhíu mày, tuy bên ngoài đúng là không có thập phương quy tắc, nhưng bước vào quy chân thần cảnh, trong cơ thể sẽ có thần dịch lực tự nhiên, sinh sinh bất tức, có thể trực tiếp thu nạp linh khí nguyên lực bổ sung. Cũng không có cảm giác khó duy trì lâu. Cố Thanh Thanh nhìn qua hắn, cười khổ nói. Ngươi thật thành thần rồi sao? Lý Vân Tiêu không chút phủ nhận gật gật đầu. Mạch và bố tử ba người hoảng hốt, tuy bọn họ cũng có suy đoán, nhưng thấy Lý Vân Tiêu chính miệng thừa nhận, đều không nhịn được kinh hô. Cố Thanh Thanh cũng như thế, sắc mặt trắng bệch, trong mắt thần quang phức tạp bất định. Nàng trầm ngâm thật lâu, mới nói. Chẳng lẽ nơi phong ma sẽ mở ra? Lý Vân Tiêu bất động thanh sắc, thăm dò hỏi. Ngươi cũng biết nơi phong ma. Hừ. Cố Thanh Thanh không vui hừ một tiếng, nói. Ngay cả ngươi đều hiểu được, ta làm sao không biết. Vừa rồi hai phân thân của ma chủ đế đều ở đây, tăng thêm thiên đạo biến hóa, ma chủ phổ xuất thế cũng không có gì lạ. Lý Vân Tiêu cười nói. Vì sao ta thành tựu thần cảnh mà ngươi giật mình như vậy? Cố Thanh Thanh chừng hắn liếc, khẽ nói. Chỉ là phiền muộn thôi, vì sao chuyện tốt gì cũng rơi vào đầu của ngươi, nhưng mà thiên đạo đã biến, căn cứ người nọ phỏng đoán, thập phương quy tắc sẽ trở lại thiên võ giới, ngược lại mỗi người đều có thể thành thần, cũng không có gì giật mình. Người nọ là ai? Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, nhịn không được hỏi, thậm chí có người có thể phỏng đoán ra. Hắc hắc, ta hiện tại dẫn ngươi đi gặp người đó, đây cũng là nguyên nhân ta tới đây. Cố Thanh Thanh cười cười. Cố ý thừa nước đục thả câu. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Ý là người nọ đang ở trong vĩnh sinh chi giới. Người vẫn không trả lời ta, nếu vĩnh sinh chi giới bị phong bế, người năm đó đi vào thế nào, làm sao đi ra? Còn nữa, người nói trước kia đã xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Thanh nói. Ba vấn đề này ta có thể trả lời ngươi. Thứ nhất, người nọ thật sự đang ở trong vĩnh sinh chi giới. Thứ hai, ta năm đó cũng thông qua Ngọc Thư Các đi vào, nhưng bản thể không thể rời khỏi, bằng không sẽ bị thiên võ giới ảnh hưởng, thân hình khó có thể thừa nhận, cấp tốc giải yếu không nói, thậm chí tử vong cũng có khả năng. Cho nên ta chỉ có thể sử dụng một đám thần hồn hàng lâm lên người cô gái nhỏ này, nàng cổ quái nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Hậu nhân Diệp gia trong giới thần bi cũng bị thần hồn của Diệp Thiên Nam phụ thân đấy. Lý Vân Tiêu hơi cả kinh, hắn đã sớm có suy đoán chuyện này. Nhưng mà không ngờ Cố Thanh Thanh cũng phát hiện. Cố Thanh Thanh tiếp tục nói. Về chuyện thành thần trong phần vĩnh sinh chi giới, phải nói từ cấu tạo của vĩnh sinh chi giới. Cả lang hoàn thiên này thật ra là tổ của thượng cổ thiên phượng. Mọi người đều là khiếp sợ, nhưng cũng không có quá nhiều biểu lộ, chỉ có Phi Nghê nhìn không được có chút kích động, dường như cảm thấy huyết dịch sôi trào. Cố Thanh Thanh từ lâu nhìn ra huyết mạch của nàng, cũng nhìn qua Phi Nghê vài lần, lúc này mới tiếp tục nói. Mà vĩnh sinh chi giới chính là tổ của thiên phượng, dùng một sợi lông vũ chân quý trên người thiên phượng, ẩn chứa hơn phân nửa lực lượng thiên phượng mới diễn biến ra thế giới này,
tự thành thiên địa, làm cho người bên trong có thể tiến vào thần cảnh, dùng thần thông quảng đại duy trì thân thể thần hồn bất diệt. Thì ra là thế. Lý Vân Tiêu chợt nói. Cái gọi là lực lượng thần cảnh của các ngươi phải dựa vào lực lượng thiên phượng duy trì, cho nên khó có thể rời khỏi. Cố Thanh Thanh gật đầu nói. Đúng thế, đây cũng là phương thức kéo dài hơi tàn của tuyệt thế cường giả sau khi thập phương quy tắc biến mất. Nhưng mà những năm gần đây, tuy nhiên thông qua tứ linh phong ấn chi lực, hoàn toàn đóng kín vĩnh sinh chi giới, nhưng thiên phượng chi lực không ngừng suy yếu cũng khó có thể ngăn cản. Cũng may chúng ta rốt cục chờ tới ngày thập phương quy tắc trở lại thiên địa. Thân thể của nàng run rẩy khó phát giác, dù sao nhiều năm như vậy, giờ phút này tâm tình kích động khó hình dung. Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Trong vĩnh sinh chi giới có bao nhiêu người? Cố Thanh Thanh suy nghĩ, lắc đầu nói. Ta cũng không biết, trong đó không gian mặc dù lớn, nhưng cũng không nhỏ, mỗi người đều có lĩnh vực của mình, sẽ rất ít câu thông với nhau. Lại nói tiếp bên trong không khí trầm lặng, bởi vì thời gian dài trôi qua, muốn duy trì tánh mạng bất diệt chỉ có ngủ mà thôi. Mặc dù là bản thể của ta cũng ngủ say. Lý Vân Tiêu nhớ tới bối kinh hoàng, bị linh mục địch dẫn vào giới thần bi sau đó không biết tình hình. Tuy đang ở trong bia, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể tùy tiện cảm giác, nhưng linh mục địch tạo thành lĩnh vực, hắn liền tôn trọng tư ẩn của hắn, chưa bao giờ nhìn trộm tình huống trong lĩnh vực. Phi Nghê nhịn không được nói ra. Ta cảm thấy khó hiểu, một khi vĩnh sinh chi giới mở ra, sẽ có nhiều nhân vật đời trước xuất thế. Cố Thanh Thanh cười hì hì, tinh nghịch nháy mắt, nói. Ta tính toán sao? Lý Vân Tiêu tức giận trừng mắt nhìn nàng, nói. Bà, người cảm thấy mình như thế nào? Đi chết đi. Cố Thanh Thanh giận tím mặt, đánh một chưởng vào Lý Vân Tiêu, phanh một tiếng đánh nát tàn ảnh của hắn. Chân thân Lý Vân Tiêu xuất hiện cách đó hơn 10 trượng, cau mày nói. Phát thần kinh gì đó. Cố Thanh Thanh trừng mắt nhìn sang, khiển trách. Ngươi dám nói ta điên. Phi Nghê vội vàng bay vào giữa hai người, hòa giải, nịnh nọt nói. Đều là phu quân không biết nói chuyện, Cố Thanh Thanh đại nhân nên gọi là vạn cổ trường thanh, thanh xuân vĩnh chú. Hừ, vẫn là cô gái nhỏ này hiểu chuyện. Cố Thanh Thanh lúc này mới tiêu lửa giận, nói. Bổn cô nương vĩnh viễn không già. Lý Vân Tiêu im lặng. Thầm nghĩ lão bà thật sự đáng sợ, xem ra chính mình nói chuyện còn phải cẩn thận chút ít, miễn chọc nàng phát thần kinh, làm hư thân thể Lạc Vân Thường. Phi Nghê hòa hoãn không khí, cười hì hì khoác cánh tay Cố Thanh Thanh, nói. Cố Thanh Thanh đại nhân, trong vĩnh sinh chi giới có thể chắt lọc lực lượng thiên phượng hay không? Cố Thanh Thanh dường như cảm nhận được huyết mạch thiên phượng trong người Phi Nghê, trong lòng giật mình, nói. Có lẽ có thể, huyết mạch thiên phượng rất hiếm thấy. Hơn nữa có trình độ như ngươi là một vạn không có một. Bằng vào lực lượng trong vĩnh sinh chi giới, có lẽ ngươi có thể hoàn thành cửu biến chi thân, mặc dù không bằng thượng cổ thiên phượng, cũng là tồn tại bất tử bất diệt. Lý Vân Tiêu tức giận nói. Bất tử bất diệt, ngay cả thượng cổ thiên phượng cũng biến mất, còn dám nói bất tử bất diệt. Cố Thanh Thanh nổi giận nói. Tiểu tử, ngươi cố ý bới móc đối nghịch với ta đúng không? Lý Vân Tiêu mày nhăn lại, nói. Đại nhân hiểu lầm, ta nói là tình hình thực tế, thượng cổ chân linh nhất mạch vì sao đột nhiên mai danh ẩn tích, ngay cả chân long thiên phượng tồn tại cường đại cũng mất đi bóng dáng. Không biết các vị tiền bối trong vĩnh sinh chi giới có cái nhìn thế nào? Việc này mặc dù là linh mục địch cũng không có đáp án, chính là đại hiểm nghi trong thiên võ giới. Cố Thanh Thanh trầm tư nói. Việc này xác thực quỷ dị, ta đã từng hỏi người nọ, hắn dường như biết chút ít gì đó. Chỉ là giả thần giả quỷ không chịu mở miệng, đợi tí nữa ngươi gặp hắn thì hỏi đi. Lý Vân Tiêu hiếu kỳ nói. Người nọ rốt cuộc là ai? Cố Thanh Thanh đại nhân cũng hỏi không được, ta làm sao có thể chứ? Cố Thanh Thanh nhìn qua hắn, đột nhiên cười cười, nói. Ngươi có thể, bởi vì, ngươi là chủ nhân giới thần bi. Lý Vân Tiêu không lên tiếng, giới thần bi dường như có lai lịch thật lớn, hắn cũng càng ngày càng ý thức được nó không đơn giản. Trầm ngâm một hồi, nói. Nếu người nọ lợi hại như thế, nhưng làm sao biết thế cục hiện tại? Cố Thanh Thanh lại nói ra. Kết quả tương lai hẳn không biết được, ta không rõ ràng. Nhưng mặc dù biết được, nguyện ý nói chỉ thể nói cho ngươi nghe mà thôi, cho nên ta mới mang ngươi đi gặp hắn, bởi vì ta cũng phi thường hứng thú với chuyện này. Phi Nghê cười nói. Ta cũng rất muốn biết đấy, Cố Thanh Thanh đại nhân nhanh dẫn chúng ta đi đi.
đừng chậm trễ thời gian. Cố Thanh Thanh ân một tiếng, lúc này đưa mắt nhìn qua đại điện, nhìn chằm chằm vào 81 cây đinh đồng. Trải qua biến hóa vừa rồi, 81 cây đinh đồng trở lại như cũ, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mạch nói, ta xem đại điện này quỷ dị, không được thì cưỡng ép phá vỡ đi. Cố Thanh Thanh nói, không thể, ta phá hư cấm chế trong đó, như vậy sẽ tạo thành kết quả khó dự đoán, để ta thử lại. Lần này nàng đã cẩn thận hơn trước, không có tự tin như trước, lúc này đứng xa hơn 10 trượng, đánh các loại ấn quyết vào trong đinh đồng. 81 cây đinh đồng sinh ra điện quang, hoàn toàn giống như lúc trước, ngưng ra một đạo hào quang bắn mạnh ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Cố Thanh Thanh giật mình không thôi, cũng may sớm có chuẩn bị, rút trường kiếm chém tới, phanh một tiếng chém nát kim quang, nhưng mà trường kiếm ngân vang chói tai. Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói. Ta thấy cấm chế cánh cửa này không đơn giản, ngươi thực nhớ rõ cách phá vỡ không đấy. Trừ phi tìm được con đường duy nhất, bằng không khó mà vào được. Nói nhảm, phương pháp phá cấm là do người luyện ra trọng khí tháp nói cho ta biết, sao có thể sai được. Cố Thanh Thanh không vui, vẻ mặt tự tin, nhưng ánh mắt trầm xuống, dường như cũng phi thường nghi hoặc. Lý Vân Tiêu từ chối cho ý kiến, nói. Vậy kỳ quái. Cố Thanh Thanh hất tay áo lên, khẽ nói. Đi, chúng ta đi nơi khác, đi tìm người luyện chế nơi này. Cái gì, người luyện chế trọng khí tháp? Tất cả mọi người sửng sốt, Lý Vân Tiêu vuốt trán, nói. Người nọ đang ở trong tháp này. Cố Thanh Thanh khẽ nói. Đương nhiên là ở đây. Nói xong đã hóa thành hào quang bay đi. Mọi người không dám dừng lại, vội vàng theo nàng bay đi xa. Một lát sau, một kiến trúc hình tháp hiện ra, tháp có 3 tầng, phi thường thấp bé, khó thấy rõ kiến trúc nơi này. Cố Thanh Thanh mang theo mọi người trực tiếp đá văng cửa tháp, đi vào bên trong đại điện, bên trong rất rộng lớn. Nhưng tất cả mọi người lập tức ngưng trọng, cảnh giác nhìn trước mặt. Bên trong có 5 cổ thi thể ngổn ngang. Máu tươi vẫn chảy dài, vừa mới chết không lâu. Là người thánh vực. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, vừa mới xuất hiện 200-300 người, hắn nhìn qua sẽ không quên, 5 người này chính là người của thánh vực, trên người còn cắm binh khí, tử trạng rất thảm. Cố Thanh Thanh kinh ngạc nói. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là bị hắn giết? Mạch tiến lên phía trước, cầm lấy một thanh trường thương, rút ra khỏi thi thể, trên thương kim quang lóng lánh, máu tươi vẫn nhỏ xuống. Thương này không tệ, bổn tọa vừa vặn thiếu binh khí tiện tay. Mạch lau máu trên thương, sau đó năm ngón tay một chảo, máu của 5 người này bay lên, lăng không đảo lượn vòng, cuối cùng đông kết thành 5 hạt châu như quả anh đào, bị hắn nuốt vào trong bụng. Hắc hắc, lợi dụng phế vật, mùi vị không tệ. Hắn vẫn thỏa mãn liếm bờ môi. Phi Nghê và các nữ tử ở đây đều cảm thấy buồn nôn. Lý Vân Tiêu đi ra phía trước, cẩn thận quan sát. Hai bên đại điện bầy đầy binh khí, phía trên còn có các huyền khí sáng bóng, quan sát đều là huyền khí cửu giai, nhuệ khí bức người. Binh khí cắm vào mấy người kia, hiển nhiên là binh khí lấy trên kệ xuống. Đột nhiên một đạo thương mang chớp động trên không trung, mạch cầm chiến thương trong tay đâm vào sau lưng Lý Vân Tiêu, không hề giãy giụa. Xuy, một thương này đâm xuyên qua, nhưng mà thân thể Lý Vân Tiêu lập tức hóa lôi, cả cây thương vẫn còn có điện lưu bao phủ. Còn phát ra âm thanh đùng đùng của lôi điện. Ngươi làm cái gì? Những người còn lại kinh hô, vây quanh mạch. Trên mặt mạch cũng kinh ngạc, nói. Ta! Chiến thương tự động uốn lượn, chất liệu kim loại cứng rắn đột nhiên mềm dẻo, đầu thương lại đâm về phía Lý Vân Tiêu. Ba! Trên tay Lý Vân Tiêu xuất hiện kim quang, nhanh chóng cầm lấy đầu thương, quát. Tất cả mọi người cẩn thận, những vũ khí này có vấn đề. Tiếng nói vừa dứt. Bốn binh khí khác bay lên, có đao có kiếm, không hề dấu hiệu, đột nhiên chém về phía Lý Vân Tiêu. Chê cười. Hai ngón tay Lý Vân Tiêu khép lại, hóa thành khép chấn bay 4 kiện binh khí. Hắn lại nhảy lên phía trước đánh trường thương trong tay mạch bay ra ngoài. Trong đại điện sinh ra tiếng hồi âm, hai hàng binh khí trên khung run rẩy, mấy chục kiện huyền khí cửu giai trên đó chấn động, khí tràng cường đại nhộn nhạo bao trùm cả đại điện. Khúc Hồng Nhan yểm hộ Lý Vân Tiêu, ân cần nói. Phi Dương, ngươi không sao chớ? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không có gì đáng ngại. Nội tâm của hắn cũng im lặng, từ khi thi triển ra lưu lưu cầu, nguyên lực trong người giảm mạnh,
bị trọng khí tháp tập kích trọng thương, lại bị ân chỉ đánh lén, thương thế của hắn nặng hơn nhiều. Thật vất vả dưỡng tốt nội thương lại bị một thương vừa rồi đánh bị thương lần nữa, hắn giống như con mèo bệnh, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng không thể khỏi hẳn. Cố Thanh Thanh kinh hô lên, lớn tiếng kêu lên. Mục Tinh lão nhân, ngươi đang giở trò quỷ gì, mau ra đây. Giọng nói vô cùng bén nhọn, xuyên thấu qua tiếng kim loại, vang vọng cả đại điện này. Nhưng cũng không có hồi âm, chỉ có tiếng binh khí lay động, cả đại điện bị sát khí bao phủ. Mục Tinh, Lý Vân Tiêu cả kinh, dường như nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói. Chẳng lẽ là người Mục gia? Cố Thanh Thanh kinh sợ không thôi, lại đề cao giọng nói vài lần, dường như không có trả lời, hai hàng binh khí trên khung hóa thành hào quang bắn thẳng tới trước. Đáng chết, mọi người cẩn thận. Cố Thanh Thanh nổi giận không thôi, song trưởng đánh ra, dùng cương khí đánh bay những binh khí này. Khúc Hồng Nhan vận dụng Tử Tiêu kiếm chém ra một đạo kiếm cương, bao phủ bản thân mình và Lý Vân Tiêu vào trong đó, vạn binh khó làm thương tổn. Những người còn lại thi triển ra các loại thần thông, tự bảo vệ mình trước vô số đao quang kiếm ảnh. Cả đại điện hóa thành huyễn quang, còn có tiếng kim loại chấn động, vận luật huyền khó hóa thành sóng âm thật lớn, nhộn nhạo như nước. Phi Nghê cả kinh nói. Cố Thanh Thanh đại nhân, thế nào, những huyền khí này vô sinh vô tử, làm sao đánh đây? Cố Thanh Thanh cũng phiền muộn, tức giận nói. Ta làm sao biết, biện pháp tốt nhất là xông vào đánh chết Mục Tinh. Ánh mắt nàng đầy phẫn hận, nhưng nội tâm lại có chút lo lắng, dường như tình huống có chút không đúng. Đột nhiên hào quang màu bạc bao phủ mọi người, Lý Vân Tiêu ném ra giới thần bi, vô số lưu quang xoay nhanh. Đại giới thần quyết hóa thành ma ha cổ tự, hào quang ngọc bia bao phủ các nơi. Đồng tử Cố Thanh Thanh đột nhiên co lại, nội tâm kinh hãi không thôi, nàng lần đầu tiên nhìn thấy uy năng của giới thần bi, hào quang thần thánh này thật thoải mái. Binh khí Mạn Thiên Hoa Vũ dừng lại, dường như bị định trụ, mất đi năng lực hoạt động, lẳng lặng lơ lửng trên hư không. Tất cả mọi người biết rõ đây là đẳng cấp uy áp của huyền khí, những huyền khí cửu giai bị giới thần bi trấn áp. Đao quang kiếm ảnh màu vàng trong đại điện hỗn hợp với bia văn màu lưu ly, hai tay Lý Vân Tiêu bấm niệm pháp quyết, hắn vỗ mạnh vào giới thần bi, lập tức có hấp lực sinh ra. Nhưng cửu giai huyền khí kia đang run rẩy, dường như muốn phá không bỏ chạy, lại khó có thể tự kiềm chế, bị hào quang giới thần bi làm mất đi khả năng chống cự. Qua, vẫn là phu quân quá giỏi. Phi Nghê vỗ tay nhảy dựng lên, vui mừng nói. Nhiều cửu giai huyền khí như vậy, hơn nữa phẩm chất cực cao, lần này phát tài rồi. Tiểu bối, vọng tưởng trộm tâm huyết lão tử luyện chế cả đời, người đang nằm mơ sao? Đột nhiên một tiếng nói vang lên, trên mái vòm có kim quang lập lòe, một thân ảnh màu vàng hiện ra, phi thân ngưng tụ một trường đánh xuống. Hình thái khôi lỗi màu vàng này có phần giống quái vật kim loại trọng khí tháp, nhưng mà thân thể nhỏ và linh hoạt hơn nhiều. Mục Tinh, Cố Thanh Thanh giận dữ, vừa gặp khôi lỗi màu vàng này, lửa giận khó ức chế bốc cháy, cũng đồng thời phi thân lên, hai tay kết ấn quyết đánh ra một trường. Bành! Trường của hai người chạm nhau, hai bên chấn bay ra ngoài, Cố Thanh Thanh lâm vào hạ phong, lúc này phun máu tươi, sau khi hạ xuống đứng không vững, lập tức lùi ra phía sau. Sau khi khôi lỗi va chạm một kích, lại cầm chiến đao bên cạnh chém xuống. Sắc mặt Khúc Hồng Nhan lạnh lẽo, Tử Tiêu kiếm phóng lên trời, ngăn cản kiếm quang đánh tới. Đồng thời hóa thành ba đạo thân ảnh đâm tới. Phanh, phanh. Khôi lỗi kim loại này thông linh hơn trọng khí tháp, vội vàng lui về phía sau, vung vẩy chiến đao ngăn cản kiếm khí. Giờ phút này binh khí chung quanh mất đi chống cự, đều bị thu vào trong giới thần bi, cả đại điện trở nên an tĩnh lại. Cố Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào khôi lỗi, mắng. Mục Tinh, người điên rồi. Sắc mặt khôi lỗi âm trầm lợi hại, tất cả binh khí cũng chỉ còn một kiện. Nhưng đã bị giới thần bi áp chế, đã mất đi linh tính, tức giận nói. Lấy sạch tâm huyết nửa đời của ta, còn nói ta điên, ta giết sạch các ngươi a. Hắn vung tay lên, hét lớn một tiếng, thân thể càng lắc lư vài cái. Cả tòa tháp này chấn động mạnh, từng đạo trận quang hiển hiện, từ bốn phương tám hướng lao tới, bắn thẳng vào vị trí trung tâm. Cố Thanh Thanh giận dữ nói. Mọi người cùng nhau động thủ đánh bại hắn, không cần cho ta mặt mũi. Mọi người nhao nhao ra tay, từ bốn phương tám hướng đánh tới, vô số linh áp hiển hiện, lập tức chấn áp lực lượng tòa tháp này, tùy ý Mục Tinh thi triển tất cả vốn liếng cũng khó khăn có khả năng làm được gì.
Hừ, các ngươi chờ xem. Mục Tinh phiền muộn, ném ngoan thoại sau đó hóa thành hào quang bay ra ngoài. Thật vất vả gặp được người sống, nếu để chạy đi thật đáng tiếc. Ánh mắt Lý Vân Tiêu tỏa sáng, tay giơ lên, hắn ném đầu xuất thiên phong ra ngoài. Ầm ầm, cả đại điện run lên, lập tức nứt vỡ hóa thành vô số kim quang. Không chỉ có cả đại điện run lên, cả tiểu tháp cũng sụp đổ, hóa thành vô số khối vụn kim loại, bắn ra bốn phía. Chi, cái gì? Mục Tinh vừa ra khỏi đại điện, hắn cảm nhận được khí tức cực mạnh bắn ra bốn phía, còn mang theo khí tức kim loại cường đại đánh tới, nằm mơ cũng không nghĩ tới tiểu tháp này bị đánh nát. Chờ hắn quay đầu thì triệt để kinh ngạc, đứng nguyên tại chỗ không nói được gì nữa. Đám người Cố Thanh Thanh vây quanh, chặn ngang đường lui của hắn. Lý Vân Tiêu thu hồi đâu xuất thiên phong, tiến lên nói. Người gọi là Mục Tinh. Mục Tinh sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nói. Ngươi chỉ dùng bảo bối gì phá nát tháp của ta? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Hiện tại ta là giao thớt, ngươi là thịt cá, có cần hỏi sao? Mục Tinh dò xét hắn vài lần, cười to nói. Ha ha, cuồng vọng, cho dù có giới thần bi nơi tay, thật sự là người được giới thần bi chọn hay sao? Lại dùng ngữ khí này nói chuyện với ta, ngây thơ. Cố Thanh Thanh nổi giận đùng đùng, nói. Trước đánh hắn một trận rồi nói sau. Hắn sở dĩ dám vênh váo, đó là bởi vì thân thể này chỉ hàng lâm mà thôi, mặc dù diệt hắn thân thể cũng khó làm tổn thương hắn. Mục Tinh nổi giận nói. Cố Thanh Thanh, người thân là người vĩnh sinh chi giới, lại mang theo người ngoài tới mở phong ấn, người muốn làm nhiều người tức giận sao? Nhiều người tức giận, hiện tại thiên đạo có biến, tất cả mọi người ước gì đi ra khỏi vĩnh sinh chi giới đấy, người còn đi phong tỏa thông đạo, muốn chọc nhiều người tức giận là người đấy. Cố Thanh Thanh tranh phong với hắn, cười lạnh không thôi. Mục Tinh hừ một tiếng, nói. Năm đó phái ta trấn thủ nơi đây, cũng không nói hiện tại nói có thể thả người đi vào thì vào. Cố Thanh Thanh không kiên nhẫn, khiển trách. Ta không tranh luận với ngươi, nhanh mở cấm chế ra. Nằm mơ. Mục Tinh khoanh tay trước ngực, tuy đánh không lại đám trước mặt này, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp làm gì mình, hắn vẫn đứng bất động. Khúc Hồng Nhan nói. Phi Dương, người này tuy hàng lâm trên khôi lỗi, khó có thể đánh bại, nhưng Sơn Hà đỉnh của ngươi cũng là thánh khí, nếu luyện hóa hắn, thần hồn cũng sẽ hồn phi phách tán, trực tiếp tổn thương bản thể hắn. Cái gì, Sơn Hà đỉnh? Toàn thân Mục Tinh đại chấn, ánh mắt mở to, cả kinh nói. Sơn Hà đỉnh trong tay ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Vừa lúc ở đế đan lâu thu phục được tân quý Ly Diễm, đã luyện hóa không sai biệt lắm. Mượn khôi lỗi này thử đan hỏa của Sơn Hà Đỉnh. Lúc này một đạo bạch quang hiện ra trên tay của hắn, Sơn Hà Đỉnh từ từ biến ảo bay ra, các đồ án không ngừng hiển hiện, mơ hồ có hồng mang thông thấu ra ngoài, dường như có hỏa long áp chế. Sơn Hà Đỉnh, tân quý Ly Diễm. Mục Tinh cả kinh kêu một tiếng, rốt cục sợ hãi, hắn phóng lên trời, muốn bỏ chạy. Nhưng sao có thể cho hắn như nguyện, Cố Thanh Thanh cùng Khúc Hồng Nhan đồng thời ra tay. Tấn công hai phía, đánh hắn rơi xuống mặt đất. Dừng tay. Mục Tinh nhìn qua Sơn Hà đỉnh có tân quý Ly Diễm bay tới, dọa hỏng, vội vàng nói. Mau dừng tay, chúng ta từ từ nói chuyện, lúc trước là ta không đúng, mạo phạm mọi người, ta nhận sai, xin lỗi. Phi Nghê nhìn không được cười nói. Khanh khách, khôi lỗi còn rất cơ linh. Lý Vân Tiêu cũng dở khóc dở cười, lại cho Sơn Hà đỉnh dừng lại. Bay trở về trong tay, lúc này mới nói. Mục Tinh tiên sinh có thể sống đến bây giờ đúng là không dễ, quả nhiên có trí tuệ, biết rõ thuận thế mà làm. Mục Tinh nổi giận, hắn hừ một tiếng, cũng không nói gì. Cố Thanh Thanh lạnh lùng nói. Chớ đùa nghịch huy phong trước mặt ta, nếu không phải Lý Vân Tiêu không giết ngươi, bổn cô nương cũng phải giết ngươi. Hơn nữa ta biết rõ chỗ ngươi ẩn thân, có tin ta bây giờ đi chém đầu ngươi hay không? Sắc mặt Mục Tinh đại biến, lúc này mới hơi sợ, nhuệ khí đã biến mất, trung thực hơn nhiều. Lý Vân Tiêu lúc này mới nói. Ta hỏi ngươi, ngươi là người Mục gia. Mục Tinh cau mày nói. Nói gì vậy, bổn tọa họ Mục, tự nhiên là người Mục gia, chẳng lẽ lại là Lý gia Trương gia? Lý Vân Tiêu suy nghĩ, Mục Tinh tất nhiên là đồ cổ, có trời mới biết là nhân vật thời đại nào, phàm là người kéo dài hơi tàn tới bây giờ đều không đơn giản. Ta nói là khôi lỗi thế gia, ẩn cư hải ngoại thông thiên đảo.
Lý Vân Tiêu nói rõ chi tiết. Khôi lỗi thế gia, thông thiên đảo. Ánh mắt Mục Tinh mê hoặc, nói. Bổn tọa vài vạn năm trước ẩn vào vĩnh sinh chi giới, trước đó gia tộc có sản nghiệp chính là khôi lỗi và luyện khí. Cũng không biết có phải là Mục gia hiện tại hay không, Mục gia hiện nay như thế nào. Bộ dáng của hắn rất quan tâm. Lý Vân Tiêu nói. Lần này tiến vào trọng khí tháp có người Mục gia, vậy các hạ nhận ra khôi lỗi chân nhân Mục Trần không? Mục Trần. Mục Tinh giống như nghe thấy quỷ, đột nhiên hét lên một tiếng, gương mặt bắt đầu vặn vẹo, trong hai mắt bắn ra hung quang, khí tức hung bạo lan tràn ra toàn thân. Coi chừng. Khúc Hồng Nhan hơi cả kinh, cầm kiếm thủ hộ trước mặt Lý Vân Tiêu. Đám người Cố Thanh Thanh thần thức khẽ động, tập trung vào Mục Tinh, chỉ cần hắn hơi có động tác, liền lập tức ra tay đánh bại hắn ngay. Sau một lúc, Mục Tinh mới dần dần khắc chế cảm xúc của mình, nhưng gương mặt vẫn âm trầm lợi hại. Nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, nói. Mục Trần hiện tại còn sống không? Đã qua mấy vạn năm rồi, hắn cũng không có tới vĩnh sinh chi giới, làm sao còn sống được? Lý Vân Tiêu sững sờ một chút, thập phần khó hiểu, lập tức cười rộ lên. Nói như vậy, hắn chết. Mục Tinh hơi sững sờ, bộ dáng hết sức kỳ quái, vô cùng ngạc nhiên. Lý Vân Tiêu cảm thấy không được tự nhiên, lúc này mới nói. Có lẽ. Đại khái, đánh giá, nhất định là chết đi. Mục Tinh tức giận nói. Nói gì vậy, chết chính là chết, không chết chính là không chết, rốt cuộc đã chết hay chưa? Lý Vân Tiêu sờ cằm, nói. Người bảo ta trả lời thế nào, ta cũng không phải người Mục gia, làm sao hiểu rõ như thế. Nhưng nhân vật mấy vạn năm trước hơn phân nửa đã chết rồi, trừ phi như các ngươi có thần thông quảng đại phong ấn bản thân. Nhưng đây chỉ là suy đoán cực hạn của ta. Nếu muốn biết cụ thể như thế nào, tìm ra chủ Mục gia đang ở trong trọng khí tháp này, có cơ hội hắn sẽ nói cho ngươi biết. Gia chủ Mục gia. Mục Tinh cả kinh, lập tức đại hỉ nói. Là vị nào, nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Cố Thanh Thanh mắng. Trong trọng khí tháp to lớn như thế, người lại nhiều như vậy, chúng ta tìm hắn ở đâu? Lý Vân Tiêu nói. Trong giới thần bi của ta có vài tên đệ tử Mục gia, có thể hỏi xem. Mi tâm hắn sáng lên, vài tên đệ tử Mục gia ở trong giới thần bi xuất hiện, chỉ là mấy người mê mang, không rõ đang ở nơi nào. Một người trong đó thập phần khách khí ôm quyền nói. Vân Tiêu công tử, đây là nơi nào, tộc trưởng của ta đâu? Lý Vân Tiêu phất phất tay, chỉ vào Mục Tinh nói. Người này là tổ tông các ngươi, hắn có chuyện muốn hỏi các ngươi. Cái gì, tổ tông? Những người kia sững sờ. Người trẻ tuổi cầm đầu không vui, tức giận nói. Vân Tiêu công tử có giao hảo với Mục gia chúng ta, thậm chí có một đoạn giai thoại với Uyển Sơn sư muội, không nên trêu chọc chúng ta. Giai thoại. Ánh mắt Khúc Hồng Nhan sáng lên, lập tức nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi trán, vội vàng nói. Các ngươi nói chuyện phiếm gì đó, người này thật sự là tổ tông các ngươi. Người trẻ tuổi tức giận không kiềm được, mắng. Đủ rồi, chúng ta kính trọng thực lực ngươi siêu quần, Mục gia khách khí với ngươi, ai ngờ ngươi. Ngươi, là ngươi tổ tông. Rốt cục nhịn không được nói tục, vài tên đệ tử Mục gia lập tức lấy ra binh khí đề phòng, sợ Lý Vân Tiêu giận dữ ra tay. Ha ha, Mục Tinh cười ha hả, hết sức cao hứng, nói. Xem ra hậu bối của ta rất có cốt khí, ha ha, nhưng mà tiểu tử này nói đúng, lão phu là tổ tông của các ngươi. Lão tử là tổ tông của ngươi. Đệ tử Mục gia giận dữ lần nữa, trừng mắt nhìn Mục Tinh, đều rút đao ra chuẩn bị chiến đấu. Mục Tinh sững sờ một chút, nụ cười trên mặt cứng lại, trầm giọng khẽ nói. Xem ra không giáo huấn các ngươi một chút, các ngươi không biết trời cao đất rộng, vậy mà dám hô to gọi nhỏ với tổ tông. Thân ảnh hắn lóe lên, lập tức ra tay. Sau đó có vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, vài tên đệ tử Mục gia đều chật khớp nằm trên mặt đất. Kêu rên không thôi. Thực lực thực phế. Mục Tinh bất mãn hết sức, giận dữ mắng mỏ một tiếng, nói. Hiện tại Mục gia đều là một đám phế vật như vậy sao? Lý Vân Tiêu nói. Cũng không phải, Mục gia có không ít đệ tử trẻ tuổi tiến vào đây, nhưng mà Lang Hoàn Thiên truyền tống quá loạn, hẳn không thể hội tụ cùng một chỗ. Sắc mặt Mục Tinh lúc này mới đẹp mắt một chút, nhưng tính tình dường như không để yên, tiếp tục đá vài tên đệ tử này vài cước. Lúc này mới chậm rãi nói thân phận của mình ra.
Vài tên đệ tử Mục gia nghe xong trợn mắt há hốc mồm, lại nhìn qua bộ dáng đám người Lý Vân Tiêu, bọn họ tuyệt đối sẽ không lừa gạt bọn họ, lúc này mới tin tưởng, quính lên quỳ rạp xuống đất, mở miệng gọi lão tổ tông. Mục Tinh khẽ nói, ta lại hỏi các ngươi, Khôi Lỗi chân nhân Mục Trần chết chưa? A, mấy tên đệ tử này sững sốt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đệ tử cầm đầu cung kính nói. Mục Trần chân nhân là Khôi Lỗi sư cường đại nhất Mục gia, là tiền nhân vài vạn năm trước, đã sớm qua đời rồi. Mục Tinh cau mày nói, các ngươi xác định? Đệ tử kia lại sững sờ, kinh ngạc nói. Tự nhiên là xác định, nhân vật mấy vạn năm trước làm sao mà còn sống được. Đáp án này làm Mục Tinh bất mãn, đáp án không khác gì Lý Vân Tiêu, nổi giận nói. Lão tổ ta cũng sống mấy vạn năm, ta làm sao sống đây? Mục Trần thần thông không dưới ta, vì sao có thể chết chứ? Cái này, vài tên đệ tử này sửng sốt, đầu óc chóng mặt, trả lời không được. Bọn họ nào biết Mục Trần chết thật hay chưa, chỉ căn cứ theo suy đoán mà thôi. Lý Vân Tiêu nói, các hạ an tâm một chút chớ vội, gia chủ Mục gia đang ở trong trọng khí tháp, tất nhiên sẽ có manh mối. Mục Tinh mới thở dài nói, hy vọng đi, nhưng mà khó nói. Ví dụ như lão phu còn sống, hiện tại gia chủ cũng không biết. Lý Vân Tiêu cổ quái nói, các hạ quan tâm tới sinh tử Mục Trần như vậy, hẳn là các ngươi có một chân. Phốc, Mục Tinh tuy là Khôi Lỗi, nhưng mà phun một ngụm lão huyết, giận dữ hét. Con mẹ nó, ngươi mới có một chân với hắn. Hắn là thân ca ca của lão phu, cũng là đại địch sinh tử của ta. A, mấy tên đệ tử Mục gia triệt để ngây ngốc, người trước mắt chính là thân đệ đệ của Khôi Lỗi sư cường đại nhất Mục gia Mục Trần giấu lớn. Lý Vân Tiêu cũng ngây ngốc, dò xét Mục Tinh vài lần, nhưng hắn cũng chỉ là Khôi Lỗi, cũng không nhìn ra manh mối gì. Mục Trần là ca ca ngươi. Mục Tinh hừ lạnh nói. Như thế nào, có vấn đề sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không có vấn đề, kể từ đó, vậy rất tốt. Rất tốt. Mục Tinh không kịp phản ứng, lại thấy Lý Vân Tiêu gọi giới thần bi ra, quát. Đi theo ta. Lý Vân Tiêu bắt lấy Mục Tinh, bay vào trong giới thần bi. Mục Tinh vốn muốn phản kháng, nhưng nơi này cường giả quá nhiều, phản kháng cũng là muốn chết, tiếp theo hắn cũng muốn biết về giới thần bi, lúc này bay vào trong. Mục Tinh dò xét hai bên thế nào, chỉ thấy bên trong mênh mông, cái gì cũng nhìn không thấy, lập tức bất mãn, nói. Nghe nói trong giới thần bi tự thành thế giới, hơn nữa liên quan đến giới lực thiên võ giới, vì sao không thấy cái gì thế này? Lý Vân Tiêu cau mày nói. Liên quan đến giới lực thiên võ giới, tại sao lại nói như thế? Mục Tinh sững sờ một chút, nói. Ngươi không biết. Lập tức thần sắc của hắn mỉa mai, nói. Cũng khó trách, ngươi chỉ đạt được giới thần bi mà thôi, cũng không phải là chủ nhân chính thức của giới thần bi. Nhìn qua sắc mặt Lý Vân Tiêu bất thiện, Mục Tinh trong nội tâm đột thoáng một phát, không hiểu có chút sợ, vội vàng nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao, giới thần bi là thiên thánh khí. Từ khi thiên võ giới sinh ra đã tồn tại, là thánh khí vô thượng, nó có ngàn vạn liên hệ với thế giới này. Những chuyện này Lý Vân Tiêu sớm đã biết được, thấy không có gì mới, cũng chẳng muốn hỏi, nói. Ngươi cũng biết tam đại khôi lỗi thuật của Mục gia hay không? Mục Tinh cười nhạo nói. Khôi lỗi thần thông của Mục gia mênh mông như ngôi sao trong ngân hà, nhiều vô số kể, đâu chỉ ba dạng. Lý Vân Tiêu sững sờ một chút. Xem ra Mục gia tự đại cuồng vọng thành tính là xưa nay đã có, hắn chẳng muốn đáp lại, tiếp tục nói. Vậy Tát Đậu Thành Binh thì sao? Tát Đậu Thành Binh? Mục Tinh nhíu mày, nói. Tu luyện thần thông này cần tốn sức, cần thiên phú và cơ duyên nhất định, cũng không phải là mỗi người có thể thành. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, lộ ra thần sắc tán thưởng, xem ra Mục Tinh quả nhiên có chút bổn sự. Cả Mục gia chỉ có Mục Nhất Trận học được thần thông này. Thi triển ra uy phong vô cùng. Hắn tiếp tục nói. Thứ hai là được thập nhị đô thiên thần sát trận, người có nghe nói qua không? Sắc mặt Mục Tinh đại biến, ánh mắt có lệ quang bắn ra ngoài, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, nói. Người có thể thấy được thập nhị đô thiên thần sát trận. Lý Vân Tiêu nói. Người đừng có chừng mắt nhìn ta như thế, đừng quên ta là giao thớt, ngươi là thịt cá. Các hạ dường như không rõ tình huống. Nếu còn mạo phạm ta như vậy, Sơn Hà Đỉnh cùng Tân Quý Ly Diễm Quang sẽ hầu hạ ngươi đấy. Mục Tinh thiếu chút nữa tức giận ngất đi,
nhưng cũng không dám quá mức làm càn, phải thành thành thật thật nói ra. Tự nhiên biết rõ, bởi vì người luyện chế khôi lỗi thập nhị đô thiên thần sát trận chính là tại hạ. Cái gì? Lần này tới phiên Lý Vân Tiêu triệt để ngây người, kinh ngạc nhìn qua hắn, lúc này mới khôi phục tinh thần lại, nói. Ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Mục Tinh khẽ nói. Chuyện này có gì cần lừa gạt, ngươi chứng kiến 12 khôi lỗi là thiên can địa chi, hóa thành lục đinh lục giáp. Lý Vân Tiêu lúc này mới thật sự tin, lập tức trong nội tâm cuồng hỉ, thái độ cũng cung kính, ôm quyền nói. Trước kia là tại hạ mạo phạm, Mục Tinh đại nhân khôi lỗi thuật trên đời vô song, thật sự là trấn diệu cổ kim. Hắc hắc, Mục Tinh thấy có người khen hắn, nhịn không được nhếch miệng cười rộ lên, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ tới cái gì, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu thấy bộ dáng của hắn, có chút kỳ quái nói. Đại nhân nghĩ tới cái gì? Mục Tinh phất phất tay, bực bội nói. Không có việc gì, ngươi nói tiếp, không phải nói có 3 dạng thần thông sao, còn có 1 dạng là cái gì? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Dạng cuối cùng thì ta không biết, nghe nói chỉ có lịch đại gia chủ Mục gia mới có thể biết được. Như vậy à, thần bí như thế, xem ra trình độ lợi hại hơn trên tát đậu thành binh cùng thập nhị đô thiên thần sát trận. Thế nhưng mà không đúng. Mục Tinh lâm vào trầm tư, nói. Năm đó ta luyện chế thập nhị đô thiên thần sát trận còn chưa hoàn thành, nhưng uy lực đã là kinh thiên động địa, thứ có thể vượt qua nó thật khó tưởng tượng, đây chính là một trong 3 đại hung trận thời kỳ thượng cổ, dung nhập trận pháp, có thể để hung trận tái hiện nhân gian, quả nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cái gì, còn không có luyện chế hoàn thành? Lý Vân Tiêu chóng mặt, phiền muộn nói. Đại nhân vì sao không chịu trách nhiệm như thế, đem bán thành phẩm truyền thừa xuống? Không phải định tai họa hậu nhân sao? Mục Tinh chừng hắn liếc, nói. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Nếu có thể hoàn toàn dung nhập tâm luyện khôi lỗi vào thập nhị đô thiên thần sát trận, thành tựu của ta còn trên mục trần, cũng không bị hắn áp chế cả đời. Thật sự là rất khó khăn à. Ta còn muốn hái sao trên trời xuống, nhưng phải có khả năng này mới được. Lý Vân Tiêu nghe hắn nói thì im lặng, bất đắc dĩ nói. Được rồi, không hoàn chỉnh thì không hoàn chỉnh. Dù khống chế trận pháp không trọn vẹn cũng tốt. Lục đinh lục giáp đang ở trong tay ta, trong đó còn có rất nhiều mấu chốt ta không rõ, mong đại nhân chỉ giáo. Lục đinh lục giáp ở trong tay ngươi sao? Mục Tinh kinh hãi, sau đó ngây dại, thì thào lẩm bẩm. Chuyện trùng hợp như vậy, chẳng lẽ trên đời thực sự vận mệnh? Lý Vân Tiêu tâm niệm khẽ động, lục đinh lục giáp bay ra, bao quanh Mục Tinh, hóa thành bộ dáng lớn nhỏ như người thường, bộ dáng tuấn mỹ. Quả nhiên, Mục Tinh cảm khái vạn phần, ánh mắt yêu thương đi qua những khôi lỗi kia, nhịn không được vươn tay ôm một cái trong đó vuốt ve. Lý Vân Tiêu ho khan 2 tiếng, nói. Đại nhân không cần đau buồn, khó mà gặp được chủ nhân khôi lỗi, ta xem như tam sinh hữu hạnh, mong vui lòng chỉ giáo. Mục Tinh cảm khái một hồi, mới nói. Có cái gì không rõ cứ hỏi đi, bổn tọa xem như có duyên với ngươi, lục đinh lục giáp đã bị ngươi đoạt được. Tất cả bí mật trong đó cũng dốc túi truyền thụ, tiếc nuối duy nhất chính là trận pháp không hoàn chỉnh, ai cũng không biết cuộc đời này có cơ hội bổ sung hoàn toàn hay không, đáng tiếc mặc dù là qua vài vạn năm, chân thân của ta vẫn ở trong vĩnh sinh chi giới nội, không có nửa điểm tinh tiến. Đại nhân quá khiêm tốn, đại nhân đừng lo, ta sắp ra chiêu. Lý Vân Tiêu lập tức đánh ấn quyết, lập tức phân hóa 12 đạo, rơi vào người những khôi lỗi này, trong đó 4 con hóa thành hình thái cực lớn. Hoàn toàn triển lộ ra, khí thế ngập trời. Không chỉ khí tức biến hóa, ngay cả gương mặt ôn nhuận như ngọc cũng biến thành dữ tợn. Mục Tinh dường như phát hiện cái gì, đột nhiên quát. Chậm đã. Hắn kinh dị bất định nhìn qua 4 khôi lỗi to lớn, trong mắt sinh ra thần sắc cảm khái, giống như thấy chuyện gì đó khó tưởng tượng nổi. Lý Vân Tiêu thu ấn quyết, cau mày nói. Như thế nào? Mục Tinh văn về dụi mắt. Nhìn qua khôi lỗi xa xa mới vững tin, nói. Lục đinh lục giáp bị người ta động đậy tay chân, tại cải biến trên cơ sở của ta. À, có chuyện như vậy. Lý Vân Tiêu sững sờ, cũng cảm thấy kỳ quái, lập tức cho khôi lỗi thu nhỏ lại. Mục Tinh ôm một khôi lỗi quan sát, trên mặt kinh ngạc cùng vẻ mặt ngưng trọng càng ngày càng sâu, cuối cùng một gần như ngây ngốc. Lý Vân Tiêu nhìn qua bộ dáng thất hồn lạc phách của hắn, khó hiểu nói. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì?
Mục Tinh không có trả lời, hắn trực tiếp đi vòng quanh Lục Đinh Lục Giáp, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói. Tâm luyện chi thuật của Lục Giáp Lục Đinh được người ta tu bổ nguyên vẹn rồi. Giọng nói cực độ thất lạc, tràn ngập bất đắc dĩ, thậm chí có cảm giác tuyệt vọng. Tuy Mục Tinh thân khôi lỗi, nhưng cũng nhìn ra được cảm xúc chán nản của hắn. Lý Vân Tiêu thì ngược lại, đại hỉ nói. Ha ha, bị người tế luyện nguyên vẹn không phải càng tốt sao? Mục Tinh ngẩng đầu liếc hắn một cái, hữu khí vô lực nói ra. Thủ pháp này, người tu bổ là Mục Trần. Ách, bản thân Lý Vân Tiêu cũng là thuật luyện sư, rất dễ dàng cảm nhận được cảm giác mất mát của hắn, vỗ vỗ vai hắn, an ủi. Đã mấy vạn năm, có cảm xúc gì nữa chứ? Người sống lâu hơn hắn, chính là người thắng. Ít nhất người có cơ hội tiến thêm một bước, còn hắn thì không. Mục Tinh sững sờ một chút, cảm thấy đúng là óc chuyện này, cảm xúc tốt hơn không ít. Lý Vân Tiêu nhìn qua 12 khôi lỗi truyền ra khí tức cổ xưa, uy phong lẫm lẫm, giống nhau như đúc, cũng sinh lòng cảm khái. Mục Tinh điều chỉnh tốt cảm xúc, nói. Thập nhị đô thiên thần sát trận trụ cột là ta luyện chế, hiện tại ta mang tâm luyện chi pháp truyền cho ngươi, ngươi có thể biết toàn bộ bí mật của trận này. Lý Vân Tiêu cả kinh, đột nhiên có cảm giác thụ sủng nhược khinh, nhưng Mục Tinh đã duỗi một tay ra. Hắn hơi cảm thấy do dự, cũng đưa bàn tay lên, lập tức cảm nhận được hồn lực chậm rãi dán vào tay của hắn, tin tức chậm rãi truyền đến, vốn chỉ là một tia nước nhỏ, sau đó giống như dòng sông phun trào ra, đến cuối cùng càng như nước biển rót vào trong, tâm luyện chi thuật khổng lồ và trận pháp biến hóa, hóa thành trí nhớ phù văn đầy trời rót vào trong đầu của hắn. Qua mấy canh giờ, bàn tay hai người tách ra. Mục Tinh cũng cực kỳ mệt mỏi, nói. Nội dung quá nhiều, chính ngươi chậm rãi tiêu hóa đi. Thần sắc Lý Vân Tiêu nghiêm túc, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức phân ra một đạo hồn thể ngồi xếp bằng, chậm rãi tiêu hóa những tin tức này. Bản thể Mục Tinh hóa thành bạch quang lóe lên, ra khỏi giới thần bi. Sắc mặt hai người mệt mỏi, Lý Vân Tiêu là phân ra hồn thể, Mục Tinh là bị đả kích. Tăng thêm tiêu hao quá nhiều hồn lực cho nên chán nản tới cực điểm. Khúc Hồng Nhan thấy bộ dáng của hắn, cho rằng không có thu hoạch gì, an ủi. Không vội ở nhất thời, về sau chậm rãi hiểu thấu đáo. Lý Vân Tiêu nắm tay nàng, mỉm cười nói. Thiên nhân sát trận là do Mục Tinh tiên sinh luyện chế ra đấy. À, những người còn lại cũng không rõ có ý tứ gì, nhưng Khúc Hồng Nhan ăn cả kinh, ánh mắt nhìn về phía Mục Tinh càng trở nên sùng kính hơn trước. Cố Thanh Thanh cười nói. Ha ha, Mục Tinh lão nhân này chính là người luyện chế trọng khí tháp, mặc dù không phải lực lượng một mình hắn, nhưng hắn là người luyện chế chủ thể, bản lĩnh thật sự vẫn phải có. Mục Tinh thở dài, hơi phấn chấn tinh thần, nói. Ta mang bọn ngươi đi mở ra cấm chế, số trời có biến, nói thật ta cũng rất chờ đợi, dù sao sống ở nơi này quá lâu, chẳng khác gì gỗ mục vùi trong cát đá, không phải đang sống, mà là đang chịu tội. Hắn dẫn đường phía trước, đi ra khỏi đại điện. Vào lúc này, trong Lang Hoàn Thiên, nơi xa xôi cách trọng khí tháp trăm vạn dặm. Một tòa lầu các sáng ngời đang nằm trên hư không, bên trong lộ ra khí tức người có tri thức, mang cho người ta cảm giác an tĩnh tâm thần. Trên tòa lầu các này có một biển hiệu, trên biển hiệu có hai chữ, Ngọc Các. Ngọc Các này tỏa sáng màu xanh chiếu rọi phạm vi 10 dặm, thỉnh thoảng có hào quang bắn ra bên ngoài, trực tiếp rơi vào thềm của tòa lầu. Sau đó lại bay vào bên trong. Bên trong là một chính điện, bốn phía đều có ngọc giản chìm nổi, thời điểm tới gần nơi này sẽ có kết giới nhộn nhạo ngăn cản người ta lấy chúng. Những võ giả mới vào đều thử lấy ngọc giản, nhưng không ai không thất bại chấm dứt, chỉ có thể bước vào trong truyền tống trận, biến mất khỏi đại điện. Tục truyền truyền tống trận này hướng tới 108 không gian thư lâu, căn cứ cơ duyên của mỗi người mà đạt được một ít truyền thừa. Bên ngoài ngọc thư các, trong vòng mấy trăm trượng, đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, khí tức cường đại bao phủ Ngọc Thư Các. Cuối cùng đã đến nơi. Một nam tử trong đó nhìn qua Ngọc Thư Các, cũng không có bao nhiêu biểu lộ, lại tuấn lãng bất phàm, đúng là Vi Thanh. Vi Vô Nhai cũng đứng trong đám người, ánh mắt tỏa ra tinh quang nhìn chằm chằm vào Ngọc Thư Các, dường như cơ hồ tất cả trầm tư. Những người còn lại lộ ra thần sắc vui mừng, có chút người lần đầu tiên tới Lang Hoàn Thiên. Bọn họ vô cùng tò mò với nơi này. Chúng ta không vào xem sao? Một gã nam tử trẻ tuổi nhìn không được lòng hiếu kỳ, dùng thần thức dò xét nơi xa xa, lại bị lực lượng ngăn cản không nhìn được cái gì khác.
Ha ha, xem, nhìn bộ dáng nghèo kiết xác của ngươi kìa, có hai vị đại nhân ở đây, Ngọc Thư Các lập tức sẽ là vật trong tay chúng ta, đến lúc đó muốn xem thế nào còn không phải do chúng ta hay sao? Thật không rõ trí thông minh của ngươi như vậy làm sao làm được chức thành chủ. Nam tử trẻ tuổi bị một người bên cạnh mỉa mai, người nọ hai tay ôm kiếm trong ngực, trên mặt bôi một tầng phấn lót trắng nõn, mang theo yêu khí, quái thanh quái khí nói ra. Vi Vô Nhai nhàn nhạt nói ra. Lý Dật nói rất đúng, Thanh Vân đừng vội, Ngọc Thư Các bao hàm toàn diện, bên trong có các loại kinh thư bí kíp, việc cấp bách chính là thu phục nó. Nam tử trẻ tuổi chính là thành chủ thành Hồng Nguyệt La Thanh Vân, nghe xong từ chối cho ý kiến, chỉ nói. Ngọc Thư Các tương truyền sừng sững vạn năm, chưa từng nghe qua có người nào lấy nó đi, vài vạn năm qua có vô số cường giả tới nơi này, đều không dưới đại nhân, vì sao đại nhân có tự tin như vậy? Lý Dật lúc này vượt lên trước quát mắng. La Thanh Vân, người thật sự là làm càn, hai vị đại nhân đã có tin tưởng như thế, tự nhiên là nắm chắc thật lớn. Sao tới phiên ngươi suy nghĩ lung tung? La Thanh Vân khinh miệt nhìn qua hắn, không chút che giấu thần thái châm chọc, nói. Nghi vấn chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Nếu không có nắm chắc thật lớn, theo ta thấy chúng ta nên đi vào tìm cơ duyên trước, sau đó lại nghĩ biện pháp thu phục Lầu Các nơi, để tránh công dã tràn, giỏ chút múc nước. Lý Dật cười lạnh nói. Vài vạn năm qua có mấy người anh minh thần võ như đại nhân chứ, ngươi thật sự nghĩ nhiều. La Thanh Vân bị châm chọc thì tức giận, chỉ vào Lý Dật quát. Thè lưỡi liếm cứt, cút. Ngươi! Lý Dật giận dữ, cảm xúc bạo phát, rút kiếm trong tay muốn chém tới. Vi Vô Nhai nhíu mày quát một tiếng, nói. Đều dừng tay. Lập tức uy áp tràn ra chấn nhiếp Lý Dật, làm cho hắn không cách nào nhúc nhích. Lý Dật giãy giụa vài cái, tức giận nói. Đại nhân, người này lòng mang nhị tâm, đáng chu. Vi Thanh xoay người lại, lạnh lùng nhìn qua hai người, nói. Cả ngày tranh giành lăn tăn cái gì, một thành Hồng Nguyệt đang tốt giao cho các ngươi, càng ngày càng không thành bộ dáng. Lý Dật khẽ nói. Nếu không có chỗ kéo chân sau của ta, thành Hồng Nguyệt đã sớm phát triển bừng bừng, sẽ khôi phục bộ dáng năm đó. Vi Thanh nói. Chờ chuyến đi Lang Hoàn Thiên chấm dứt, ta có thể cân nhắc mang thành Hồng Nguyệt giao cho một mình ngươi quản lý, nhưng nếu ngươi làm không được hiệu quả ta muốn, ta cũng không tha cho ngươi. Lý Dật nghe xong, vừa mừng vừa sợ, vội nói. Đa tạ đại nhân, với tài năng của ta, khống chế thành Hồng Nguyệt là dư xài. La Thanh Vân khẽ chau mày, nhưng hắn cũng không biểu lộ quá nhiều. Phía sau có hai tên nam tử, bộ dáng kinh hãi, cúi đầu trao đổi với nhau. Vi Thanh nhìn qua La Thanh Vân, nói. Ta biết rõ ý chí của ngươi không phải như vậy. Ngọc Thư Các đúng là thần bí khó lường, nhưng trong ghi chép của Thánh Vực, năm đó tàng kinh các của các đại phái bị cưỡng ép rời vào Lang Hoàn Thiên, trong đó giảng giải thập phần kỹ càng, ta có 6 phần nắm chắc chiếm được nơi đây. 6 thành. La Thanh Vân trầm ngâm một chút, cũng không lên tiếng. 6 thành nắm chắc đã cực cao, hơn nữa là 1 vốn 4 lời, mặc dù không thu được cũng chẳng mất cái gì. Vi Vô Nhai nói. Nhưng mà theo ta quan sát, Lang Hoàn Thiên này có thể là nơi đóng quân của một môn phái, trong đó bố trí phi thường không đơn giản. Nhưng bất kể như thế nào, đã qua nhiều năm như vậy, vật ấy đã thành vô chủ, tất nhiên người có đức sẽ được. Hắn giơ một tay lên, mấy đạo quang mang bắn ra, bay cách Ngọc Thư Các ngàn trượng sau đó hóa thành cây cờ lớn. Cờ xí đón gió biến lớn, chúng bay phất phơ. Rất nhanh, mỗi mặt cờ xí có đồ án khác nhau, nhưng đều là chim thú rất sống động, đón gió mạnh quay cuồng. Giống như có thật thể phụ thể vào chúng. Vi Vô Nhai nói. Đây cũng là thập hung kỳ căn cứ vào ghi chép luyện chế ra, dùng trận này áp chế Ngọc Thư Các, đây là biện pháp các vị tiền bối nghiên cứu ra, một khi thi triển ra sẽ không có vấn đề. Nhưng vì mục đích an toàn, căn cứ an bài lúc trước, mỗi người các người phụ trách một mặt cờ xí, phòng khi có biến. Vâng. Người sau lưng lúc này tản ra, chạy tới bên cạnh cờ xí, cầm lấy một cây. Trong chàng chỉ còn lại Vi Vô Nhai phụ tử, La Thanh Vân, Lý Dật, còn có Nam Phong Tuyền. Nam Phong Tuyền vẫn không nói gì, lẳng lặng đứng ở bên cạnh, mặc một bộ máu màu xanh da trời, không nói cái gì. La Thanh Vân nói, không cần chờ người bên trong đi ra hay sao? Vi Thanh hừ lạnh nói, có nhiều thời gian như thế sao? Thời điểm trấn áp Ngọc Thư Các, bọn họ cảm thấy không khỏe sẽ đi ra thôi.
La Thanh Vân lập tức không nói, cũng lẳng lặng nhìn qua. Lý Dật nhìn quanh một hồi, nói. Thần khống võ đế vì sao còn chưa tới, chẳng lẽ hắn lạc đường? Lang Hoàn Thiên này rất lớn, không bằng. Chúng ta động thủ trước. Phi Thanh nhàn nhạt nói ra. Đợi hắn đến, nắm chắc càng lớn. Táng Vân Thú có thể cảm giác khí thức của chúng ta, không có khả năng lạc đường, có lẽ trên đường đi gặp chuyện gì đó cũng không chừng. Đột nhiên từ xa có hai đạo quang mang bay tới, đó là hai võ giảm khí thức rất mạnh. Nhìn thấy trận thế trước mặt thì ngạc nhiên, lại nhìn qua Ngọc Thư Các. Một nam tử cao gầy nói. Xin hỏi chư vị, làm cái gì vậy? Thực lực hai nam tử này rất mạnh, nhưng ánh mắt nhìn qua đám người Vi Vô Nhai thì hít khí lạnh, nội tâm khiếp sợ không thôi. Đột nhiên thân thể nam tử run lên, hoảng sợ nói. Ngươi, ngài là Vi Thanh Đại Nhân. Tên nam tử còn lại cũng kịp phản ứng, chỉ cảm thấy người trước mặt phi thường nhìn quen mắt, trong thời gian ngắn không nhớ được, được người kia nhắc nhở thì đầu óc thanh tỉnh, người trước mặt chính là Thánh Vực Chấp Chính Tư Vi Thanh. Bái kiến Vi Thanh Đại Nhân. Hai người cùng cung kính bái kiến. Thì ra là Hạng Gia Hạng Lương và Mễ Thành, đã lâu không gặp, thật sự hoài niệm. Vi Thanh một câu nói toạc thân phận hai người, nhưng mà thần sắc của hắn lạnh nhạt không giống hoài niệm gì đó. Hai người cũng biết là lời khách sáo, vội vàng nói. Chúng ta cũng thế, Phi Thanh Đại Nhân phong thái như trước. Tinh quang trong mắt Phi Thanh chớp động, giống như nhớ lại nói. Sau trận chiến thiên địa phong vân bảng năm đó, nhị vị liền mai danh ẩn tích, nghĩ chắc là bế quan khổ tu. Hôm nay tái hiện đại lục, thực lực quả nhiên phi phàm. Hai người vội vàng khiêm tốn, nói. Đại nhân nói đùa, chê cười chúng ta rồi. Vi Thanh mỉm cười, nói. Ta thấy hai người các ngươi cách bình chướng siêu phàm nhập thánh một đoạn, lần này đi Lang Hoàn Thiên trở về vô cùng có khả năng đột phá đấy. Đại nhân quá khen. Trong lòng hai người vui mừng, kẹt ở võ đạo đỉnh phong chính là khúc mắc lớn nhất nội tâm hai người, cũng là mục đích chuyến đi Lang Hoàn Thiên lần này. Người cao là Hạng Lương, thăm dò hỏi. Đại nhân, phía trước có lẽ chính là Ngọc Thư Các, không biết đại nhân muốn như thế nào. Vi Thanh nói, các ngươi muốn đi Ngọc Thư Các. Hạng Lương vội nói, đã tới đây, tự nhiên phải đi xem. Vi Thanh ai nha một tiếng, lắc đầu nói. Vậy thì thật là không khéo, bổn tọa ý định bỏ Ngọc Thư vào trong túi, đang bày trận, hai vị tới chậm, kính xin đi nơi khác chơi đùa đi. À, bỏ vào trong túi. Hai người đều chấn động, nhìn nhau. Ngọc Thư Các trong Lang Hoàn Thiên thanh danh hiển hách, kinh thư bao hàm toàn diện. Là nơi hấp dẫn vô số cường giả tiến vào Lang Hoàn Thiên, Vi Thanh lại muốn lấy đi. Sắc mặt hai người trở nên cổ quái, đều thầm nghĩ Ngọc Thư Các có thể thu sao? Nếu có thể vì sao vài vạn năm qua không ai thành công qua? Mễ Thành nói, cái này không dễ thu lắm nha. Vi Thanh nói, phần thắng một nửa a, nếu thất bại, các ngươi đi vào cũng không muộn. Một nửa, hai người lại chấn động. Một nửa phần thắng đã phi thường cao. Hào khí lập tức trở nên xấu hổ, hai người đi không phải, ở cũng không phải. Bọn họ đã tới đây, há cam tâm quay đầu trở về như vậy, nhưng nếu tiến vào. Thân phận địa vị đối phương không nói, chỉ nói thực lực cũng không phải mình có thể chống lại, hơn nữa những người bên cạnh cũng không phải dễ chọc. Vi Thanh sớm nhìn thấu tâm tư của bọn họ, mỉm cười nói. Hai vị không cần khó xử. Ta thu Ngọc Thư Các cũng vì tạo phúc cho thiên hạ. Hạng Lương giật mình nói. Hẳn là, đại nhân thu xong, nguyện ý cởi mở cho người trong thiên hạ. Vi Thanh cười nói. Thần thông bí kíp trong Ngọc Thư Các đều là võ học thượng phẩm, ai cũng có tư cách học sao. Hai vị có nghe được thiên địa phong vân bảng trọng khải chưa? Sắc mặt hai người biến hóa, hơi có do dự, Mễ Thành suy ngẫm nói. Có nghe thấy, nhưng không phân biệt thiệt giả. Vi Thanh đại nhân nói như vậy, là thật sao? Vi Thanh gật đầu nói. Tự nhiên là thật, đến lúc đó người có tên trên bảng sẽ có tư cách đi vào Ngọc Thư Các. Người trên bảng. Sắc mặt hai người khó coi, không nói đến tiến vào Ngọc Thư Các và đi tham gia thiên địa phong vân bảng phải chăng có lợi hay không, cho dù tham gia, muốn tiến vào top 10 quá khó khăn. Phong vân bảng võ quyết lần trước, hai người bọn họ cũng có tham gia, hơn nữa thứ tự cực cao. Nhưng cường giả năm đó tham gia không nhiều, đầu tiên là không có gì tốt, chỉ có một phong hào danh tiếng, rất khó hấp dẫn cường giả.
tiếp theo thủ lĩnh các phái tự trọng mặt mũi nên không tham gia. Nếu lần này dùng Ngọc Thư Các làm dẫn, lại có ban thưởng phụ, sợ là cạnh tranh sẽ vô cùng kịch liệt, danh hào top 10 càng đừng nghĩ tới, Vi Thanh xem thấu hai vị tâm tư, mỉm cười, nói. Nếu ta nhớ không lầm, nhị vị lần trước bài danh là 17 và 18 nha, với tu vị hiện tại của các vị, tiến vào top 10 vô cùng có khả năng. Mà lần này tư cách vào Ngọc Thư Các là trước 100, về phần siêu cấp cường giả top 10 sẽ có phần thưởng khác. Bài danh top 100. Hạng Lương giật mình nói. Bài danh rộng thế, sợ là võ giả tốt xấu lẫn lộn, dù sao có Ngọc Thư Các làm mồi nhử, ai cũng muốn tới thử thời vận. Vi Thanh nói. Vận khí vốn cũng là một phần thực lực. Hai người đều im lặng không nói, nhưng ý niệm trong đầu xoay chuyển thật nhanh, biết rõ thánh vực tuyệt đối không có khả năng phóng khoáng công khai Ngọc Thư Các, hơn nữa còn tổ chức võ quyết lớn như vậy, chắc chắn là có mưu đồ. Nhưng mà Ngọc Thư Các lực hấp dẫn xác thực quá lớn, bài danh top 100 là có thể tiến vào. Nhưng vào lúc này kỳ vọng vào Vi Thanh thu thất bại, như vậy cũng không cần đi tham gia phong vân bảng làm gì. Sau một lúc, mấy đạo thân ảnh bay tới, muốn đi vào Ngọc Thư Các thì bị hào quang thập hung kỳ ngăn cản, hoàn toàn không vào được. Xảy ra chuyện gì? Những người kia kinh hô, sau đó trợn mắt nhìn, quát. Các ngươi đang giở trò quỷ gì, vì sao phong bế Ngọc Thư Các? Không đợi Vi Thanh trả lời, Lý Dật liền quát to. Nơi này đã biến thành cấm địa, tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mẹ kiếp ngươi, nói đùa gì thế? Ngọc Thư Các lúc nào hóa thành cấm địa của các ngươi, biến đi. Những tiếng la mắng truyền tới, nhưng những người kia cũng nhìn ra đám người Vi Thanh bất phàm, chỉ đứng ở xa chửi bậy chứ không muốn tới gần. Lý Dật giận dữ, cầm kiếm muốn giết người. Thần sắc Vi Thanh khẽ động, thò tay ngăn hắn lại, nói. Không cần ngươi động thủ, hắn đến. Đột nhiên một tiếng mảnh thú giống vang vọng bầu trời, lập tức truyền ra tiếng cười khặc khặc quái dị. Liền trông thấy một hào quang khủng bố bay tới trước người, chém bầu trời thành vài khúc. A! À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, những người kia phần lớn bị chém thành vài đoạn, máu tươi và tay chân cụt bay loạn các nơi. Người may mắn sống sót hóa thành độn quang bỏ chạy, ngay cả xảy ra chuyện gì đều còn không biết, chỉ biết được có cao thủ tới, giết bọn họ như giết kiến. Những người này cũng không ngốc, phát hiện hình thức không đúng liền lập tức chạy trốn, nhưng uy năng khủng bố lăng không hiện ra. Cả không gian bị áp xúc kịch liệt, sau đó hào quang như vòi rồng quét qua, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, không còn kẻ nào sống sót. Cả thiên địa yên tĩnh như chết, những võ giả lúc trước không còn, chỉ còn nam tử áo tím đứng trên cao, bên người có con mãnh thú dữ tợn, yêu khí bốc lên cuồn cuộn ngưng tụ thành hỏa diễm. Hạng Lương và Mễ Thành toàn thân run lên, hoảng sợ nhìn qua Diêu Kim Lương, nghẹn ngào kêu lên. Thần khống võ đế! Hai người đồng thời nắm chắc nắm đấm, vô cùng cảnh giác. Lần đầu giết nhiều người như vậy, quá huyết tinh. Vi Thanh có chút bất mãn, hắn nhíu mày lại, dù sao thánh vực đứng đầu thiên hạ, nên thủ chính không tà, mặc dù muốn giết cũng phải có lý do, không thể giết loạn. Ha ha, những người này lại nhải làm cho ta nghe bực bội. Thứ nhất là không có tâm tình tốt, không thể giết người sao. Siêu Kim Lương cười hắc hắc, lúc này dẫn Táng Vân Thú đi tới. Hạng Lương cùng Mễ Thành sợ tới mức vội vàng thối lui, sợ ác ma này đột nhiên ra tay giết người. Khặc khặc, Hạng Lương, Mễ Thành, không thể tưởng được hai người các ngươi cũng ở đây, là làm cho Vi Thanh mời ra núi sao. Siêu Kim Lương nhìn qua hai người, thè lưỡi ra liếm môi dưới, cười hắc hắc nói. Sắc mặt Mễ Thành trắng bệch, vội vàng ôm quyền nói. Bái kiến thần khống đại nhân, hai người chúng ta dọc đường tới đây, muốn đi Ngọc Thư Các mà thôi. Nếu nơi này đã thành cấm địa, hai người chúng ta sẽ đi nơi khác thử thời vận, không quấy rầy chư vị đại nhân làm chính sự, như vậy cáo từ. Vi Thanh cũng không ngăn cản, khua tay nói. Như vậy tùy nhị vị, nhưng mà ta trịnh trọng mời hai vị, hy vọng phong vân bảng lần này có thể nhìn thấy thân ảnh hai vị. Nội tâm hai người chấn động, nhưng nhìn qua đôi mắt lạnh nhạt của Vi Thanh thì nội tâm phát lạnh, vội vàng nói. Nhất định, nhất định. Nói xong. Nếu không dám dừng lại, hóa thành hào quang bay đi. Siêu Kim Lương nhìn qua hai người biến mất ở chân trời, lúc này mới lên tiếng. Hai người này thực lực xem như không tệ, những năm gần đây chắc có tiến bộ không nhỏ. Vi Thanh nói, nếu không phải ta cố tình mời chào bọn họ, cũng sẽ không nói nhảm nhiều như thế.
làm sao ngươi tới trễ như vậy? Lần này Lang Hoàn Thiên mở ra không đơn giản, thu Ngọc Thư Các xong chúng ta còn làm chính sự. Diêu Kim Lương cười hắc hắc, nói. Đúng là chậm trễ. Lần này hắn mới xoay người, ôm quyền chào Vi Vô Nhai. Bái kiến Vô Nhai đại nhân. Vi Vô Nhai vung tay lên xem như chào hỏi, nói. Tất cả do Vi Thanh chỉ huy, ta chỉ đi theo. Diêu Kim Lương thu hồi ánh mắt, nhìn qua người La Thanh Vân một vòng, đồng tử hơi co lại, lãnh ý hiện ra, khẽ nói. Tiểu tử này là ai, bộ dáng ngạo mạn nha, ai nhìn cũng không thoải mái. Lý Dật đứng cạnh La Thanh Vân, ánh mắt Diêu Kim Lương nhìn qua thì thần thái nịnh nọt, cúi đầu cười làm lành. Mà La Thanh Vân áo dài bồng bềnh, đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt, làm cho Diêu Kim Lương có chút không vui. Hắc hắc, hắn chỉ có bộ dáng ngạo mạn này mà thôi, cho tới bây giờ không coi ai ra gì, không đặt ai vào trong mắt. Lý Dật thấy Diêu Kim Lương không có hảo ý, lập tức mừng rỡ trong lòng, vội vàng châm ngòi thổi gió. A, à, không đặt bất cứ kẻ nào vào trong mắt, khặc khặc, thật sự là quá xấu tính mà. Sắc mặt Diêu Kim Lương lạnh lẽo, một bước đi về phía La Thanh Vân, sát khí cuồng bạo bộc phát. La Thanh Vân lùi ra phía sau hai bước, một tay nắm chặt nắm đấm, sát khí bốc lên cuồn cuộn. Bành! Một đạo ánh sáng màu xanh nổ tung trong lòng bàn tay, đánh tan sát khí cuồn cuộn trên người Diêu Kim Lương biến mất vô tung. Ân! Sắc mặt Diêu Kim Lương trầm xuống, đồng thời nội tâm khiếp sợ, hắn cũng biết lai lịch và thân phận La Thanh Vân, nói. Hảo tiểu tử, quả thật không biết trời cao đất rộng. Táng Vân Thú mở mồm gào rú một tiếng, yêu khí hóa thành cương phong quét qua, giống như băng tuyết bắn ra ngoài. Đủ rồi! Vi Thanh không vui, trầm giọng quát lên, năm ngón tay lăng không một chảo, nhanh chóng đánh tan cương phong áp tới. Đã chậm trễ thời gian, còn định ồn ào tới bao giờ nữa? Ánh mắt Diêu Kim Lương bắn ra hàn quang, nhìn chằm chằm vào La Thanh Vân nói. Tạm thời dung túng ngươi một lần, lần sau ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy. La Thanh Vân vẫn không thốt một tiếng, chỉ hừ lạnh sau đó khôi phục bình thường. Vi Thanh nói. Chúng ta ra tay, đừng chậm trễ thời gian nữa. Dứt lời liền bay tới chỗ Ngọc Thư Các, sau khi bước tới mấy bước thì cảm thấy cái gì đó, quay đầu lại vẫn phát hiện Diêu Kim Lương còn đứng nguyên tại chỗ, lập tức cau mày nói. Như thế nào? Diêu Kim Lương do dự một chút, nói. Ta giúp ngươi lần này, đừng quên thực hiện hứa hẹn. Sắc mặt Vi Thanh trầm xuống, giận dỗi hiện ra trên mặt, nói. Ngươi nói nhảm cái gì, ta thất hứa bao giờ chưa? Con chó đần của ngươi nếu không được ta cứu chữa, bây giờ còn có thể vui vẻ đứng bên cạnh ngươi sao? Táng Vân Thú kêu to một tiếng, lắc lư thân thể. Diêu Kim Lương vỗ vỗ trán Táng Vân Thú, gật đầu nói. Dù sao đây là cơ hội khó được, nếu lần này có thể đột phá, dùng thiên tư của ta, sợ rằng cả đời của ta sẽ dừng lại trước đăng phong tạo cực. Đồng tử đám người La Thanh Vân hơi co lại, trong mắt bắn ra hào quang. Sắc mặt Nam Phong Tuyển vốn bình tĩnh cũng chấn động, dường như xúc động tâm tư. Vi Thanh nói, yên tâm đi, việc này không chỉ quan hệ tới tiền đồ của các vị, những chuyện liên quan tới tiền đồ của mình, sao lại mang ra nói đùa chứ? Chỉ cần chúng ta mọi người một lòng, tiến vào Lang Hoàn Thiên lần này sẽ có thu hoạch. Tốt! Vi Thanh nói lời này dường như cổ vũ bọn họ thật lớn, mấy người đều thở sâu, lên tinh thần. Bắt đầu đi! Vi Thanh dẫn đầu tiến vào Ngọc Thư Các, mấy người khác theo sau. Khí tức cường đại bộc phát trên người bọn họ, ngưng tụ thành thực chất bao phủ chung quanh. Dường như Ngọc Thư Các có cảm ứng, hào quang màu xanh đầy trời thu liễm lại, chung quanh chấn động giống như định phá không bay đi. Lúc này 10 lá cờ cách đó ngàn trượng đón gió phất phơ, hóa ra 10 cự thú gào thét, trực tiếp thay trời đổi đất, giống như quay trở lại thái cổ, yêu khí cường đại nối tiếp nhau ngăn cản Ngọc Thư Các. Oanh! Ánh sáng xanh trên Ngọc Thư Các sáng rõ, tách đám hung thú ra. Tòa lầu các bắn ra hào quang sáng ngời, trực tiếp phóng thẳng lên trời cao. Ra tay! Vi Thanh hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn đánh ra. Lập tức hư không sinh ra đại ấn màu vàng to như núi giáng xuống. Ngọc Thư Các linh quang như sóng nước, đại ấn kia giáng xuống cách tòa lầu trăm trượng thì dừng lại. Diêu Kim Lương cũng đột nhiên ra tay, quỷ lăng xoắn bỏ niêm phong trên không trung. Trực tiếp lăng không bổ tới, hào quang hóa thành mảnh thú lao thẳng tới, trùng kích vào linh quang Ngọc Thư Các. Ầm ầm,
Từng đám linh quang sáng ngời, lại lăng không hóa thành bông tuyết bay xuống. Mọi người nhìn qua dị cảnh này đều cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, La Thanh Vân, Lý Dật, Nam Phong Tuyền và Táng Vân Thú cũng đồng thời ra tay. Lực lượng cường đại như núi lửa phun trào, hóa thành vòi rồng quét qua tất cả, một luồng sóng kích động quấn Ngọc Thư Các. Chỉ có Vi Vô Nhai vẫn đứng bất động, linh áp khủng bố áp xuống, sắc mặt vẫn bình thản đứng đó. Mấy người liên thủ, Ngọc Thư Các linh quang không ngừng bị đánh tan, cả tàu lầu các không ngừng bồng bềnh. Xảy ra chuyện gì? Những võ giả đang nghiên cứu thần thông bí kíp bên trong cảm nhận được lắc lư, sau đó bị lực lượng cường đại kéo ra ngoài. Ầm ầm. Lúc này linh quang công kích cường đại đánh tới, đồng thời phản chấn làm mọi người thổ huyết. Các ngươi đang làm cái gì? Có kẻ muốn giết người. Không tốt, bọn họ dường như muốn phá hư Ngọc Thư Các, chúng ta cũng sẽ chết. Má ơi, là Thánh Vực Phi Thanh Đại Nhân. Đó đúng, chi, thần khống võ đế. Còn có Thành Hồng Nguyệt Thành Chủ, dừng tay a, các ngươi đang làm cái gì? Trong tiếng giống kính sợ, tất cả mọi người lập tức biết được thân phai nai người tới, sắc mặt tái nhợt, biết bọn họ vì sao công kích Ngọc Thư Các. Bành! Có một võ giả thực lực hơi yếu đã nổ tung. Mọi người lập tức tỉnh táo lại, tùy ý như vậy bản thân mình cũng chết. Nếu hiện tại thả Vi Thanh dừng tay thả những người này ra ngoài, Ngọc Thư Các tất nhiên thừa cơ đào tẩu, muốn lại trấn áp nó còn khó như lên trời. Sắc mặt Vi Thanh phát lạnh, quyết định thật nhanh. Xiết toàn bộ. Một đạo sát khí khủng bố hiện ra, tay phải năm ngón tay đánh ra một đám hào quang cực mạnh. Nội tâm Nam Phong Tuyền run lên. Trong mắt mang theo thần sắc không biết làm như thế nào, vì thu Ngọc Thư Các mà giết toàn bộ người trước mặt, có đúng hay không? Nàng tự vấn lòng, nhưng cũng không dám suy nghĩ đáp án. Nàng sợ có được đáp án, liền khó mà ra tay, sẽ không đi tới đích. Giờ phút này thập hung kỳ phấp phới, hình ảnh chim bay cá nhảy mang theo xương em phu màu xám dày đặc, rất nhanh sẽ không thấy được cái gì. Mọi người cảm thấy dường như có tảng đá đang áp lên ngực của mình. Vi Vô Nhai ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thấu sương mù, nhìn cảnh tượng bên trong trận pháp. Đột nhiên tiếng thú giống vang lên, chấn động thiên địa, Táng Vân Thú cũng cảm thấy áp lực thật lớn, không rõ xảy ra cái gì. Xảy ra chuyện gì, uy áp thật kinh người. Không chỉ có đám người Diêu Kim Lương, võ giả chung quanh Ngọc Thư Các cũng hoảng sợ ngẩng đầu lên, sương mù màu xám tan hết, một quái vật che trời hiện ra. Quái vật kia có hình người, toàn thân màu nâu. Bộ dáng như quỷ, dữ tợn dị thường. Oanh! Quái vật lâm vào linh quang, Ngọc Thư Các rung rung không thôi, lập tức quái vật kia tiến vào trong linh quang, xuyên thấu qua đại trận. Chi! Người bên trong biến sắc, sắc mặt tái nhợt như giấy. Giống! Quái vật xông vào, trực tiếp vung quyền đánh vào đám võ giả. Thần sắc Phi Thanh nghiêm túc, quát! Theo ta đi vào, tất cả mọi người giết, một cũng không lưu. Nếu đã giết thì không được lưu người sống, nếu chuyện nơi này truyền đi sẽ ảnh hưởng tới thánh vực. Linh quang lóe lên, những nơi quái vật đi qua đều có người chết. Một lát sau, trên bầu trời chỉ còn máu tươi, không còn lại bất cứ kẻ nào. Sắc mặt Nam Phong Tuyền trắng bệch, nhịn không được buồn nôn, không ngừng ói mửa. Quái vật ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể lập tức biến thành cự nhân, hai tay nắm lấy Ngọc Thư Các, trực tiếp hé miệng nuốt vào. Ầm ầm. Ngọc Thư Các sinh ra tiếng oanh minh, ánh sáng màu xanh không ngừng chớp động, lại không có biện pháp, hoàn toàn không thể giãy giụa ra khỏi tay quái vật, bị nuốt vào từng chút một. Toàn thân quái vật lúc này chấn động, hào quang màu xám bay lên, bay vào trong lá cờ, hình tượng giống như đúc đồ án trên thập hung kỳ. Tiếp qua một thời gian, quái vật đã nuốt sạch Ngọc Thư Các, nó lại biến thành thập hung kỳ. Ha ha! Phi Thanh cười ha hả. Lật tay một cái thu thập hung kỳ vào trong nhẫn chữ vật. Đúng vậy, có thể thuận lợi thu được vật này, công lao mọi người không nhỏ. Phi Thanh hết sức hài lòng, nhìn qua sắc mặt Nam Phong Tuyền tái nhợt, an ủi. Chuyện trên đời có được có mất, rất khó song toàn. Ngươi không giết bọn họ, như vậy tương lai. Nam Phong Tuyền xanh mặt, trầm mặc không nói. Hừ, Diêu Kim Lương khinh thường cười lạnh một tiếng, thu hồi binh khí, nói. Hiện tại có thể đi tìm Phượng Vũ. Phi Thanh gật đầu cười nói. Tự nhiên, Thiên Phượng Chi Linh là mục tiêu trọng yếu đấy. Chậc chậc chậc, thì ra là tới tìm Phượng Linh, vật kia cũng không phải dễ cầm như vậy đâu.
một giọng nói mỉa mai cổ quái từ trên không trung vang lên. Tất cả mọi người biến sắc nhìn qua, dùng thực lực của bọn họ lại không phát hiện có người tới gần. Vì vô nhai càng kinh hãi thất sắc, hắn có thực lực mạnh nhất trong những người nơi đây, hoàn toàn không có phát hiện có người, nói. Là ai? Đột nhiên hắn quát lên, giang hai tay ra chộp vào hư không. Bành! Hư không nổ tung trước một chảo của hắn, không chỉ có như thế, khe hở còn khuếch tán ra chung quanh. Nhưng giọng nói mỉa mai lại vang lên sau lưng mọi người. Thực lực thật tốt, không biết có phải là người ta chọn hay không, không gian chấn động, một đạo nhân ảnh dần dần hiển hiện ra, hình thể hơi mập, bộ dáng cao lớn thô kệch, giống như dế nhũ từ nông thôn đi lên, quần áo vô cùng hoa lệ. Ngươi là ai? Phi Thanh quát tháo một tiếng, mặt mũi đầy âm trầm, trong Lang Hoàn Thiên tuy ngọa hổ tàng long, nhưng mà chưa từng có người mạnh như thế. Dế nhũi cười hắc hắc nói. Bản gia gọi là Lý Vân Tiêu. Chuyện phiếm, ngươi rốt cuộc là ai? Phi Thanh thiếu chút nữa phun máu, trợn mắt quát lên. Ách, xem ra các ngươi nhận ra Lý Vân Tiêu nha, tốt, các ngươi có thể gọi ta là Ngô Đại Thành. Dế nhũi mò xuống bụng, nhếch miệng nói ra. Cái tên này cực kỳ lạ lẫm với đám người Vi Thanh, bọn họ lập tức nhíu mày, tìm khắp trí nhớ cũng nhớ không nổi. La Thanh Vân cau mày nói. Tên giả. Hắc hắc, ha ha. Ngô Đại Thành nhìn không được ngửa mặt lên trời cười rộ lên, sau một lúc mới nói. Trên đời đã không có người nhớ rõ tên của ta, tên thật tên giả có gì khác nhau. Vi Thanh lạnh lùng nói. Bọn đạo trích, ngay cả tên thật cũng không dám lộ ra. Ngô Đại Thành khinh miệt liếc hắn một cái, ung dung nói. Nghe nói Vi Thanh ngươi đương thời xem như là một nhân vật, phép khích tường tệ như vậy cũng dùng sao? Vi Thanh bất động thanh sắc, hừ lạnh nói. Đã không chịu nói, vậy thì thôi, ngươi nói Phượng Vũ là có chuyện gì? Ngô Đại Thành cười tủm tỉm nhìn qua hắn, huýt gió, huýt sáo, nói. Các ngươi không phải muốn đi tìm Phượng Vũ sao? Hơn nữa là hy vọng bằng vào thiên phượng chi lực vượt qua rãnh trời mà. Vi Thanh biết rõ những lời vừa rồi người này đã nghe, cũng không cần phải giấu giếm, nói. Đúng thế, có vấn đề sao? Hắc hắc, không có vấn đề, nhưng ngươi dựa vào cái gì mà đi tìm Phượng Vũ? Ngô Đại Thành bộ dáng cao thâm mặt chắc. Vi Thanh lập tức mỉa mai, nói. Các hạ mặc dù mai danh ẩn thích làm chuột nhắt, nhưng xem thực lực cũng có thể là một nhân vật. Vì sao dùng pháp khích tướng thấp kém như vậy? Ha ha, có ý tứ. Ta cũng không quanh co lòng vòng với các ngươi. Ta cũng đến tìm Phượng Vũ, mục tiêu chúng ta nhất trí, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ngô Đại Thành thẳng thắn nói ra. Chê cười, nếu mục tiêu giống như thì chính là tử địch, tại sao giúp đỡ lẫn nhau, đầu óc hư mất sao? Phi Thanh vừa tức vừa cười, cảm thấy khó hiểu người trước mặt. Ngô Đại Thành cũng không tức giận. Cười ha ha hai tiếng, mới nói. Thì ra các ngươi không biết có bao nhiêu Phượng Vũ, còn nói bốc nói phét nói muốn tìm Phượng Vũ, chẳng lẽ không phải cười chết người. Vi Thanh biến sắc, mấy người còn lại cũng giật mình, dường như nghe ra manh mối gì. Siêu Kim Lương nói. Ý của ngươi Phượng Vũ không chỉ có một. Lời này nói ra, ngay cả hắn cũng sững sờ, nếu là loài chim, làm sao chỉ có một cọng lông. Vi Vô Nhai trầm giọng nói. Thượng cổ thiên phượng chính là tồn tại cường đại nhất trong phượng hoàng nhất mạch, thế gian ai cũng chưa từng thấy qua, có mấy cọng lông ai mà biết. Còn nữa, mặc dù có không ít, nhưng có thể bảo tồn chắc chỉ có vài cọng lông lẻ tẻ mà thôi. Ngô Đại Thành cười nói. Lão đầu này nói là sự thật, lời nói mặc dù như thế, nhưng mà bổn tọa lại biết số lượng phượng vũ trong động thiên này. Cái gì, điều đó không có khả năng. Vi Thanh kinh hô lên, hơi chấn định lại, nói. Lang Hoàn Thiên tồn tại không biết có bao nhiêu vạn năm, bên trong không ngừng biến hóa, cho dù ngươi đạt được manh mối lẻ tẻ cũng không chuẩn xác. Ngô Đại Thành cười nhạo nói. Nói nhiều như vậy còn không phải muốn lừa gạt tư liệu trong tay của ta sao? Liền trực tiếp nói hợp tác cho rồi, nếu chư vị không muốn, ta sẽ vỗ mông rời đi. Chậm đã. Vi Thanh quát một tiếng, lạnh lùng nói. Các hạ nói đến là đến, nói đi là đi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Trước tiên nói phương án hợp tác đi, nếu có thể thực hiện thì chúng ta có thể cân nhắc, nếu không thì các hạ phải lưu lại chút gì đó. Chậc chậc, uy hiếp ta đấy, có phải muốn thừa nhận dư uy của ta rồi mới hợp tác không? Chậc chậc, đáng tiếc bổn đại gia lên trời xuống đất,
xưa nay chưa từng sợ ai. Ngô Đại Thành vẻ mặt cười lạnh, nói. Phương án rất đơn giản, trên người thiên phượng có 27 phượng vũ, chân quý nhất là vĩ linh, trong 9 vĩ linh có 3 vĩ linh giá trị cao nhất. Trong lang hoàn thiên ít nhất còn có một chủ vĩ linh. Điều kiện của ta rất đơn giản, chủ vĩ linh cho ta, còn lại các ngươi cứ tự phân phối. Phi Thanh giận quá hóa cười, nói. Ha ha, các hạ vững tin đầu óc của mình không hư mất chứ. Chỉ có một chủ vĩ linh lại cho ngươi, còn lại một ít tạp mao cho chúng ta. Ngô Đại Thành gật đầu nói. Đúng. Phi Thanh giơ ngón tay giữa lên, khinh bỉ nói. Ngươi có thể xéo đi, ta cũng lười lưu ngươi lại, cút. Ngô Đại Thành ung dung nói. Tuy phân phối nhìn như rất không công bằng, nhưng không có ta thì các ngươi ngay cả tạp mao cũng không chiếm được. Phi Thanh mỉa mai nói. Có thể đạt được hay không, không cần ngươi quan tâm. Ngô Đại Thành đang muốn nói thêm gì nữa, lúc này bầu trời biến đổi lớn, biến thành u ám. Bầu trời trở nên yên tĩnh, bắt đầu xuất hiện tia lửa giống như đom đóm nho nhỏ, bầu trời lại không ngừng sáng lên. Nhưng những hoa lửa này bắt đầu dày đặc, xếp hàng trên không trung. Đây là... Phi Thanh cả kinh, đột nhiên nhìn lên bầu trời, không rõ xảy ra biến cố gì. Sắc mặt Ngô Đại Thành cũng biến hóa, nhưng lập tức khôi phục bình thường, nói. Thiên phượng chân linh biến thành không gian, cũng chính là vĩnh sinh chi giới các ngươi nói, rốt cục nó đã xuất hiện. Hắn thở sâu, ánh mắt phức tạp nhìn qua bầu trời. Vĩnh sinh chi giới. Đám người Vi Thanh biến sắc, cả kinh nói. Chẳng lẽ vĩnh sinh chi giới là ba cây chủ vĩ linh của thiên phượng biến thành? Hoa lửa không ngừng xếp hàng trên không trung, bắt đầu tạo thành các loại đồ án, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, sáng chói như sao, tất cả đồ án tụ tập vào nhau giống như lông vũ tuyệt đẹp, lại như biến thành thiên phượng và các hình ảnh khác. Tất cả mọi người nhìn qua há hốc mồm, bị kỳ cảnh trước mặt làm xúc động. Cùng một thời gian, ở nơi cách trọng khí tháp không xa, có hơn trăm cường giả bay tới. Tất cả hoảng sợ nhìn qua không trung. Đây cũng là vĩnh sinh chi giới sao? Thật giống như Phượng Hoàng Hàng Lâm. Cảnh tượng quá đẹp, đây là tiên giới sao? Cơ hội thành thần, bao nhiêu năm rồi, rốt cục xuất hiện. Tiếng nghị luận truyền ra, lọt vào tai đám người Lý Vân Tiêu, mọi người chỉ nhìn qua, cũng không có ai xúc động bay tới. Cố Thanh Thanh và Mục Tinh chỉ lẳng lặng nhìn, ánh mắt đầy dị sắc. Cố Thanh Thanh thở dài nói. Không thể ngờ từ bên ngoài nhìn vĩnh sinh chi giới lại đẹp như thế. Mục Tinh bình tĩnh nói ra. Chân Long Thiên Phượng, đều là tồn tại tiếp cận thiên đao nhất, bản thân có mỹ cảm cực hạn, nhưng mà chúng ta không phát giác mà thôi. Lý Vân Tiêu nói. Chẳng lẽ bên trong không đẹp sao? Bên trong. Sắc mặt Cố Thanh Thanh có chút cổ quái, nhìn qua Mục Tinh rồi cười khanh khách, nói. Đợi tí nữa chính ngươi trở ra sẽ biết. Đã như vậy. Chúng ta đi thôi, bọn họ không chờ được rồi. Trên bầu trời có nhiều thân ảnh lục tục bay tới, Lý Vân Tiêu trầm ổn rất nhiều, dù sao hắn đã là thần cảnh, cũng không cần phải quan tâm nhiều. Đột nhiên hắn phát hiện Phi Nghê có chút dị thường, nàng vốn mặc áo đỏ, giờ phút này càng đẹp hơn, đẹp như đang thiêu đốt. Phi Nghê, ngươi không có việc gì chứ? Lý Vân Tiêu ân cần hỏi thăm, nhưng xem bộ dáng Phi Nghê, trên người không ngừng có hỏa diễm bay ra. Trên trán và gò má đều có mồ hôi, hơn nữa mồ hôi đỏ bừng như máu, nhìn qua rất đáng sợ. Ta, toàn thân ta nóng quá, ngực khó chịu. Toàn thân đỏ bừng nhưng bờ môi Phi Nghê bờ rất trắng, sắc mặt phi thường khó coi. Cố Thanh Thanh cả kinh nói. Chẳng lẽ là thiên phượng áp chế? Lý Vân Tiêu lo lắng không thôi, trầm giọng nói. Tất nhiên là thế, vĩnh sinh chi giới đã có thiên phượng chi lực ngưng tụ. Phi Nghê bị phượng lực áp chế là đương nhiên. Không bằng ngươi không nên vào vĩnh sinh chi giới, ở lại trong trọng khí tháp tu luyện đi. Không, ta muốn đi. Ngữ khí Phi Nghê phi thường kiên định, trong mắt đầy khẩn cầu, nói. Phu quân, ta cảm thấy đây là cơ hội lớn nhất của ta, nếu mất đi cơ duyên lần này, muốn bước vào quy chân thần cảnh sẽ không biết năm nào tháng nào. Lý Vân Tiêu nói. Hôm nay thập phương quy tắc tái hiện thiên địa. Với thiên tư của ngươi bước vào thần cảnh không khó. Thiên phượng chân lực có chỗ tốt thật lớn với ngươi, nhưng nếu không chịu nổi sẽ ngược lại, ta lo lắng ngươi. Phi Nghê lắc đầu, cắn răng nói. Ta nhất định sẽ thừa nhận, thiên phượng huyết mạch rất thưa thớt, huống chi là thiên phượng chân lực, sợ rằng sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Cho nàng vào đi,
có mọi người chiếu cố lẫn nhau, sẽ không có chuyện gì. Khúc Hồng Nhan trầm ngâm nói ra, nhìn qua bộ dáng kiên trì của Phi Nghê, cũng không đành lòng lưu nàng lại. Phi Nghê lập tức cảm kích nhìn qua, Khúc Hồng Nhan mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu cổ vũ. Lý Vân Tiêu nói, tốt, nếu ngươi đã quyết định, vậy chúng ta đi vào, vào bên trong không được tùy hứng. Hắn nghĩ đến mình còn có giới thần bi, thật sự không được sẽ thu Phi Nghê vào trong giới thần bi, phượng chân lực tuy mạnh, nhưng muốn xuyên thấu giới lực là không thể nào. Vâng, phu quân, cảm ơn phu quân. Tuy Phi Nghê bị áp chế thập phần khó chịu, nhưng nội tâm vui mừng suýt nhảy dựng lên, còn kém nhào tới ôm hắn. Sau khi thương nghị xong, mọi người cũng bay lên trời cao, tiến về chân dung thiên phượng to lớn. Cảnh tượng to lớn và kỳ lạ như vậy, tất cả mọi người sinh ra kinh ý, huyết mạch trong người bành trướng. Cố Thanh Thanh nói, đều đi theo ta, trong vĩnh sinh chi giới không quen sẽ khó mà định vị, ngàn vạn chớ lạc, đến lúc đó ta không thể tìm các ngươi đâu. Một lát sau, đám người Lý Vân Tiêu bay xuyên qua hư ảnh thiên phượng, tiến vào một nơi như ngân hà, đã không còn nhìn thấy chân dung thiên phượng. Đồng quang Lý Vân Tiêu lập lòe, trực tiếp xuyên thấu thiên phượng chân lực, nhìn thấu bản chất vĩnh sinh chi giới. Trong đó là đại lục bàng bạc, chỉ là không có ánh mặt trời, hỏa diễm bao phủ bốn phía, hỏa diễm trở thành nguồn sáng duy nhất của thế giới này, nhìn qua có phần nặng nề. Trên lục địa này hoàn toàn không có chút khí tức sinh linh, tất cả đều là tảng đá trơ trọi, còn có dãy núi phập phồng không ngớt, giống như thiên địa sơ khai, vạn vật không sinh, hoàn toàn là đất cằn sỏi đá. Trước tiếp, thân thể Phi Nghê khẽ run lên, lập tức cảm nhận được ánh mặt trời ấp ám, áp chế không khỏe đã mất đi, cảm thấy tinh thần phấn chấn. Đám người Lý Vân Tiêu cũng phát hiện dị thường, thiên phượng chân lực ngưng tụ thành hạt châu nhỏ tiến vào trong ngươi nàng, không ngừng quán chấu lực lượng cho nàng. Phi Nghê thấy mọi người nhìn mình, vội vàng nói. Ta không sao, lực lượng này giống như cam lộ, ta phi thường thoải mái dễ chịu và ấm áp, giống như được trở về nhà mình. Ta sợ tiếp tục như vậy mình sẽ không nguyện rời đi. Lý Vân Tiêu lúc này mới yên lòng lại, nói. Như thế rất tốt, ngươi tìm nơi an toàn tu luyện đột phá đi. Cố Thanh Thanh nói. Đi tìm nơi bế quan đi, năng lượng trong vĩnh sinh chi giới chỉ có phượng hỏa lân thạch, cũng là lực lượng duy trì nơi đây. Mỗi người đều tìm một nơi có phượng hỏa lân thạch mạch khoáng bế quan. Cố Thanh Thanh nói phượng hỏa lân thạch chính là ánh huỳnh quang màu đỏ mà Lý Vân Tiêu nhìn thấy. Trên lục địa này tùy ý thấy được ánh huỳnh quang, lốm đa lốm đốm, phân bố trên khắp đại lục, cũng không tập trung. Thời gian chậm rãi qua đi, cuối cùng bọn họ xuyên thấu qua tầng chân lực, mặt đất rộn lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Đẹp quá! Đột nhiên nội tâm Phi Nghê rung động, tự đáy lòng phát ra tiếng ca ngợi. Mặc dù người chung quanh thấy nơi này hùng vĩ mỹ lệ, nhưng thiên địa lờ mờ làm mọi người sinh ra áp lực, cảm thấy không khỏe. Cũng may tầng nham thạch trong lục địa thỉnh thoảng có phượng hỏa lân thạch lóe sáng, còn có mỹ cảm khác. Thần thức Lý Vân Tiêu tản ra, đám cường giả trong vòng ngàn dặm cũng đi vào, sau khi bước vào đại lục đã tản ra như con ruồi không đầu. Có nhiều người thi triển thần thông đào móc phượng hỏa lân thạch, dù sao thứ này ẩn thiên phượng chân lực, cũng là bảo bối hiếm có. Cố Thanh Thanh cũng phát giác được, mắng một câu, nói. Vừa tiến vào đã phá hư, thực là một đám sâu mọt. Hai tay của nàng đánh ra một chỉ, một đạo ánh sáng xanh xuất hiện. Ánh sáng xanh này ngưng tụ thành hình dáng kim đồng hồ, mọi người kinh ngạc. Theo sát ta, trong vĩnh sinh chi giới không chỉ địa thế khó phân biệt, hơn nữa địa hình thường xuyên biến hóa. Mặc dù ta có kim đồng hồ cố định, cũng phải thi triển nhiều lần, miễn cho địa thế biến hóa, cuối cùng nhất đi ngược. Cố Thanh Thanh nâng hai tay lên cao, một đám hào quang màu xanh như có linh tính, bao vây lấy kim đồng hồ. Nó bay ở phía trước, mọi người theo sát phía sau. Lý Vân Tiêu nhìn phượng hỏa lân thạch phía dưới, nhịn không được hỏi. Vĩnh sinh chi giới tương truyền là lông thiên phượng biến thành, cần bao nhiêu lực lượng mới có thể diễn biến ra đại lục này, hơn nữa trong đó ẩn chứa thiên phượng chân lực lớn như vậy. Cố Thanh Thanh cười cười, giải thích. Ta vừa tới nơi đây cũng có nghi vấn này, trên người thiên phượng chỉ có ba vĩ linh là chân quý nhất, chúng diễn biến ra phiến đại lục này. Mà những phượng hỏa lân thạch sinh ra chính là nhờ hấp thu thiên phượng chân lực và linh khí thiên võ giới chậm rãi thai nghén ra. Mà những ngân hà quay quanh đại lục này chính là khóa linh khí không tiêu tan, mà ngọc thư các, trọng khí tháp, thiên bảo hiên cùng đế đan lâu bốn cái là trận nhãn,
trừ phong ấn vĩnh sinh chi giới chân thân ra, còn không ngừng hấp thu linh khí bên ngoài bổ sung, duy trì nơi này vận chuyển quanh năm, khiến cho linh khí tiêu hao thập phần chậm chạp. Quả thật là đại thủ bút, nhưng không biết là người phương nào tạo ra vĩnh sinh chi giới, thiết lập rất nhiều bố cục này. Nội tâm Lý Vân Tiêu suy nghĩ trọng điểm, nói. Vĩnh sinh chi giới đã được truyền ra là nơi thành thần, chắc hẳn cũng là xuất hiện sau đại chiến phong ma. 10 vạn năm qua xuất hiện nhiều cường giả đại năng, là người phương nào làm ra nơi này? Cố Thanh Thanh trầm ngâm, nói. Là người phương nào không trọng yếu, chờ ngươi gặp người nọ, tất cả chuyện khó hiểu ngươi cứ hỏi hắn là được. Tất cả mọi người cảm thấy tò mò người nọ mà Cố Thanh Thanh nói, thậm chí là có chờ đợi. Mọi người đi một lúc, Lý Vân Tiêu trông thấy trên mặt đất xuất hiện tay chân cụt, hiển nhiên có người chém giết ở đây, không chỉ có một. Kỳ quái, nơi đây không có dị dạng, lại không có thiên tài địa bảo, như vì sao có giết người huyết tinh như vậy? Khúc Hồng Nhan nhíu mày, nhìn tàn thi trên mặt đất mà buồn nôn. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, lý do giết người có khá nhiều loại, nhiều khi chỉ nhìn ngứa mắt đã ra tay rồi. Khúc Hồng Nhan nói, thế nhưng mà, có thể tới Lang Hoàn Thiên hơn phân nửa là người có thực lực và bối cảnh, không có ai sẽ vô duyên vô cớ giết người. Lý Vân Tiêu sờ cằm nghĩ một hồi, nói. Nói như vậy, có khả năng chính là kẻ thù truyền kiếp, vừa vặn gặp gỡ. Cố Thanh Thanh vẫn không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào hào quang màu xanh trước mặt, nói. Không có đơn giản như vậy, các ngươi nhìn kim đồng hồ. Mọi người lúc này đồng loạt nhìn qua kim đồng hồ. À, mấy người ngây ngốc, không kịp phản ứng. Phi Nghê kinh ngạc nói ra. Kim đồng hồ xảy ra vấn đề. Cố Thanh Thanh cũng trầm tư bất định, nói. Kim đồng hồ sẽ không xảy ra vấn đề, chỉ là không gian có vấn đề, chúng ta đi tiếp. Nhưng phải cẩn thận. Thời điểm này cũng không có những biện pháp khác, kim đồng hồ chỉ hướng, bọn họ mặc dù rời đi cũng không biết chọn hướng nào. Hơn nữa tất cả mọi người là kẻ tài cao gan cũng lớn, không cần nghĩ ngợi đã bay đi. Mọi người hạ xuống đất, lập tức cảm nhận được khác thường, một đạo năng lượng tản ra, giống như đang bước trên gợn sóng. Đột nhiên Mục Tinh chỉ vào mặt đất, kêu lên. Mau nhìn, cách bọn họ không xa. Trên mặt đất xuất hiện nhiều ấn phù màu xanh ra trời, một sáng một tối, xuất hiện đột ngột. Sắc mặt Cố Thanh Thanh biến hóa, kinh hoàng kêu lên. Lý Vân Tiêu hỏi, đây là vật gì? Cố Thanh Thanh nói, cấm địa chi ấn, tại vĩnh sinh chi giới, có bao nhiêu lão quái vật không ai biết, nhưng mỗi người đều có lãnh địa của mình, vì ngăn ngừa người khác quấy rầy, cũng sẽ lưu lạc ấn lên địa phương của mình, nói cho những người khác, nơi này là của ta, thỉnh chớ tự tiện xông vào. Tự tiện xông vào cấm địa của người khác, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Khúc Hồng Nhan nói, hẳn những thi hài lúc trước chính là vì xông vào cấm địa mới bị giết. Sắc mặt Cố Thanh Thanh biến hóa, ngưng trọng gật gật đầu, nói. Vô cùng có khả năng, mọi người cẩn thận một chút. Nàng liếc mắt nhìn hào quang màu xanh trước mặt, đột nhiên sửng sốt, trong đó kim đồng hồ chỉ thẳng lên trời cao. Lại chỉ trở về. Mục Tinh cũng hồ nghi, nói. Tọa độ không gian thường xuyên biến hóa, nhưng quỷ dị như vậy rất hiếm thấy, có lẽ là nơi đây ảnh hưởng nên chỉ hướng loạn như thế. Cố Thanh Thanh nói, khả năng này rất lớn, bất kể như thế nào, cứ đi theo kim đồng hồ đi, nơi này là cấm địa, cũng không nên ở lâu, trước khi chủ nhân nơi đây xuất hiện, chúng ta rời đi đi. Ngay lúc định bay đi, đột nhiên không gian chấn động, cảnh tượng chung quanh biến hóa, trắng xóa chỉ còn lại có 2 người. Cố Thanh Thanh kinh hãi. Vội vàng ôm quyền nói. Không biết là đại nhân nào, chúng ta trong lúc vô tình xâm nhập, có mạo phạm xin tha thứ. Nàng liên tiếp hô vài lần, không có hồi âm nên lo âu. Đột nhiên Lý Vân Tiêu nói, giọng điệu trào phúng, cười khẩy nói. Nói nhảm với hắn làm gì, chúng ta đang bay trên không trung, rõ ràng chủ nhân nơi này có lòng làm loạn, lúc này mới cố ý bố nghi trận lừa gạt chúng ta xuống. Thật vất vả tiến vào, hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Giọng nói vừa dứt, tiếng nổ mạnh vang lên. Cảnh tượng trước mặt đột nhiên sụp đổ, cảnh tượng vỡ ra như thủy tinh, cuối cùng biến mất trong thiên địa. Mọi người lúc này trở lại vị trí cũ, chỉ thấy trong tay Lý Vân Tiêu nâng đâu xuất thiên phong, hào quang 6 màu tỏa ra rất tự nhiên. Có thể thấy nó dùng một kích đánh nát ảo cảnh vừa rồi. Khúc Hồng Nhan lạnh như băng nói. Phi Dương nói đúng, nhất định là người ở đây giở trò,
không biết hắn làm thế nào ảnh hưởng tới kim đồng hồ của chúng ta. Phi Nghê cả kinh nói. Thì ra là thế, nên làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Lý Vân Tiêu suy cười một tiếng, ánh mắt đảo qua chung quanh, lạnh lùng nói. Nếu lão bất tử này dám động tâm tư với chúng ta, tự nhiên kéo hắn ra đánh một trận rồi. Cố Thanh Thanh cả kinh nói. Không thể. Người có thể ẩn cư nơi đây đều là nhân vật đỉnh phong của thời đại, có trời mới biết là tồn tại đẳng cấp gì. Nhưng Lý Vân Tiêu không nghe nàng ngăn cản, cầm đầu xuất thiên phong ném ra, trực tiếp nện thẳng vào ấn ký màu xanh bên dưới. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, phía dưới bị nện ra một hố to, cả đỉnh núi trong khoảng khắc bị san thành bình địa, hơn nữa mặt đất bị xé rách. Đột nhiên trong mặt đất có một nam tử bay ra, quát to lên. Bọn đạo trích phương nào, dám hủy cấm địa của ta? Ánh mắt của hắn nhưng lại nhìn chằm chằm vào đâu xuất thiên phong, kinh hãi không thôi, tràn ngập kiêng kỵ. Còn giả vờ với chúng ta? Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, thúc giục đâu xuất thiên phong nện thẳng vào nam tử kia. Hai tay nam tử bấm niệm pháp quyết, một đám kim quang hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Ầm ầm, kim quang va chạm vào đâu xuất thiên phong liền bị nghiền nát, hắn đầy kinh hãi, vội vàng phi thân tránh né ra xa mấy trăm trượng. Đây là huyền khí gì? Nam tử kia kinh hãi kêu một tiếng, lập tức sắc mặt âm độc nhìn qua đám người Lý Vân Tiêu, biết rõ gặp phải đá cứng rồi. Cố Thanh Thanh tiến lên phía trước nói. Vị bằng hữu kia, ta cũng là người ở trong vĩnh sinh chi giới, chỉ là trên đường đi ngang qua, có chút hít hiểu lầm. Chúng ta không quấy rầy các hạ tu luyện, như vậy cáo từ. Nàng không muốn gây quá nhiều phiền toái. Đồng tử nam tử co rút lại, trong mắt bắn ra hào quang, cả kinh nói. Người cũng là người trong đây, hẳn là. Cố Thanh Thanh gật đầu nói. Đúng thế, giới môn đã mở, có thể tùy ý xuất nhập. Nam tử sắc mặt đầy khiếp sợ, một hồi lâu mới hỏa hoãn, nói. Rốt cục đã đến ngày hôm nay. Hắn ngẩng đầu nhìn qua mấy người, nói. Nếu là hiểu lầm, ta sẽ không truy cứu. Ta xem cô gái nhỏ này có sâu xa với ta, tạm thời lưu lại đi, những người còn lại có thể đi. Hắn giơ tay chỉ vào Phi Nghê, trong mắt có dị sắc. Sắc mặt đám người trở nên cổ quái, ngay cả Cố Thanh Thanh cũng không lên tiếng. Ha ha, ngốc bức, kỳ thật đám người chúng ta rất có sâu xa với ngươi, chúng ta không đi, đến, chúng ta hảo hảo tụ hợp với nhau. Lý Vân Tiêu nhịn không được cười rộ lên, vẫy tay với nam tử kia. Ngươi tên gì, đừng tưởng rằng có huyền khí không tệ trong tay là có thể tùy ý làm bậy, vĩnh sinh chi giới này không phải nơi ngươi có thể dương oai. Ánh mắt nam tử lóe lên, gương mặt trở nên hung lệ, lạnh lùng nói. Thời điểm lão phu tung hoành thiên võ giới. Ngươi còn không biết ở chỗ nào, đừng có lên mặt với ta. Đúng, ngươi nghiêu, ngươi sâu, chúng ta sợ ngươi, đi sao? Đại nhân cao cao tại thượng, chúng ta nhìn lên không tới, đành phải đánh đại nhân cho dễ nói chuyện. Lý Vân Tiêu vẫy tay một cái, thu hồi đâu xuất thiên phong, sát khí tuôn trào. Những người còn lại hiểu ý, lập tức ra tay, bố tử ba người lập tức do dự, cũng đành chịu, lập tức cầm huyền khí ra tay. Chỉ còn lại Cố Thanh Thanh và Mục Tinh hai người trông xem thế nào. Đáng chết, thật sự dám động thủ với bổn tọa. Nam tử giận tím mặt, thời đại hắn phong vân một cõi, thần cản sát thần, cả thiên hạ không ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Khúc Hồng Nhan lao tới trước, cầm Tử Tiêu kiếm đánh ra một đạo kiếm khí. Ngay sau đó hai tay Lý Vân Tiêu hóa chảo đánh ra, mang theo lôi đình, lòng bàn tay có lôi cầu đánh tới. Lôi điện tuy không được nhưng uy thế kinh người. Uy thế làm nam tử giật mình, lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị Tử Tiêu kiếm đâm vào đầu vai, máu tươi bắn tung tóe. Đáng chết! Nam tử nổi giận hét lớn một tiếng, kim quang bao phủ toàn thân, vậy mà hóa thành năm đầu lâu, ánh mắt chúng lập lòe như ma chơi. Đầu lâu lúc này há miệng thôn vệ kiếm quang và lôi điện. Bành! Tử Tiêu kiếm run lên, kiếm quang đã làm nổ tung đầu lâu, vô số hào quang ma chơi bắn ra tung tóe. Cái gì? Nam tử kia cả kinh, hít khí lạnh, sợ hãi nói. Ngươi, ngươi có thể chảm quỷ của ta. Có thể chảm quỷ, còn có thể chảm ngươi. Ầm ầm, đầu xuất thiên phong bắn ra hào quang như cối xay thịt, hai con quỷ đã nổ tung. Ở bên cạnh, Mạch cầm trường thương đâm nát con quỷ, đánh nát con quỷ ngay lập tức. Nam tử kinh ngạc ngay ngốc.
Đám quỷ của mình năm đó tung hoành thiên hạ vô địch thủ, bây giờ bị đánh nát 4 con, bây giờ một con bị đám người bố tử vây công, đang lâm vào khổ chiến. Huyết quang trên người mạch mạch lóe lên, xuất hiện sau lưng nam tử. Nam tử vội vàng trở lại, hai ngón hóa thành màu vàng, hai ngón nhanh chóng đánh bay trường thương, nhân cơ hội này hắn càng điểm vào tim của mạch. Phanh! Trái tim mạch bị kim quang lăng lệ bắn thẳng vào tim, lập tức nổ tung, nổ ra một lỗ máu. Tâm tình vui mừng của nam tử này lại rơi vào đáy cốc, hắn nhìn thấy khóe miệng mạch cười lạnh, không lùi mà tiến tới, toàn thân hóa thành một đám huyết ảnh. Cố Thanh Thanh trầm ngâm nói. Năm con quỷ và điểm kim chỉ, người này từng có hung danh hiển hách, ưa thích giết người đồ sát diệt môn Bàng Vân. Chỉ thấy trong đám huyết quang này, một chỉ màu vàng đâm phá tia mau, nhưng huyết quang càng ngày càng dày, cuối cùng bao phủ toàn thân nam tử này vào trong. Xuy! Một đạo kim quang chói mắt vạch phá bầu trời, một đạo độn quang lóe lên, hóa thành thân ảnh nam tử, lảo đảo, một kích vừa rồi hao tổn quá nhiều thực lực của hắn. Vào lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt, bất chấp ý niệm lúc trước, hắn quay người bỏ chạy. Kiếm quang lóe lên trước mặt, khúc hồng nhan đã sớm đợi từ lâu, Tử Tiêu đâm ra hơn trăm bóng kiếm, giống như có rào chắn quấn quanh người hắn. Mạch cũng khôi phục chân thân, lạnh lùng đứng trên không trung mỉa mai nhìn qua hắn. Rốt cuộc nam tử cũng kinh hoàng, ánh mắt nhìn qua chung quanh, không biết ai là chủ sự, cuối cùng mới nhìn lên người Cố Thanh Thanh. Cố Thanh Thanh tức giận cười nói. Thật sự là nhảm nhí, là ai bức bách trước? Nam tử nói. Nếu trùng hợp thì không cần tiếp tục đánh nhau nữa, mấy vị nhanh chóng rời đi đi. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Hiện tại biết rõ không muốn đánh, không phải hơi trễ sao? Ta lại hỏi ngươi, vì sao tính toán chúng ta? Sắc mặt nam tử biến hóa, phủ nhận nói. Ta làm gì tính toán các ngươi, là các ngươi trong lúc vô tình xâm nhập vào cấm địa của ta. Lý Vân Tiêu phất tay quát. Tiếp tục đánh. Lôi điện đầy trời nhanh chóng giáng thẳng vào nam tử này. Mạch cũng ra tay lần nữa, huyết quang trùng thiên bao phủ không trung. Con quỷ cuối cùng bị đám người phi nghê hợp lực đánh nát. Không nên đánh nữa. Nam tử quá sợ hãi, lôi điện của Lý Vân Tiêu không sợ. Nhưng mà huyết quang của mạch làm hắn kinh hồn táng đảm, hơn nữa chung quanh có kiếm khí trùng thiên, bị nhốt bên trong hắn sẽ không có quả ngon để ăn. Ầm ầm, mấy đạo công kích đánh lên người hắn, hắn bị đánh thổ huyết, rốt cuộc cũng không thể đứng lên, lập tức xin tha. Lý Vân Tiêu bảo mọi người dừng lại, lúc này mới hỏi. Hiện tại đầu óc thanh tỉnh chưa? Thanh tỉnh, thanh tỉnh. Nam tử đầy đắng chát, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhưng mà hắn cực kỳ không cam lòng, không thể ngờ có ngày mình trở thành thịt cá mặc người ta chém giết. Lý Vân Tiêu cảnh tỉnh, nói. Đừng cho rằng mình rất trâu bò, thời đại đã thay đổi, trường giang sóng sau đè sóng trước, kẻ tự cho là đúng như ngươi, lão mục nát khoe khoang tư cách giả đời, bổn thiếu gia thấy nhiều, gặp một đánh một, ai không phục đánh ai. Đã sống tới bây giờ rồi, như vậy phải tuân thủ quy tắc hiện tại, phải thành thành thật thật cúi đầu. Nam tử nghe xong liền ngây ngốc, cảm giác đúng là có vài phần đạo lý, nhưng mà nội tâm vẫn cảm thấy không đúng, lại không thể nói không đúng ở điểm nào. Lý Vân Tiêu quất một câu rồi mới lên tiếng. Vì sao ngươi tính toán chúng ta? Nam tử thành thành thật thật nói ra. Cô gái nhỏ kia hẳn là thiên phượng nhất thể, chậc chậc, đây chính là đồ tốt, nếu ta có được, lại lợi dụng thiên phượng chi lực nơi này tu luyện, thực lực có thể đột phá tới cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Lý Vân Tiêu nghe hắn nói muốn đoạt thiên phượng nhiết thể, lập tức sát cơ tóe lên, lạnh lùng nói. Vì tăng tu vị mình lên mà hy sinh người khác, xem ra ngươi cũng không phai. Cố Thanh Thanh nói. Ta có nghe qua sát nhân ma đầu Bàng Vân, đặc thù sử dụng năm đầu quỷ, xem ra là ngươi rồi. Nam tử sững sờ một chút, lập tức thừa nhận, cảm khái cùng đắc ý, nói. Không thể tưởng được còn có người nhớ rõ tên của ta, về phần hy sinh người khác. Ha ha, đây không phải chuyện bình thường sao? Đúng là không tính rất hiếm thấy, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi làm sao phát hiện thiên phượng niết thể từ xa như vậy? Nội tâm Lý Vân Tiêu sinh ra nghi hoặc rất lớn, hai mắt nhìn chằm chằm vào Bàng Vân, dưới cái nhìn chằm chằm của hắn, không ai có thể nói dối. Bàng Vân run lên, cảm giác linh hồn của mình bị người ta nhìn xuyên qua, kinh hãi cho nên không dám giấu giếm, nói. Vĩnh sinh chi giới chính là phong linh biến thành. Chúng ta nhiều năm qua thu nạp lực lượng có quan hệ tới thiên phượng,
thiên phượng chi lực cường đại bay qua lãnh địa của ta, ta làm sao không phát hiện ra cơ chứ? Lý Vân Tiêu cau mày nói. Chỉ đơn giản như vậy. Bàng Vân muốn một hồi, nói. Chỉ đơn giản như vậy, hoặc là ta có thể cảm ứng được lực lượng kỳ lạ. Lý Vân Tiêu biết rõ Bàng Vân không có nói sai, nhưng hắn vẫn nhìn qua Cố Thanh Thanh cùng Mục Tinh hai người. Mục Tinh nói. Ta trước khi còn không có nghĩ đến điểm này, Bàng Vân nói đúng, cô gái nhỏ này khi bước vào trọng khí tháp thì ta đã phát hiện ra thiên phượng chi lực. Sắc mặt Cố Thanh Thanh biến hóa, nói. Nói như vậy thì có phiền toái, người nọ ở cách chúng ta rất xa, trên đường đi có trời mới biết còn có bao nhiêu người cảm ứng được thiên phượng nhất thể, không bằng ngươi thu nàng vào trong giới thần bi đi. Giới thần bi. Sắc mặt Bàng Vân đại biến, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, cả kinh nói. Ngươi có giới thần bi. Giới thần bi tuy là bí mật cao cấp của đại lục, nhưng người sinh tồn trong vĩnh sinh chi giới không ai không phải là đỉnh phong của đại lục. Không muốn. Phi Nghê kiên quyết phản đối, cầu khẩn nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Phu quân, ta cảm giác rất tốt, Phi Nghê cảm thấy đã chạm đến bình chướng võ đạo, chờ lâu một hồi nhất định có thể đột phá. Lý Vân Tiêu suy nghĩ, nhân tiện nói. Tốt, ngươi lưu ở bên ngoài, mọi người chúng ta cẩn thận một ít. Người ở đây không dễ chọc, nhưng chúng ta cũng dễ chọc sao? Về phần Bàng Vân này, mọi người thấy nên xử trí thế nào? Sắc mặt Bàng Vân đại biến, vội hỏi. Tự nhiên là buông tha ta, chúng ta không oán không cừu, chỉ là một hồi hiểu lầm. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua hắn, mỉa mai nói. Hiểu lầm cũng có người chết, hơn nữa hiểu lầm như ngươi rất dễ dàng chết người. Bàng Vân ăn cả kinh, vạn phần đề phòng, vẫn âm thanh nói. Bổn tọa năm đó cũng là nhân vật phong vân một cõi, sao lại, há có thể mặc cho các ngươi xâm lược, cùng lắm là liều ngươi sống ta chết, ta cũng không tin liều chết chiến một trận còn không thể kéo thêm vài đệm lưng. Mắt hắn bắn ra hung quang, sắc mặt thập phần đáng ghét, là ánh mắt của kẻ giết người lão luyện. Cố Thanh Thanh biết rõ hắn cậy mạnh, nhưng vẫn nói. Thả hắn đi, không cần phải lãng phí thời gian tại đây. Nếu chiến đấu chấn động quá lớn. Sợ rằng sẽ dẫn lão quái vật từ nơi khác tiến tới đây. Đúng đúng, vị cô nương này nói đúng. Bàng Vân lập tức nói. Chỉ cần chư vị buông tha ta, ta sẽ cung cấp tọa độ không gian cho các ngươi, dùng thực lực các ngươi có lẽ có thể lấy được vật ấy cũng không chừng. Cái gì đó? Cố Thanh Thanh nổi hứng tò mò. Bàng Vân cười hắc hắc, nói. Vĩnh sinh chi giới chính là thiên phượng lông vũ biến thành, vậy các ngươi có biết thiên phượng có bao nhiêu lông vũ hay không? Cái nào chân quý nhất? Cố Thanh Thanh tức giận mắng. Dùng thường thức này hỏi chúng ta, người không ngại sao? Thiên phượng có hai cánh và phần đuôi có 9 lông vũ, trong 9 lông vũ này chỉ có 3 chủ vĩ linh là chân quý nhất, nó ngưng tụ một nửa lực lượng của thiên phượng. Nghe đồn vĩnh sinh chi giới này là một chủ vĩ linh biến thành. Trong mắt Bàng Vân có tinh mang lóe lên, nói. Đúng vậy, vậy ngươi cũng biết, năm đó thiên phượng vẫn lạc, 3 chủ vĩ linh đi nơi nào không? Sắc mặt Cố Thanh Thanh đại biến, ngay cả Mục Tinh cũng động dung, bí mật bực này bọn họ thật sự không biết. Bàng Vân cười hắc hắc hai tiếng, bộ dáng đặc sắc, nói. Trong đó có một cái bị đại nhân kia luyện hóa thành vĩnh sinh chi giới. Một cái tung tích không rõ, nghe đồn là sau khi thiên phượng vẫn lạc đánh rơi, cũng không biết thật giả. Về phần một cây cuối cùng đang ở đây, ở trong tay một đại nhân. Là ai? Cố Thanh Thanh và Mục Tinh đồng thời hỏi. Tên của người nọ ta không dám tùy tiện đề cập, nhưng ta có tọa độ không gian ẩn thân của hắn. Bàng Vân khẽ đảo tay, lập tức một cái hộp hình vuông xuất hiện, sau khi mở ra, bên trong có cái thìa như ngón tay, nó lẳng lặng nằm trên bàn. Bàng Vân chuyển động cái hộp vài cái, lúc này chỉ xoay một hướng. Cố Thanh Thanh sắc mặt có chút ngưng trọng, nói. Ta làm thế nào biết ngươi nói là thật hay giả? Ha ha, thiệt giả thì như thế nào? Ta cần thiết lừa các ngươi hay sao? Bàng Vân cười nói. Nếu là các ngươi có lòng tin thì đi thử một lần, còn không thì không cần đi, kim đồng hồ này ta tặng các ngươi. Dù sao thứ này đối với ta mà nói chỉ là gân gà, mà đối với các ngươi, đặc biệt là cô gái nhỏ này, đây chính là thiên đại cơ hội. Nếu thật sự có được thiên phượng vĩ linh, đừng nói đột phá võ đạo bước vào quy chân thần cảnh, cho dù là trưởng thiên thần cảnh cũng dễ dàng. Hắn nói câu này làm Lý Vân Tiêu động tâm, Phi Nghê cảm thấy huyết dịch bành trướng, cường giả rất hướng tới lực lượng,
làm cho nàng kích động thân thể run nhẹ nhẹ, tràn đầy kỳ vọng nhìn qua Lý Vân Tiêu. Khúc Hồng Nhan cười nói. Phi Dương, chúng ta đi thử xem, dù sao cũng không có việc gì. Nếu như có thể giúp Phi Nghê muội tử bước vào trường thiên thần cảnh, đối với chúng ta đều là một cái thật lớn trợ lực. Cố Thanh Thanh nhìn qua hướng kim đồng hồ, đột nhiên sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói. Người nói người nọ, chẳng lẽ là vị ở phía Bắc? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Mục Tinh cũng thay đổi. Bàng Vân mỉm cười nhìn qua nàng, gật đầu nói. Thì ra ngươi cũng biết. Trong mắt Cố Thanh Thanh bắn ra hàn quang, lạnh lùng nói. Ngươi quả nhiên không có hảo ý, thì ra là muốn chúng ta đi chịu chết. Chịu chết, lời này. Ánh mắt Bàng Vân lập lòe, cười lạnh nói. Ta cũng không nói các ngươi đi nhất định có thể chiếm được Vĩ Linh, nếu như là chuyện tốt, làm gì tới phiên các ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi ở phía Bắc rất mạnh sao? Cố Thanh Thanh trầm ngâm một hồi, nói. Rất mạnh là tự nhiên, hơn nữa người ở phía Bắc không phải là nhân tộc, mà là yêu hoàng 10 vạn năm trước, là yêu hoàng thời điểm xảy ra trận chiến phong ma. Ánh mắt của nàng nhìn qua Mạch. Cái gì? Mạch chấn động, điên cuồng lắc đầu nói. Không có khả năng, 10 vạn năm trước, nếu là yêu hoàng đại nhân thì chẳng lẽ là... Cố Thanh Thanh gật đầu nói. Chính là Phạm Yêu được người ta xưng là yêu hoàng mạnh nhất. Mạch ngây ngốc, Lý Vân Tiêu cho hắn thánh công, chính là công pháp chí cường của Phạm Yêu nhất tộc. Dọc theo con đường này hắn đã tìm hiểu, mặc dù thu hoạch không nhiều lắm, nhưng tâm tính vô cùng tốt, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn tất nhiên tìm hiểu thấu đáo, tu vị sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng bây giờ nghe nói sẽ gặp thủy tổ Phạm Yêu, hắn chấn kinh không nhỏ, Bàng Vân liếc mắt nhìn Mạch, cười nói. Cũng chưa chắc không có hy vọng, Phạm Yêu nghe đồn rất lợi hại. Trên thực tế như thế nào lại không người biết được, hơn nữa đã qua 10 vạn năm, nàng cũng duy trì bản thể bất diệt, thực lực tất nhiên sẽ không tiến bộ, nói không chừng các ngươi sẽ nhận được tiện nghi đấy. Cố Thanh Thanh hừ một tiếng, tức giận nói. Đừng vội nghe hắn nói bậy, tuy vĩnh sinh chi giới có không ít lão quái vật, nhưng bổn cô nương sợ cũng không nhiều, chỉ có vài cấm địa không ai dám đi, Phạm Yêu này là thứ nhất. Bất kể như thế nào, người nếu đi theo ta đi gặp đại nhân kia. Phải chăng có đi tìm Vĩ Linh của Phạm Yêu, phải nghe đại nhân nói đã. Bàng Vân cau mày nói. Các ngươi hiện tại muốn đi đâu? Cố Thanh Thanh chừng hắn, khiển trách. Liên quan gì tới ngươi? Bàng Vân lập tức câm miệng không nói, nhưng trong lòng là dễ dàng hơn, hắn cảm giác được tâm tình đám người này đã bình thản, không có nửa điểm sát khí, mạng của mình xem như được bảo trụ rồi. Lý Vân Tiêu nói. Tốt, vậy tùy ngươi đi. Không có Bàng Vân quấy nhiễu, kim đồng hồ lập tức khôi phục bình thường, mấy người hóa thành độn quang, bay theo hướng kim đồng hồ. Bàng Vân lẳng lặng nhìn đám người biến mất, lúc này sắc mặt ngưng trọng. Giới thần bi, thực Vĩ Linh, chậc chậc, thật nhiều đấy. Hắn cười lạnh, trầm ngâm. Người nọ đã người mang giới thần bi, tất nhiên cũng là thiên mệnh giả, có nhiều khả năng sẽ đi phía Bắc tìm Thiên Phượng Vĩ Linh. Nói như vậy ta có thể đi xem, nói không chừng có thể từ đó nhặt chút tiện nghi. Nếu tiểu tử kia bị Phạm Yêu giết, nói không chừng còn có cơ hội chiếm được giới thần bi đấy. Nghĩ tới đây, Bàng Vân chỉ cảm thấy nội tâm nóng lên, bay đi. Đám người Lý Vân Tiêu bay một hồi, đột nhiên Lý Vân Tiêu phát giác cái gì đó, nói. Phi Nghê, ngươi như thế nào? Ta sắp chạm tới bình chướng võ đạo, muốn đột phá vách ngăn này, lại như có như không. Mỗi một lần dùng sức đều như rơi vào hư không, không bắt được trọng điểm. Phi Nghê lo nghĩ, vẻ mặt buồn bực. Lý Vân Tiêu nói. Không cần phải gấp gáp, ngươi giờ phút này chỉ chạm tới mà thôi, lực lượng tích lũy vẫn không có thể đạt tới mức biến chất. Tính tâm chậm rãi thu nạp lực lượng thiên phượng, đến lúc đó tự nhiên nước chảy thành sông. Ân. Phi Nghê khẽ dạ, chậm rãi bình tĩnh lại. Cố Thanh Thanh lo lắng, nói. Thiên phượng chân lực trên người Phi Nghê quá gây chú ý người ngoài, vừa rồi bay qua hai nơi, ta cảm giác được có người dò xét chúng ta. Lý Vân Tiêu nói, chuyên tâm chạy đi, đừng nghĩ nhiều, nếu Phi Nghê đạt tới bình cảnh, chúng ta sẽ dùng lại hộ pháp cho nàng, chờ đột phá lại đi. Ân, tới bây giờ vẫn bình thường, dù sao không phải tất cả mọi người đều có tâm tư lợi như Bàng Vân. Còn nữa, người có thể vào vĩnh sinh chi giới không phải không có kiêng kỵ. Không có 10 phần nắm chắc sẽ không dễ dàng động thủ. Cố Thanh Thanh cũng thoải mái, buông lỏng tinh thần,
tiếp tục tiến lên theo kim đồng hồ. Trên đường đi bọn họ gặp vài cơn phong bạo, không có nguy hiểm gì khác, làm Lý Vân Tiêu cảm thấy hứng thú là, năng lượng phong bạo là thiên phượng chân lực trải qua dị hóa thời gian dài, bị cương phong thổi qua tạo thành hiện tượng thiên văn. Cá sấu phi thường hứng thú với phong bạo, Lý Vân Tiêu thả nó thôn phệ vài đạo năng lượng phong bạo, thân thể bành trướng thật lớn, vậy mà khép hờ, bộ dáng buồn ngủ. Phi Nghê dở khóc dở cười, mắng. Xuẩn vật này thôn phệ vài đạo phong bạo, hấp thu thiên phượng chân lực còn nhiều hơn cả ta. Kỳ thật cá sấu vốn là gió mạnh thân thể, vô chất vô hình, thôn phệ bao nhiêu cũng sẽ không no bụng, hiện tại hiển nhiên đã sinh ra biến hóa, lúc này mới trở nên nửa chết nửa sống, hữu khí vô lực. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ đầu cá sấu, mỉm cười, liền tiếp tục bay đi. Mấy ngày sau, mọi người đi tới chỗ tối tăm không ánh sáng, tất cả đều là nham thạch màu xám, không có thứ gì khác. Cố Thanh Thanh vui vẻ, nói. Đến, ở gần đây. Mọi người bay thấp tới đỉnh núi, trên đỉnh núi này bốn phía gập ghềnh, linh khí thiếu thốn. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói. Ngươi muốn tìm người nọ, xác định ở gần đây sao? Ở nơi khác có nhiều chỗ tốt hơn nơi này nhiều, vì sao lại chọn nơi hoang vắng này chứ? Cố Thanh Thanh lắc đầu nói. Ta không biết, nhưng đại nhân có đạo lý của hắn, đi theo ta. Mấy người bay tới phía trước, rất nhanh tìm tới trước sơn cốc thấp bé, phía trước có một ký hiệu màu vàng, lóe lên rồi biến mất. Cố Thanh Thanh đại hỉ, đây là đánh dấu cấm địa, nàng đang muốn tiến vào sơn cốc. Đột nhiên thân thể trì trệ, cảm nhận được cái gì đó, nhìn qua giữa không trung. Là ai? Cố Thanh Thanh trầm giọng quát, thu chân lại, ánh mắt tàn khốc. Sơn cốc trước mặt có tiếng nói ung dung vang lên. Các ngươi cũng tới tìm Bách Luân Kết Y. Giọng nói vang lên, một thân ảnh lạnh thấu xương xuất hiện trước tảng đá, trên người mặc chiến y màu xanh, đầu đội kim quan, chắp tay trước người. Lý Vân Tiêu lúc này mới biết kẻ cần tìm tên Bách Luân Kết Y, cái tên thật kỳ quái. Mục Tinh dường như biết rõ cái gì, hoảng sợ nói. Bách Luân Kết Y, không, điều đó không có khả năng a. Tuy hắn có thân thể khôi lỗi, trong mắt kinh hãi, thất thố kêu lên. Người này đã sớm chết rồi, làm sao có thể còn ở trong vĩnh sinh chi giới. Sắc mặt Cố Thanh Thanh khó nhìn, nhìn chằm chằm vào nam tử mặc chiến y, quát. Người rốt cuộc là ai? Ánh mắt của nàng đầy lo nghĩ, nhìn vào sơn cốc, sợ có dị biến, thần thức vừa vào đã biến mất vô tung vô ảnh. Ánh mắt nam tử nhìn qua mọi người, không có bất kỳ biểu lộ gì, lạnh nhạt nói ra. Thứ tự trước sau, các ngươi chờ bên ngoài đi. Cố Thanh Thanh chấn động nói. Bên trong còn có người. Nam tử cũng không đáp lời, ngược lại thò tay ra, năm ngón tay mở rộng. Trong lòng bàn tay có lam sắc quang mang như nước chảy, hóa thành một đạo kết giới, thôn vệ cửa vào sơn cốc. Cố Thanh Thanh giận quá thành cười, rốt cục không có nhẫn nại, quát mắng. Cút cho ta. Thân thể bạo lên, vận chuyển thái du hồng trần quyết. Hai tay không ngừng kết ấn, đập mạnh vào kết giới kia. Trong mắt nam tử mặc chiến y hiện ra vẻ tàn khốc, thân thể khẽ động, một tay đánh vào trong kết giới, đánh lên thái du hồng trần quyết. Oanh! Thái du hồng trần quyết bị đánh nát, càng có ánh mắt đánh lên người Cố Thanh Thanh. Mau ra tay a, sao các người đứng nhìn như thế? Cố Thanh Thanh tức giận nhìn qua đám người Lý Vân Tiêu, mắng. Chẳng lẽ để cho con gái yếu ớt như ta xung phong? Các ngươi không xấu hổ sao? Nói xong, nàng cũng không dám đón đỡ, thân thể bay lên không trung, thi triển ra mấy đạo thân pháp, tránh qua một kích này. Sau khi tránh thoát, Cố Thanh Thanh bay tới trước kết giới nhìn qua nam tử chiến y. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Ngươi là nữ nhân điên, lúc nào biến con gái yếu ớt? Cố Thanh Thanh đầy vẻ lo lắng, trầm giọng nói. Không tâm tư nói đùa với ngươi, tranh thủ thời gian phá vỡ kết giới cho ta. Bách Luân Kết Y đại nhân chưa bao giờ lui tới với người ngoài, bên trong chắc chắn xảy ra chuyện. Lý Vân Tiêu lúc này mới thu liếm tươi cười, những người còn lại sinh ra lực lượng chấn động, đồng tử nam tử chiến y co rút lại, dường như cũng lòng có kiêng kỵ, nói. Các ngươi là người bên ngoài tới đây. Lý Vân Tiêu nhìn qua hắn, nói. Từ ngoài tới có thể đi vào không? Nam tử chiến y quả quyết bác bỏ. Đương nhiên không thể. Lý Vân Tiêu lại hỏi. Vậy từ trong đây, nam tử chiến y vẫn nói. Cũng không thể. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói.
vậy tại sao ta phải cho ngươi biết đáp án? Chiến y nam tử. Cố Thanh Thanh trầm giọng nói. Đừng nói nhảm, kéo dài thêm một chút sẽ nguy hiểm một chút. Hai tay của nàng bấm niệm pháp quyết, lại thi triển Thái Du Hồng Trần Quyết. Trong hai tay Lý Vân Tiêu sinh ra lôi điện, tiếng nổ đùng đùng vang lên không dứt, biến ảo thành các đồ án khác nhau. Cuối cùng ngưng tụ thành hai đạo lôi long, chúng bay tới phía trước, hắn quát. Đều ra tay. Lôi long gào thét, một kích đánh vào kết giới nhưng lại không tán đi, mà hóa thành vô số lôi xà thật nhỏ tiếp tục bám vào kết giới lên, dốc sức chui vào bên trong. Những người còn lại cũng động thủ bố tử, ba người đi theo Lý Vân Tiêu một thời gian ngắn, hiện tại vẫn nghe lời hắn, lúc này lấy huyền khí ra. Khúc Hồng Nhan, Mạch, thậm chí Mục Tinh cũng đột nhiên ra tay. 7-8 công kích cực mạnh đánh qua, kết giới không thể gánh nổi, lập tức nghiền nát, hơn nữa lực lượng như mãnh thú, tiếp tục đánh thẳng về phía trước. Nam tử chiến y biến sắc, hắn hóa thành tàn ảnh lui ra phía sau, giơ tay cầm một vật, chỉ thấy ngân quang lóe lên, vô số linh khí chung quanh hội tụ vào bên trong. Lý Vân Tiêu thấy rõ trong hào quang này là một cái đại ấn, trên đó khắc ký tự cổ xưa, chính là Ma Ha cổ tự. Ầm ầm, ngân ấn nổ đùng đùng. Lực lượng khổng lồ phun ra nuốt vào, long trời lỡ đất. Ầm ầm, cả sơn cốc bị nện ra một hố to, phạm vi vài chục trượng. Lý Vân Tiêu kinh hãi phát hiện, tầng nham thạch nơi này cực kỳ chắc chắn, nếu là ở thiên võ giới, mọi người liên thủ, sơn cốc này đã tan thành mây khói. Nam tử chiến y chấn động liên tục, thân thể trực tiếp bị đẩy vào trong sơn cốc, ánh mắt đầy sợ hãi, hai tay bắt quyết. Ma Ha cổ tự trên đại ấn phân giải ra. Lại hóa thành ký tự liên tục, không ngừng bảo vệ hắn. Mẹ nó, đây là huyền khí gì, tại sao chưa từng nghe nói qua? Lý Vân Tiêu đã giật mình, tuy không rõ đây là huyền khí gì, nhưng ấn áp tứ phương, trận thành hình tròn, chính giữa có lực lượng quy tắc phù hợp với càn khôn. Không tốt, đây là phúc địa ấn. Ánh mắt Mục Tinh lóe lên, hiểu rõ đây là thứ gì, la hoảng lên, hoảng sợ nhìn ngân quang đang nện thẳng xuống bọn họ. Cố Thanh Thanh cũng há hốc mồm, cả kinh nói. Nghe đồn chính là phiên thiên và phúc địa hai ấn có uy lực mạnh nhất thời cổ. Nàng mơ hồ có chút hối hận, người ăn mặc lôi thôi trước mặt này, hơn nữa chiến y kiểu dáng hiển nhiên phi thường cổ xưa, có trời mới biết người nọ là lão quái vật thời đại nào. Mọi người bị cái ấn này bao phủ, cất bước vô cùng gian nan. Đột nhiên Lý Vân Tiêu ném đầu xuất thiên phong ra ngoài, nó đón gió bành trướng, mọc lên như nắm sau mưa. Ầm ầm, phúc địa ấn đánh vào đâu xuất thiên phong, càn khôn thay đổi, không gian chung quanh chấn động kịch liệt. Đám người Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thiên địa cải biến, bị cuốn vào không gian phong bạo, qua mấy hô hấp mới trở nên bình thường. Phốc, Lý Vân Tiêu đứng vững sau đó thổ huyết. Đâu xuất thiên phong dù chưa hoàn toàn bị luyện hóa, nhưng đã tâm thần tương liên, một kích này chấn động thân thể hắn, tổn thương lúc trước càng nặng hơn. Ê. Nội tâm Lý Vân Tiêu phàn nàn, thầm nghĩ. Bết bát nhất là, chỉ sợ không thể rời khỏi đây. Chỉ thấy đâu xuất thiên phong bị đánh vào mặt đất, sơn nửa sơn thể bị vùi dưới đất đá. Cảnh tượng kinh khủng này, từ lúc đâu xuất thiên phong ra đời tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Vào lúc này nam tử chiến y giơ tay cầm lấy phúc địa ấn, vẫn không nhúc nhích, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Phốc, nam tử kia cũng bị phản chấn. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, đưa tay thu hồi phúc địa ấn, bản thân vô cùng cẩn thận. Mục Tinh còn chấn động trong uy lực cú va chạm vừa rồi, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, nói. Các hạ đã mang phúc địa ấn, phiên thiên ấn đâu? Nam tử chiến y bình ổn chân nguyên, xương cốt kêu đùng đùng, lúc này làm tư thái phòng ngự, dường như cũng không có ý định nói chuyện, nhưng cũng không cho bọn họ vào cốc. Mục Tinh thấy hắn không nói, cau mày nói. Xin hỏi danh hào các hạ. Nam tử chiến y nói. Chiến phách. Cái tên thập phần lạ lẫm, dường như cũng không có người nghe qua. Mục Tinh cùng Cố Thanh Thanh nhìn nhau. Hai người lắc đầu. Cố Thanh Thanh nói. Chưa từng nghe qua, vậy cũng không cần khách khí. Lý Vân Tiêu, dùng đâu xuất thiên phong của ngươi nện đi, bức người kia hiện thân. Tốt. Lý Vân Tiêu cũng thở sâu, bình ổn thương thế bản thân, lại vận dụng đâu xuất thiên phong nên thẳng tới. Trên thân ngọn núi tỏa ra hào quang sáu màu. Chiến phách cả kinh, nhịn không được lui về phía sau một bước. Đột nhiên bên cạnh hắn có kim quang lóe lên, trống rỗng xuất hiện một người tới,
cũng mặc chiến y, sắc mặt lạnh lùng nhìn qua mọi người. Đại ca, Chiến Phách cả kinh, mới kịp phản ứng, vui vẻ nhìn qua nam tử bên cạnh, nói. Tốt rồi. Nam tử kia chính là huynh trưởng Chiến Phách, tên là Chiến Du, sắc mặt phi thường trầm ngưng, lắc đầu nói. Lão bất tử không chịu suy tính, mặc kệ ta uy bức dụ lợi thế nào cũng không làm. Cố Thanh Thanh kinh hãi, tức giận nói. Các ngươi làm gì đại nhân? Chiến Phách nhíu mày, nói. Vậy làm sao bây giờ? Chiến Du lạnh lùng nói. Nếu vĩnh sinh chi giới mở ra, khẳng định quy tắc đã trở lại đại địa, chúng ta không cần phong ấn bản thân mình, có thể trở lại thiên võ giới. Về phần lão bất tử này, ta ý định cùng mang đi. Ta cũng không tin huynh đệ chúng ta không có biện pháp làm gì được hắn. Hắn lạnh lùng nhìn qua mọi người, trách móc nặng nề. Như thế nào, một bầy kiến hôi cũng không thu thập được, sao ngươi rác rưởi thế? Chiến Phách xấu hổ cúi đầu xuống, nói. Đại ca, bọn chúng thực lực không thể khinh thường. Hơn nữa ngọn núi của tiểu tử kia dường như do thiên hạ ngũ hành thổ ngưng tụ thành, không biết luyện hóa thế nào mà lợi hại thế, có thể áp chế phúc địa ấn. A. Ánh mắt Chiến Du ngưng tụ, nhìn qua ngọn núi trong tay Lý Vân Tiêu, đột nhiên đồng quang lóe lên, ngưng trọng nói. Đây là thủ pháp luyện chế thượng cổ, hội tụ nguyên tố thổ hệ khác nhau sinh ra, trong ấn tượng của ta có một thứ như vậy, gọi là thất sắc đầu xuất thiên. Lý Vân Tiêu chấn động, nội tâm vô cùng kinh hãi, linh mục địch chính là dựa vào thủ pháp này luyện chế đầu xuất thiên phong, không thể ngờ người trước mặt lại nhìn ra. Chiến Phách cũng cả kinh nói. Luyện chế cổ pháp, chẳng lẽ cũng giống phúc địa ấn của chúng ta? Chậc chậc, chuyện trở nên có ý tứ rồi. Không chỉ có thất sắc đầu xuất thiên, hơn nữa ta không nhìn lầm thì nữ tử này có thiên phượng nhất thể. Khóe miệng Chiến Du cười dữ tợn, hai mắt nhìn chằm chằm vào Phi Nghê. Hiển nhiên thất sắc đầu xuất thiên tuy làm hắn cảm thấy có ý tứ, nhưng xa xa không bằng Phi Nghê. Thiên phượng nhất thể. Chiến Phách cũng ăn cả kinh, lúc này mới cẩn thận quan sát Phi Nghê. Xác thực cảm nhận được thiên phượng chân lực mênh mông trên người của nàng. Ha ha ha, thật sự là vận khí tốt, ông trời lại đưa thiên phượng niết thể cho chúng ta. Chiến Du nhìn chằm chằm vào Phi Nghê, càng nhìn càng ưa thích, cười lên ha ha. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi thật sự tự tin, xác định không phải đưa ngươi đi gặp Diêm Vương sao? Trong mắt Chiến Du đầy mỉa mai, nói. Nguyên vẹn đầu xuất thiên hẳn là 7 màu, mà ngươi chỉ có 6 màu. Hiển nhiên còn chưa luyện thành, hơn nữa ta thấy khí sắc của ngươi cực kém, căn bản không có lực đánh một trận. Đám người còn lại tuy khó giải quyết, nhưng mà bổn tọa có nắm chắc. Thân thể của hắn lóe lên, hắn trực tiếp xông thẳng tới, cuồng vọng đến cực điểm. Thân pháp vừa động đã xuất hiện trước mặt Phi Nghê. Năm ngón tay duỗi ra, trong thiên địa xuất hiện 5 cây cột lớn, hóa thành lồng giam màu vàng chụp xuống. Thấy hắn cuồng vọng như thế, xem Phi Nghê như vật trong tay của mình. Lập tức làm mọi người tức giận. Phi Nghê cũng giận dữ khó nén, thân thể bốc cháy, hóa thành hình thái thiên phượng, dương cánh bay lên không. Biển lửa khôn cùng tỏa ra, 5 cột sáng màu vàng chấn động, nhưng nàng không cách nào thoát ra khỏi lao lung này. 5 cột sáng xuyên thấu qua biển lửa, trực tiếp bắn vào đại địa, sau đó Chiến Du nắm tay lại. Một chiêu này kinh thiên động địa, Phi Nghê biến thành phượng ảnh bị bức trở lại chân thân, bị 5 cột sáng nhốt vào trong. Lập tức hoảng hốt. Đột nhiên không gian sau lưng Chiến Du thay đổi, Lý Vân Tiêu thuấn di đánh ra một trường. Đầu xuất thiên phong trong tay biến lớn. Tìm đường chết. Chiến Du quát một tiếng, nâng tay còn lại lên, kim quang chói mắt lập lòe, trong đó vô số trận vân hiển hiện, khó dung hợp với kim quác. Ầm ầm, nghiêng trời lệch đất, thay đổi bất ngờ, thời không ngưng kết, tất cả diễn ra quá nhanh. Phốc, Lý Vân Tiêu phun máu lần nữa. Trên người sinh ra kim quang, hào quang lưu ly trên người bắn ra chung quanh, hắn rơi thẳng xuống đất. Phu quân, Phi Dương, Phi Nghê và Khúc Hồng Nhan đồng thời kinh hô, Phi Nghê khẩn trương, nàng thi triển thần thông thế nào cũng không được, hơn nữa lồng giam càng ngày càng nhỏ, nàng sắp bị giam triệt để. Khúc Hồng Nhan bay xuống, ngăn cản trước mặt Lý Vân Tiêu. Chiến Du đánh một kích cũng không đắc ý, sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Ánh mắt kinh nghi bất định nói. Đây chính là Nam vực Vương Hiểu Phong lưu ly quang minh thân. Ngươi nên lo cho mình trước đi. Mấy đạo quang mang phóng lên trời, đồng thời ra tay vây công Chiến Du. Chiến Du nhướng mày,
bố tử ba người hắn xem nhẹ, phất tay áo bắn ra một đạo kim quang đánh lui ba người. Mà Cố Thanh Thanh, Mục Tinh cùng Mạch làm hắn cảnh giác, tay trái kết ấn nện xuống. Ầm ầm, phiên thiên ấn bay ra, dễ dàng nghiền nát không gian, lập tức ngăn cản ba người này. Cố Thanh Thanh vốn thực lực yếu nhất, giống như Lý Vân Tiêu, nàng phun ra một ngụm máu sau đó rơi xuống đất. Mục Tinh thì bị phiên thiên ấn đánh bay mấy ngàn trượng. Chỉ còn Mạch chống đỡ tại chỗ, trên người huyết quang đại thịnh, lùi mấy trăm trượng mới tiêu trừ lực lượng này. Ân, hư cực thần cảnh, quả nhiên có chút bổn sự, chiến phách, người này giao cho ngươi. Sắc mặt Chiến Du biến hóa, lập tức cảm ứng được khí tức trên người Mạch, nhưng cũng chỉ tiến vào hư cực thần cảnh mấy hô hấp mà thôi, sau khi đánh tan lực lượng phiên thiên ấn lại trở về trường thiên thần cảnh. Cho nên Chiến Du lúc này phán đoán, Mạch không thể duy trì dạng thái hư cực thần cảnh thời gian dài. Năm ngón tay siết chặt, năm đạo kim quang xoắn lại, khóa chặt Phi Nghê bên trong. A, à, Phi Nghê thống khổ kêu thảm một tiếng, kim mang tiến vào cơ thể, trên người có máu tươi chảy ra. Trên người nàng còn có phượng hỏa bất diệt, không phân rõ là hỏa diễm hay là máu của nàng. Long cong, Khúc Hồng Nhan chém một kiếm, Tử Tiêu kiếm đánh vào năm cột sáng, vô số kiếm khí chém nứt hai cột sáng. Sau đó lại hoành kiếm chém ra tới, muốn chém nứt ba cột sáng còn lại. Dừng tay, Chiến Du tức giận quát một tiếng, năm ngón tay bắn ra mấy đạo kim quang, lăng lệ như kiếm, mỗi một đạo dễ dàng chém nứt hư không. Bành, 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 Khúc Hồng Nhan giật mình, vội vàng thu kiếm phòng ngự, mấy đạo kim mang bắn vào thân kiếm bước nàng quay về. Sắc mặt Chiến Du âm trầm, cũng nhìn ra Khúc Hồng Nhan là nhân vật khó chơi, ngày hôm nay Phượng Niết Thể đến tay, cũng không muốn dây dưa quá nhiều, năm ngón tay nắm lại. Ba cột sáng khóa chặt Phi Nghê, máu tươi bắn ra, Phi Nghê cực kỳ thống khổ. A, à, đột nhiên một tiếng kêu vang lên bên tai Chiến Du, giống như có giọng nói đang thì thầm với mình. Ai? Chiến Du kinh hãi, toàn thân run lên, vội vàng quay đầu lại. Sau lưng không thấy bóng dáng, chỉ có đồng tử cực lớn nhìn hắn. Nguyệt Đồng. Nội tâm Chiến Du cả kinh, nhưng lại không bối rối, hai mắt co rút lại, cũng dùng tinh thần lực công kích tới. Ầm ầm. Cảnh tượng Nguyệt Đồng nhấp nhô, sau đó tan vỡ. Nhưng cảnh tượng nứt vỡ xong, 12 đạo thân ảnh uy áp mênh mông bao phủ lấy hắn. Trận pháp. Chiến Du nhìn thấu, nội tâm hơi cả kinh, mặc dù không thể phân biệt là trận gì, nhưng hiển nhiên cực kỳ phi phàm. Nhưng hắn cũng không bối rối, mà là nhìn qua bên cạnh khôi lỗi cư xê lớn, Lý Vân Tiêu đang kết ấn, trên người còn mang theo vết máu, không chỉ có như thế, mắt phải cũng bị thương, máu tươi còn chảy xuống. Chậc chậc, lợi dụng đồng thuật tranh thủ thời gian kết trận, đúng là kẻ kiên cường nha. Chiến Du lạnh cười rộ lên, năm ngón tay bóp chặt, kim quang bao phủ Phi Nghê như cầm hàng hóa trong tay mình. Phi Nghê giờ phút này dường như ngất đi, máu thiên phượng không ngừng chảy ra ngoài. Khúc Hồng Nhan xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu, hãi hùng khiếp vía nhìn qua Lý Vân Tiêu, kêu. Phi Dương. Lý Vân Tiêu vào lúc này cực kỳ đáng sợ, dưới gương mặt bình tĩnh nhìn không ra một tia rung động, mắt phải là Nguyệt Đồng chiếm cứ, gân xanh không ngừng nổi lên. Phi Dương, ngươi không sao chớ. Trong lòng Khúc Hồng Nhan có cảm giác sợ hãi, thật sự là vì Lý Vân Tiêu tổn thương quá nặng. Ta không sao. Lý Vân Tiêu nói ra ba chữ này sau đó bắt ấn quyết. Đây rốt cuộc là cái trận gì? Chiến Du thấp giọng quát hỏi. Nhưng Lý Vân Tiêu cũng không trả lời, hắn không ngừng kết ấn quyết, hiện tượng thiên văn không ngừng sinh ra. Mấy người bên ngoài trận pháp cũng bị kinh động. Chiến phách đang chém giết với Mạch bất phân thắng bại, phúc địa ấn chỉ còn 2/3 uy năng, đối phó người mạnh như Mạch không thể tùy tiện dùng, bởi vì hắn chỉ còn có thể sử dụng 2 lần mà thôi. Cố Thanh Thanh vô cùng khiếp sợ nhìn qua thập nhị đô thiên thần sát trận. Khí tức của trận pháp làm nàng sợ hãi. Đột nhiên một đạo quang mang bay tới, chính là Mục Tinh vừa bị đánh bay, bay tới bên cạnh Cố Thanh Thanh, vừa mừng vừa sợ nhìn qua trận pháp. Lục đinh lục giáp là do hắn luyện chế ra, hắn rõ uy lực của nó như lòng bàn tay, huống chi giờ phút này được Mục Trần hoàn thiện, uy lực vô cùng mạnh mẽ, tái hiện thượng cổ hung trận. Hiện tại lo lắng duy nhất là thực lực Lý Vân Tiêu có đủ chèo chống trận pháp hay không. Trong thần sát trận, Lý Vân Tiêu đưa tay về phía trước, đột nhiên duỗi một tay ra đánh ấn quyết. Lúc này trên không trung sinh ra tầng sáng lắc lư, khôi lỗi trước mặt Chiến Du cũng bắt ấn quyết.
khôi lỗi cũng không hóa thành cự linh, nhưng chỉ cao bằng 2/3 người thường. Thần thái khôi lỗi giống hết chân thân, ánh mắt tức giận nhìn qua chiến du. Khôi lỗi đánh ra một trường, có thể nhìn thấy trong trường pháp là cả tòa trận pháp màu xanh, tất cả lực lượng tập trung vào một trường này. Ầm ầm, một trường của khôi lỗi đánh nát không khí, trạng thái chân không sinh ra, tiếng nổ vang lên liên tục, làm người ta đau đầu như búa bổ. Nội tâm chiến du cả kinh, uy lực một trường này mặc dù không đánh bại hắn, nhưng cũng không muốn ngạnh kháng với khôi lỗi, không thể không dùng huyền khí đối kháng. Kim quang lóe lên, hắn nhanh chóng tránh né một kích này. Nhưng ai ngờ trưởng thế khôi lỗi biến hóa, lại lăng không đổi chiêu, năm ngón tay đánh ra một chảo, năng lượng nổ tung trong lòng bàn tay, hóa thành vòng xoáy sáng ngời. Thân ảnh khôi lỗi sáng lên, lại biến mất tại chỗ, sau một khắc trực tiếp thuấn di đến phía trước chiến du, lại đảo quanh người hắn. Cái gì? Trong mắt chiến du mở to lên, thật không ngờ rất cơ trí, đây còn là khôi lỗi sao? Hơn nữa khôi lỗi đánh ra vòng xoáy kia, khóe miệng dường như hơi nhếch lên, là cười lạnh. Đây thật sự là khôi lỗi sao? Chiến du lại ngơ ngẩn, nội tâm sụp đổ. Nhưng tình thế không cho hắn suy nghĩ nhiều, quát lên một tiếng, dùng đại ấn ngăn cản một kích này. Ầm ầm, vòng xoáy đánh tan đại ấn, khí kình xuyên thấu ra chung quanh. Nhưng nội tâm chiến du lại cả kinh, sau khi thừa nhận một kích của khôi lỗi liền lui ra phía sau. Trên ngực khôi lỗi có vết lõm sâu. Đột nhiên toàn thân khôi lỗi sinh ra rất nhiều lôi điện, hội tụ vào chỗ lõm, tiếng lôi điện đùng đùng vang lên không dứt. Lôi đình rèn luyện. Thần sắc Lý Vân Tiêu bất động, nhưng ánh mắt lập lòe, trong đầu hiện ra rất nhiều tin tức, đều là mục tinh truyền thụ cho hắn, một nửa đã tiêu hóa, còn có một nửa chưa tiêu hóa. Những trong khôi lỗi này không chỉ chứa trí nhớ nguyên kim, lại có đại lượng mảnh vỡ lôi thạch, có thể chuyển hóa lôi linh khí. Phối hợp trí nhớ nguyên kim tôi thể, giúp bản tôn nhanh chóng phục hồi như cũ. Hơn nữa lôi điện bị kích hoạt, cả trận pháp đều sinh ra cảm ứng, có lực lượng cuồn cuộn vận chuyển tới, rót vào trong khôi lỗi, bổ sung lực lượng tiêu hao. Nội tâm chiến du hoảng hốt, với ánh mắt của hắn cũng phát hiện khôi lỗi bất phàm, lập tức hiểu tình cảnh bản thân, đây là trận pháp cực mạnh, thậm chí uy thế trước mặt cũng chỉ là một phần của trận pháp. Đột nhiên có ba khôi lỗi chuyển động. Chúng từ các hướng tấn công chiến du. Ba đạo khôi lỗi thi triển ra vũ kỹ khác nhau, công kích hóa thành các loại tàn ảnh. Bành bành bành. Hơn 10 đạo tàn ảnh đánh nát kim quang hộ thân quanh người chiến du. Sắc mặt chiến du cực kỳ khó coi, ánh mắt bắn tinh quang, sóng mắt như nước, cũng không có cảm xúc mặt trái hiện ra, hiển nhiên là phi thường bình tĩnh. Thân pháp của hắn thập phần xảo diệu, mỗi một bước đều rất huyền diệu. Tuy bốn khôi lỗi vây công nhưng vẫn không làm gì được hắn. Bốn khôi lỗi xuất mấy trăm chiêu, chiến du tổng cộng chỉ xuất hơn 10 chiêu, hơn nữa chỉ một chút là dừng, hoàn toàn không muốn liều mạng. Hắn vừa né tránh vừa quan sát nhược điểm trận pháp, nhưng mà ánh mắt càng ngày càng khó coi, hiển nhiên không nhìn ra cái gì. Không có khả năng, phàm là trận pháp thì nhất định có nhược điểm, trừ phi là dùng thiên đạo quy tắc ngưng tụ thành đạo trận, bản thân là đạo biến hóa mới không chê vào đâu được. Dưới đạo pháp quy tắc sẽ có nhược điểm. Chiến du mang theo phi nghê đảo quanh, không có tìm ra nhược điểm, như vậy chỉ có một khả năng, trận pháp này mặc dù có nhược điểm, nó đã vượt qua phạm trù hiểu biết của hắn, cho nên hắn không phá được. Mục tinh quan sát một hồi, nói. Thân pháp của chiến du chính là, đạo bộ, là đại năng thượng cổ quan sát sao trời vận chuyển, bắt chước quý tích thiên đạo sáng chế thân pháp, lúc thi triển có bóng dáng thiên đạo, cho nên cực kỳ huyền diệu. Cố Thanh Thanh cả kinh tột đỉnh, cố ghi nhớ thân pháp này, hy vọng có thể học được một hai, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, mỗi khi nhớ xong lại quên, hoàn toàn không nhớ được gì. Không cần uổng phí công sức, nếu là đạo bộ, há có thể dùng thức hải ghi nhớ. Mục tinh nhìn ra nàng bối rối, hừ nhẹ một tiếng, nói. Tuy là đạo bộ, nhưng dưới thập nhị đô thiên thần sát trận vẫn không thể chạy ra được đâu, nhưng mà Lý Vân Tiêu có băn khoăn, sợ làm tổn thương thiên phượng nhất thể. Cho nên không dám thi triển những chiêu thức bá đạo, bằng không trận chiến này không kéo dài như thế. Hai người nói chuyện cũng không che lấp, chiến phách đang đại chiến với mạch cũng nghe rõ ràng, toàn thân đại chấn, kinh hãi nói. Thượng cổ tam đại sát trận, thập nhi đô thiên thần sát trận. Sắc mặt chiến phách âm trầm như nước, nội tâm kiên định bắt đầu dao động. Mặc dù địch nhân mạnh hơn nữa, hắn cũng tự tin chiến du có thể chiến thắng, nhưng trước mắt chính là một trong tam đại sát trận.
Từ khi thiên địa sơ khai, thai nghén vạn vật, vô số sinh linh diễn hóa ra, không ngừng chinh phạt, giết chóc chưa từng đình chỉ qua. Trong năm tháng dài dằng dặc này, chỉ vẹn vẹn có 3 tòa trận pháp hung danh hiển hách, vô số sinh linh chết đi, cho nên oán khí trùng thiên, dẫn tới thiên đạo từ bi, đánh xuống thiên phạt, triệt để tuyệt diệt trận pháp khỏi hậu thế, từ đó về sau vạn cổ không còn, mặc dù có lưu một ít trận đồ, cũng chỉ là tàn tổn hại, khó có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Tuy Chiến Phách không tin đó là thập nhị đô thiên thần sát trận nguyên vẹn, nhưng nó có hung danh hiển hách, như sấm bên tai, lại thấy Chiến Du không thể thoát khốn, tin tưởng đã rung chuyển. Rốt cục đánh bay mạch thoát thân, hắn xuất hiện trên thần sát trận. Tay trái nâng lên, ngân quang sáng ngời, hào quang màu bạc bao phủ đầy trời. Phúc địa ấn, ầm ầm, một đại ấn màu bạc như ngọn núi nhỏ đánh thẳng vào thần sát trận, tạo ra thiên băng địa liệt. 12 tôn khôi lỗi đồng thời mở mắt ra, trợn mắt nhìn, không ngừng thi triển ấn quyết. Từng đạo kim quang sinh ra trên người khôi lỗi, hóa thành tầng tầng trận quang, ngăn cản ngân quang, huyền khí sáng ngời. Chiến Du cũng đồng thời hét lớn một tiếng, dường như xem chuẩn cơ hội. Trận thế không xem vào đâu được, mặc dù lại quan sát cũng không có khả năng tìm được khuyết điểm, chỉ có thể cưỡng ép dùng lực phá vỡ mà thôi, mà phúc địa ấn đánh xuống là thời khắc tốt nhất. Một đám kim quang bay ra khỏi bàn tay hắn, kim ấn cực lớn không ngừng bốc lên, hào quang giáng xuống cuồn cuộn, hai ấn có cảm ứng, khí tràng ngập trời. Dưới uy năng khủng bố khi hai ấn hợp kích, 10 tôn khôi lỗi giống như sụp đổ, lập tức nứt ra. Lý Vân Tiêu cũng hoảng hốt không thôi, tứ chi bách hài bị dư âm ảnh hưởng chấn động, huyết nhục trên người không ngừng nổ tung. Uy năng kinh thiên động địa, lập tức chấn nhiếp đám người Cố Thanh Thanh, hoảng sợ nhìn qua. Quên cả sự tồn tại của mình. Phi Dương, đi mau. Khúc Hồng Nhan hoảng hốt, cảnh tượng diệt thế này nàng cảm thấy mình quá nhỏ bé, không thể làm gì. Nàng thò tay kéo Lý Vân Tiêu, nhưng ngón tay vừa chạm vào người hắn thì có lôi quang bắn ra. Phi Dương, ngươi. Nội tâm Khúc Hồng Nhan run nhẹ nhẹ, dường như có dự cảm không tốt. Ta không thể đi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói ra mấy chữ này, lực lượng trên người không ngừng ngưng tụ. Da thịt hóa thành vàng ròng, lưu ly quang bắn ra như mặt trời chói mắt. Thần dịch lực trong người hắn không ngừng chuyển động, chúng sôi trào khắp toàn thân, rốt cục như núi lửa bộc phát trong kỳ kinh bát mạch. Nội tâm Khúc Hồng Nhan run rẩy, nàng cảm thấy Lý Vân Tiêu vào lúc này giống như vòng xoáy năng lượng, uy năng khủng bố truyền ra, làm cho nàng đều cảm thấy kinh hãi. Dùng thân thể Lý Vân Tiêu lúc này, thì triển ra công kích như vậy là quá khó khăn. Nhưng nàng lại không có lý do bảo hắn ngừng, mà hắn sẽ không ngừng lại. Hai hàng nước mắt rơi xuống, đôi mắt xinh đẹp đỏ rực lên, chỉ có thể chắp tay trước ngực cầu nguyện cho hắn. Ầm ầm, ở giữa thiên địa sinh ra tiếng nổ, dưới hai ấn không ngừng áp xuống, hai màu vàng và bạc xoay tròn, chúng như muốn hủy thiên diệt địa, thập nhị đô thiên thần sát biến hình. Sau lưng mỗi khôi lỗi sinh ra hào quang, năng lượng màu vàng chậm rãi hóa thành hình người, lăng không biến lớn. Trong khoảnh khắc, 12 cự linh đồng thời xuất hiện. Thập nhị đô thiên thần sát. Không có khả năng. Chiến Du nhìn qua 12 cự linh màu vàng, rốt cục trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ ra đây là trận pháp gì, lập tức hít khí lạnh. Đại ca, đi mau. Chiến Phách đang khu xử phúc địa ấn, lực lực của hắn rút đi nhanh chóng. Trước đó cho rằng hai ấn hợp kích có thể phá trận không nghi ngờ, hai người đều không muốn tiêu hao quá nhiều lực lượng. Hiện tại thấy trận pháp đã phát động thì bất chấp nhiều như thế. Chiến Du cũng không dám giấu dốt, hào quang bắn ra khắp toàn thân. Trên thần sát trận sinh ra khe hở, kim mang tiến vào, trực chỉ trời xanh. Chiến Du đại hỉ, cười to bắt lấy phi nghê, hóa thành kim quang bay qua khe hở. Chiến Phách thở ra một hơi, toàn thân chấn động, vô cùng vui vẻ. Chỉ thấy cái kia 12 thần sát liên thủ công kích. Cũng không vì phiên thiên ấn đánh ra khe hở mà tiêu tán đi, ngược lại càng thêm ngưng tụ, khí tức thái cổ tỏa ra chung quanh. Trên thập nhi đô thiên thần sát ngưng tụ ra một hư ảnh, từ hư hóa thật, toàn thân bao trùm lân giáp, cầm chiến kích tỏa ra kim quang đâm tới. Thiên địa chấn động, trời xanh nghiền nát. Huynh đệ Chiến Du cảm nhận được nguy cơ tử vong, thời không như bị xé rách, sắp sửa thôn phệ hai người này, chiến y trên người nổ tung. Mau ra tay. Phiên thiên. Phúc địa, huynh đệ Chiến Du hai người hoảng hốt, sắc mặt vui mừng mất đi không còn gì, thay vào đó là sợ hãi vô tận, song ấn nện xuống toàn lực, ngăn cản một kích này.
ầm ầm. Hai ấn tổ hợp ngưng tụ cùng một chỗ, ngăn cản một kích của cự nhân. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, không gian phạm vi mấy trăm dặm không gian bị một kích này cuốn vào. Cảnh tượng giống như tận thế, tất cả mọi người dốc sức liều mạng vận chuyển nguyên công, chống cự dư âm khủng bố còn sót lại. Phi Dương. Dưới tình thế cấp bách, Khúc Hồng Nhan thừa nhận một kích tuyệt cường, sử dụng kiếm mang bổ trạng thái chân không, muốn kéo lấy Lý Vân Tiêu. Toàn thân Lý Vân Tiêu bị xé nứt, mất rất nhiều máu tươi, sắc mặt tái nhợt dọa người, nhưng trong mắt mang theo tàn khốc nhìn qua Khúc Hồng Nhan, nói. Mặc kệ ta, cứu Phi Nghê. Khúc Hồng Nhan che miệng, khóc ròng, nàng biết rõ chính mình phải đi cứu Phi Nghê, nếu không trận chiến này sẽ uổng phí, Lý Vân Tiêu thà rằng bỏ mạng cũng phải cứu Phi Nghê. Long cong. Nàng cầm Tử Tiêu kiếm chọc vào mặt đất, đánh ra mấy đạo bí quyết, lúc này kiếm giới sinh ra, nó ảo hộ Lý Vân Tiêu vào trong, lúc này mới quay người hóa thành độn quang nhảy vào vòng xoáy khôn cùng. Huynh đệ chiến gia cũng không dễ chịu trước một kích này, chiến y trên người vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng hai người quay cuồng, không ngừng phun máu tươi. Đại ca, đi mau. Chiến phách bay tới bên cạnh chiến du, phát hiện chiến du sắc mặt cực kỳ tái nhợt, không thể định trụ thân thể, đang phất phơ theo gió mạnh. Một kích vừa rồi phiên thiên phúc địa ấn bị chiến kích đánh nát, chiến du dùng toàn lực bảo hộ trước người chiến phách, hơn nữa hắn còn lâm vào trọng thương, sau đó hai người bị cuốn vào trong vòng xoáy. Chiến phách bắt lấy chiến du, liền muốn hóa thành độn quang rời đi. Muốn đi, đều đi chết đi. Khúc Hồng Nhan quát to lên, chiến phách giật mình phát hiện phía trước xuất hiện kiếm quang, có trên trăm đạo ánh sáng ngăn cản trước mặt. Vạn kiếm quyết. Khúc Hồng Nhan hai tay hóa kiếm chỉ, vạn kiếm bay theo vòng xoáy truy kích kẻ địch. Nội tâm chiến phách âm thầm kêu khổ, phúc địa ấn đã triệt để mất đi uy lực, mình bị thương, còn phải chiếu ứng chiến du. Hắn cầm lấy chiến du, một tay bắt lấy Phi Nghê, hắn nhanh chóng thi triển đạo bộ né tránh kiếm khí. Mặc dù thân pháp huyền diệu cũng khó ngăn cản vạn kiếm, thỉnh thoảng có kiếm quang xuyên thẳng qua, hắn chỉ có thể phiền muộn giơ chân đá ra, đá nát kiếm khí. Khúc Hồng Nhan lạnh lùng nhìn qua hắn, không ngừng thi triển kiếm quyết. Chiến phách cảm thấy toàn thân phát lạnh, vội vàng đạp mạnh, đồng thời đá tan kiếm khí bắn tới, lại bay lên cao. Bành! Không khí bị đá nổ tung, mũi chân chiến phách xuất hiện khe hở, hiển nhiên là rất kiệt lực. Tàn ảnh Khúc Hồng Nhan biến mất, sau khi xuất hiện đã xuất một chưởng chém vào cổ chiến phách. Chi! Chiến phách cảm thấy cổ lạnh toát, kinh hoàng lấy Phi Nghê làm tấm chắn, ngăn cản trước mặt của mình. Khúc Hồng Nhan cả kinh, vội vàng biến chưởng thành chảo, bắt lấy đầu vai Phi Nghê, muốn kéo nàng đi. Chiến phách đâu chịu thả người, trong mắt mang theo tàn khốc, đá ra một cước vào tim Khúc Hồng Nhan. Khúc Hồng Nhan đảo tay, ngưng ra một đạo kiếm ý, hai ngón tay bắn vào chân đối thủ. Bành! Hai lực lượng va chạm nhau, linh áp tỏa ra chung quanh. Bốn người bị cắt chảy máu. Khúc Hồng Nhan cùng chiến phách vô cùng kinh hãi, lo lắng mình không chịu nổi sẽ bị chém giết. Buông tay! Khúc Hồng Nhan giận dữ quát một tiếng, Phi Nghê bị đối phương bắt, nàng không thể dùng sức. Chiến phách tung hoành thiên hạ nhiều năm, sợ rằng chưa bao giờ nếm qua thiệt thòi lớn như hôm nay, trước mắt mạch cùng Cố Thanh Thanh lao tới, nội tâm trầm xuống. Trong lòng biết hôm nay muốn mang Thiên Phượng Niết Thể đi là không thể nào, ý niệm trong đầu đảo qua như điện, quyết định thật nhanh, hắn buông Phi Nghê ra, mang theo chiến du xoay người rời đi. Hắn thi triển đạo bộ, người ta khó nắm lấy tung tích, mấy lách vài lần đã biến mất ở phương xa. Khúc Hồng Nhan giao Phi Nghê cho Cố Thanh Thanh, lúc này mới vội vàng bay xuống. Chỉ thấy kiếm giới của hắn bị phá, Lý Vân Tiêu không có bóng dáng, chỉ còn Tử Tiêu kiếm nằm ở đó. A, Phi Dương! Khúc Hồng Nhan thấy không có người, thiếu chút nữa ngất đi, cả kinh kêu một tiếng. Chỉ thấy bố tử ba người đang ngồi điều tức, đều trợn tròn mắt nhìn qua nàng. Phi Dương gì đâu? Sắc mặt Khúc Hồng Nhan trở nên dữ tợn, sát khí giạt rào nhìn chằm chằm vào ba người, trong nội tâm thầm nghĩ, ba người này cách gần như thế, lại thờ ơ, nếu Phi Dương gặp chuyện không may, ta sẽ giết ba người này trước. Ba người đều giật mình, cảm nhận được sát khí trên người Khúc Hồng Nhan, toàn bộ nơm nớp lo sợ. Bố tử chỉ vào sơn cốc, nói. Vừa rồi có người đi ra, mang hắn vào trong. Bọn họ lúc trước vây công chiến phách, bị đối phương đánh bị thương, hoàn toàn không có bất kỳ sức chống cự gì, đành phải ngồi đây điều tức.
vừa rồi bị dư âm ảnh hưởng chấn động thổ huyết, thương thế tăng gấp đôi, làm gì còn chút lực lượng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua người xa lạ mang Lý Vân Tiêu đi. Sơn cốc đã không thành bộ dáng, ngọn núi nhỏ hóa thành đất bằng, có thể nhìn thấy bên trong. Long cong. Khúc Hồng Nhan cầm Tử Tiêu kiếm sau đó nhìn qua hướng bố tử ba người vừa chỉ, đi vào sơn cốc. Cố Thanh Thanh, Mục Tinh và Mạch cũng đáp xuống, nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, Cố Thanh Thanh cả kinh, ba người nhìn nhau, lại nhìn ra phía sau. Khặc khặc kiệt. Đột nhiên có tiếng cười quái dị vang lên, âm thanh không ngớt không dứt, qua lại nhộn nhạo, cả bầu trời bị sóng âm bao phủ. Bốn người dừng lại nhìn qua không trung. Vừa xong một lớp, lại tới một lớp, vừa rồi kịch chiến quá mức thảm thiết, chấn động phạm vi quá lớn, kinh động lão quái vật ở gần. Là ai, cút ra đây cho ta. Tâm tình Khúc Hồng Nhan cực kỳ không xong, nói chuyện cũng không khách khí, hai mắt lăng lệ nhìn qua tời cao. Ân, cô nàng thật xinh đẹp, đáng tiếc lệ khí quá nặng, nhưng mà thực lực rất khá, chật chật, thật đẹp mà. Giọng nói kia tán thưởng vài câu, trên không trung xuất hiện hư ảnh, toàn thân ẩn trong áo đen, giống như khảm vào tinh không. Khúc Hồng Nhan lạnh lùng nói. Bổn cung như thế nào, há tới phiên đạo trích như người bình xét, xuống đi tìm chết đi. Cố Thanh Thanh biết rõ tâm tình của nàng, âm thầm thở dài, cũng không biết Lý Vân Tiêu như thế nào, nếu bị người trong cốc mang đi thì đó là bách luân kết hy, chuyện này làm cho nàng yên tâm không ít. Ta sẽ không tìm chết rồi, nếu không lão phu làm gì nguyện tham sống sợ chết sống đến bây giờ, tự nhiên là sợ chết. Chậc chậc, vừa rồi nơi này là người nào đánh nhau, lực lượng mạnh tới mức làm lão phu tỉnh lại. Người áo đen chậm rãi nói ra. Khúc Hồng Nhan chỉ kiếm lên trời, sát khí trùng thiên, quát. Bổn cung không rảnh nghe ngươi nói nhảm, là chiến là lưu, cứ nói đi. Hắc hắc, hắc bào nhân không có sợ hãi, nói. Cô gái nhỏ kia chính là Thiên Phượng Niết Thể. Giao Thiên Phượng Niết Thể ra đây, lão phu vỗ vỗ bờ mông rời đi. Vừa rồi ta mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy các ngươi hao tổn nguyên lực thật lớn, chắc chắn không phải đối thủ của ta. Khúc Hồng Nhan lạnh giọng nói. Ngươi có thể thử xem. Tử Tiêu kiếm chấn động, kiếm quang ngập trời.